Tôn Tĩnh Mông phải vội vàng về trường đi học, cô nhìn thấy bọn Đỗ Phi đều chạy qua đây thì hỏi. Mọi người qua đây hết làm gì, cùng nhau qua đây phỏng vấn cho Linh Tiểu Yến sao? Bọn tôi muốn mời Tổng Giám Đốc, đương nhiên phải toàn thể thành viên đều thỏa mãn rồi. Đỗ Phi vừa cười vừa nói. Tôn Tĩnh Mông hơi cau mũi, biểu thị không tin, cô khoác ba lô màu hồng lên vai muốn đi trước, bỗng nhớ tới một việc, liền quay đầu hỏi Trương Khác. Nhóm Tiểu Giai ngày mai muốn đến trường các anh đánh tennis, anh có rảnh không? À, mấy ngày nay có thể có tuyết rơi mà. Trương Khác ngẩng đầu lên, nghĩ đến mùa đông đánh tennis lại nhìn không thấy bọn Tôn Tĩnh Mông mặc váy tennis, y không khỏi cụt hứng, không khơi dậy nổi hứng thú gì, nói. Buổi trưa ngày mai Đường Thanh, Thịnh Hạ đến kiến nghiệp rồi, để xem họ có chơi hay không nữa. Y còn nói thêm, các cô đến Đại học Đông Hải đánh tennis, còn sợ tìm không được người chơi cùng sao? Sáng hiệp có nhiều anh chàng thừa tinh lực như vậy, không biết bao nhiêu người nguyện ý cùng các cô trải qua đêm Giáng sinh đâu. Cái này cũng phải. Tôn Tĩnh Mông đắc ý nở nụ cười, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa đều cực kỳ tán thành gật đầu. Thời Học Bân nằm viện một tuần thì đã khỏi hẳn rồi, người cũng khôi phục sinh khí, hắn cứ đòi Tôn Tĩnh Mông giới thiệu gái của học viện âm nhạc cho hắn làm quen. Tôn Tĩnh Mông kéo họ đến khu ký túc xá nữ của học viện âm nhạc lượn một vòng, thấy được dưới lầu đậu đầy BMW, Mercedes-Benz vào cuối tuần. Nhận thức của họ đối với xã hội này lại khắc sâu thêm một bước. Sắp đến cuối học kỳ, công tác trường đào tạo mạng máy tính lại tiến vào thời kỳ chuẩn bị khẩn trương nhất, bọn Thời Học Bân trái lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Tôn Tĩnh Mông ngồi lên chiếc xe hơi màu vàng nghệ của cô rời đi. Bọn Đỗ Phi ngồi vây quanh trước quầy ba cùng Linh Tiểu Yến thương lượng việc đi làm. Bên Trương Khác đã kết thúc ván cờ, Trương Dịch giúp họ đếm mục, Trương Khác nhớ kỹ trước đây Trương Dịch không biết chơi cờ, y cười. Anh chừng nào thì biết chơi cờ vây rồi. Tôi thường xuyên không tìm được người chơi cơ, nên bắt nó phải học. Hứa Hồng Bá cười nói. Hiện tại chấp nó đi trước 6 nước, miễn cưỡng có thể đánh được 2 bàn. Trương Dịch chỉ cười cười, vẫn nghiêm túc đếm mục, không có tâm tư trả lời. Trương Khác suy nghĩ một chút, liền nói với Trương Dịch. Trong khoảng thời gian này thầy Hứa sẽ ở lại kiến nghiệp, anh rảnh thì có thể đến Thế Kỷ Cẩm Hồ hỗ trợ, việc này chú ba đã nói với em rồi, không biết có nói với anh chưa? Vậy lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho chú ba. Trương Dịch nói. Đếm mục xong, Trương Khác vẫn bại bởi Hứa Hồng Bá một mục. Thu dọn quân cờ vào hộp, Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe đưa Hứa Hồng Bá, Trương Dịch đến công ty lâm nghiệp giao nhận một số sự vụ, buổi tối lại đón họ qua đây cùng ăn cơm. Trương Khác đi tới quầy ba, tự mình pha cà phê. Chờ hương cà phê tỏa ngát rồi, Trương Khác mới đi xem Đỗ Phi, Mông Nhạc nghiêm trang cùng Linh Tiểu Yến thảo luận tương lai của Sáng Hiệp cùng công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực. Sau khi hoàn thành trường đào tạo mạng máy tính, ngoại trừ quy mô tiếp tục mở rộng, sang năm, sẽ cân nhắc kinh doanh dây chuyền cho tiệm Internet, cũng sẽ chân chính phát huy công năng của Hiệp hội Sinh viên Sáng Nghiệp khích lệ sinh viên Sáng Nghiệp. Kế hoạch toàn bộ trường đại học trong phạm vi Hồ Yến quy triển khai giải thi đấu sinh viên sáng nghiệp, kế hoạch sáng nghiệp, phương án thương nghiệp xuất sắc sẽ nhận được tiền thưởng của City Sáng Vực, hoặc là do City Sáng Vực trực tiếp bỏ vốn mua kế hoạch sáng nghiệp rồi đưa vào hoạt động. Đây là một ý tưởng hỗ trợ sinh viên thực hiện mộng tưởng sáng nghiệp, cũng là điều Trương Khác mong đợi một tổ chức sinh viên như Hiệp hội Sinh viên Sáng Nghiệp có thể khai thác, bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài thương nghiệp. Nói chuyện thế nào rồi? Trương Khác cầm tới 7 cái ly. Rót cà phê cho bọn Đỗ Phi, Linh Tiểu Yến. Vẫn có một vài chỗ không ủng hộ trong cách nghĩ của họ. Linh Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Nhưng họ là ông chủ, một số chỗ không nhất trí có thể bỏ qua. Trương Khác đưa cà phê tới trong tay từng người. Đồng Dược Hoa tiếp nhận cà phê, đột nhiên nhớ tới Vương Hải Thúc nhiều ngày rồi không có xuất hiện, cảm thấy có chút quái lạ, hắn liền nói ra. Hiện tại Tịch Nhược Lâm bị sự vụ của Sáng Vực cùng việc ở trường cuốn lấy không thoát thân được. Bọn Đồng Dược Hoa nhìn không thấy Vương Hải Túc, cũng nói rõ Tịch Nhược Lâm đã lâu không gặp Vương Hải Túc. Anh ta hả, nhảy lên nhánh Ngô Đồng hóa thành Phượng Hoàng rồi. Trương Khác đưa cà phê cho Tịch Nhược Lâm. Phương án viên khu sản nghiệp phần mềm được sửa chữa qua dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh, ngày hôm qua trực tiếp trình cho thành ủy, lúc này Vương Hải Túc đã là quý khách của Phó Thị trưởng Thành ủy Kiến Nghiệp, Thị trưởng Tiêu Minh Kiến cùng Phó Thị trưởng Thường vụ. Thường ủy Thành ủy Kiến Nghiệp, nói hắn nhảy lên nhánh Ngô Đồng hóa thành Phượng Hoàng cũng không quá đáng chút nào. Trương Khác nhìn Tịch Nhược Lâm, thấy cô hình như còn chưa biết việc này. Không chỉ nói lúc này Vương Hải Thúc bận tối mày tối mặt,
đại nhân vật mà hắn cần phải nịnh bợ khiến hắn đáp ứng không xuể, cho dù lúc hắn rảnh rỗi cũng khả năng không lớn sẽ xuất hiện ở đây. Kế hoạch viên khu sản nghiệp phần mềm của họ là thứ ăn cắp của vườn sồi, trong lòng hắn có quỷ, đương nhiên sẽ lo lắng Mông Nhạc, thời học bân có khả năng cũng xem qua bản gốc của vườn sồi, chỉ sợ hắn trong khoảng thời gian này số lần liên hệ qua điện thoại với Tịch Nhược Lâm cũng ít đi. Đây là cái tật khi một người vô ý thức muốn lảng tránh. Tịch Nhược Lâm không rõ chân tướng, cái gì cũng không hiểu, nghe Trương Khác nói như vậy thì còn xấu hổ cười thay cho Vương Hải Túc, cô quan tâm đến cuộc thi cuối kỳ của Trương Khác, nói. Cậu bình thường đều rất ít đến lớp, thành tích ở lớp học sẽ không có, cuộc thi cuối kỳ phải nghiêm túc mới được, cậu có nắm chặt sẽ không treo đèn đỏ hay không? Ngày mai sẽ có người qua phụ đạo giúp cậu ấy, không cần chúng ta quan tâm. Linh Tiểu Yến cười nói. À, tôi chỉ tính đến đây chơi thôi, quên là còn có cuộc thi cuối kỳ. Trương Khác vỗ vỗ trán. Nói gì thì sinh viên tốt luôn có mấy người như vậy, thị lực của tôi cũng không kém. Kỳ nghỉ đông của Đại học Hồng Kông bắt đầu từ đêm trước lễ Noel duy trì cho đến cuối tháng 1, mà kỳ nghỉ đông của nội địa thì phải qua khoảng một tháng nữa mới bắt đầu. Nghĩ đến Thịnh Hạ, Đường Thanh buổi trưa ngày mai sẽ về kiến nghiệp, cho dù trên đường Đường Thanh sẽ về Hải Châu, phần lớn thời gian sẽ ở lại kiến nghiệp với Trương Khác. Nghĩ đến lập tức sẽ có hai sức lao động miễn phí có thể sai sử, Đỗ Phi đắc ý nở nụ cười. Ngoại trừ Mông Nhạc, bọn thời học bân, Đồng Dược Hoa, Tịch Nhược Lâm cũng chưa gặp qua Đường Thanh, cũng có phần kỳ vọng. Tối cùng chú ba, Thiệu Chí Cương, Hứa Hồng Bá ăn cơm xong, khi trở về thì có tuyết rơi. Tuyết rất lớn, Trương Khác ngồi ở trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại với Đường Thanh, nhìn hoa tuyết ngoài cửa sổ rơi vào bệ cửa sổ. Dự báo thời tiết ngày mai còn có thể tiếp tục có tuyết rơi, trái lại rất phù hợp với bầu không khí của đêm Giáng sinh. Không hiểu được trường đại học bắt đầu từ lúc nào quen trải qua lễ Giáng sinh. Chỉ là phát hiện lúc này người chung quanh đều rất coi trọng đêm Giáng sinh, cho dù công tác chuẩn bị cho trường đào tạo mạng máy tính có bận rộn, bọn Đỗ Phi cũng phải bị ép buộc ngưng lại một ngày. Bọn thời học bân, Đồng Dược Hoa hẹn con gái trong khoa của Tôn Tĩnh Mông cùng nhau đánh tennis. Hoạt động tennis có thể bởi vì khí trời có tuyết rơi mà bỏ dở, tuy nhiên dã tâm lớn hơn nữa của họ là hẹn các cô gái này cùng đi xem IMS Titanic, mong đợi có thể một hai cô nàng sẽ bị bộ phim này làm tan vỡ để họ thừa hư mà vào. Trương Khác cũng đã lên kế hoạch cho Đường Thanh sau khi đến kiến nghiệp, Đường Thanh thì ở đầu bên kia điện thoại, vừa cùng Thịnh Hạ thu dọn hành lý, vừa trò chuyện với Trương Khác. Chương 742, IMS Titanic. Tuyết vẫn còn rơi, tuyết đọng trên đường cũng đã được dọn bớt, chỉ để lại mặt đường ướt sũng, xa xa dãy núi xanh thẳm nhấp nhô cũng bị phủ trong tuyết. Tuyết ẩm ướt rơi vào cửa sổ xe, làm cần gạt nước mưa phát ra tiếng vang như da ma sát với thủy tinh. Bảo Phó Tuấn lái xe đưa Hứa Hồng Bá, Trương Dịch về Hải Châu, Trương Khắc tự mình lái xe chở theo Đỗ Phi, Trần Phi Dung đến đón Đường Thanh, Thịnh Hạ. Ngày hôm nay là đêm Giáng sinh lại vào cuối tuần, xe cộ đi lại trên đường đi đến sân bay rất nhiều. Chạy tới sân bay, cách thời gian máy bay dự tính đến còn có nửa giờ. Trong đại sảnh đón hành khách rộng rãi mà sáng sủa, Trương Khắc cùng Đỗ Phi, Trần Phi Dung ngồi ở trên ghế trong sảnh nói chuyện. Xuyên qua bức tường thủy tinh là có thể thấy được đến hành khách đi tới. Đường Thanh cùng Thịnh Hạ xuất hiện trước băng truyền hành lý, cũng đồng thời thấy được nhóm Trương Khác đang chờ họ. Cả hai đặc biệt hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Đường Thanh mặc ác khoác lông đen dài tới đầu gối, quần jean xanh, giày ống cao màu cà phê. Cô mới từ trên máy bay xuống, hệ thống sưởi hơi trong đại sảnh cũng đủ, còn chưa cảm nhận được cái lạnh của kiến nghiệp. Áo khoác mở rộng, lộ ra áo nhung màu vàng bên trong, vóc người thon dài nảy nở. Trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn tràn đầy hơi thở thanh xuân. Nhìn Đường Thanh đang đẩy hành lý đi ra, Trương Khác mở hai tay chờ cô lao qua ôm một cái, không ngờ Đường Thanh lại ôm Trần Phi Dung trước. Ặc, làm tổn thông tự tôn quá rồi. Trương Khác một tay tiếp nhận xe hành lý của Đường Thanh, vuốt mũi ổ nói. Ngày hôm qua mở cửa sổ nghe tiếng tuyết rơi, nên có chút cảm lạnh, Trương Khác đột nhiên nhớ tới vài năm sau Tống Đan Đan ở trên sân khấu của CCTV sẽ nói ra câu nổi danh. Làm tổn thông tự tôn quá rồi, bọn Đường Thanh sẽ không cho rằng Tống Đan Đan là copy của mình chứ. Đường Thanh cười duyên nhào vào trong lòng Trương Khác, ôm lấy thắt lưng y, từ độ mạnh yếu của tay là có thể cảm giác được nỗi nhớ nhung đã thâm nhập xương tủy của cô. Trương Khác ôm lấy eo Đường Thanh, làm cho cô càng gần sát vào lòng mình, khẽ hôn lên trán cô một cái, mới nhẹ nhàng buông ra, cùng Thịnh Hạ phất phất tay coi như chào hỏi qua, sau đó cùng Đỗ Phi giúp hai người nàng cầm hành, đi ra khỏi đại sảnh đón khách. Có cần tìm một nhà hàng gần đây để giải quyết cơm trưa trước không?
Trương Khắc cùng Đỗ Phi đem hành lý nhét vào sau xe, vào trong xe quay đầu lại hỏi Đường Thanh. Đường Thanh trông gầy hơn so với lần trước gặp một chút, học tập rất khắc khổ, Đường Thanh phải chịu áp lực cũng rất lớn, nhưng ngũ quan tinh xảo vẫn lộ ra hơi thở thanh thuần quen thuộc, đôi mắt vừa dài lại quyến rũ, ngồi máy bay thời gian dài như vậy, sắc mặt cô có hơi tái nhợt và uể oải. Đến ngõ học phủ đi, chờ mong đã lâu rồi, chỉ nghe các bạn trong điện thoại, trong email miêu tả thôi. Cuối tháng 10 về kiến nghiệp cũng vội vàng nên chưa có nhìn thấy. Đường Thanh ôm lấy cánh tay Trần Phi Dung, ánh mắt đung đưa nhìn sang Trương Khắc, lại ngó qua hỏi Thịnh Hạ ngồi bên kia Trần Phi Dung. Chúng ta trực tiếp đi đến ngõ học phủ đi, ăn cơm xong, chúng ta có thể ngồi dưới cây sồi trong vườn sồi nhìn cảnh tuyết rơi trên hồ Yến Quy. Thanh âm mềm mại thanh thúy, tựa như tuyết rơi ngoài của sổ xe. Đến ngõ học phủ đã là 1 giờ, mọi người đi tới một quán cà phê bên trong con hẻm ăn cơm. Tôn Tĩnh Mông, Tiểu Giai, một nhóm nữ sinh của học viện âm nhạc cùng thời học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi còn có bạn gái của Thi Tân Phi ở đội bóng rổ nữ của trường đang từ trong quán đi ra. Họ hẹn nhau cùng vào trong thành phố xem AMS Titanic. Đường Thanh ở Hong Kong nhận được rất nhiều sự chiếu cố của vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, thấy được Tôn Tĩnh Mông tự nhiên rất thân thiết, mời cô ở lại. Bộ phim này Hong Kong đã chiếu lâu rồi, mỗi ngày đều nghe bạn học kể thôi. Mình phải đợi cùng đầu heo này đi xem chung, bạn đi cùng đi. Tôi không cần làm bóng đèn của các người đâu. Tôn Tĩnh Mông vừa cười vừa nói. Cô thấy bạn học buổi sáng xem qua công chiếu trở về khóc đến lê hoa đái vũ, Tôn Tĩnh Mông cũng không có nắm chắc có thể kiên cường không có cảm giác rơi lệ, Đường Thanh có vai của Trương Khắc, còn mình thì làm thế nào? Ngày sau có lẽ sẽ nhớ kỹ mình là đáng thương nhất. Còn không bằng đi xem chung với nhóm của Tiểu Giai, thời học Bân, vượt qua đêm Giáng sinh năm 97 này. Nhìn Trần Phi Dung cũng muốn đi theo họ, Đường Thanh ôm cánh tay của cô, ra chiều cầu xin. Bạn nhất định phải ở lại với bọn mình thà rằng không cần đầu heo này. Trần Phi Dung quay đầu hỏi Trương Khắc. Có cảm thấy mình quá chướng mắt hay không? Xin bạn đấy, đừng để Đường Thanh bỏ mình lại mà. Trương Khắc cười nói. Bạn có cản trở, cũng không cản trở bằng đôi gian phu dâm phụ Đỗ Phi và Thịnh Hạ đâu. Trong trí nhớ của kiếp trước, mỗi lần Trương Khắc xem bộ phim này đều không kiên trì qua nửa giờ thì buồn ngủ. Y không thể tưởng tượng ra tình cảnh 4 cô gái Đường Thanh, Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông, Thịnh Hạ ở trong rạp chiếu phim khóc thành lệ nhân, mà y cùng với Đỗ Phi đã ngủ qua 1 giấc. Cũng có thể kiếp trước không muốn ở trước mặt con gái xem phim cùng mình bại lộ ra nội tâm yếu đuối, đến nỗi bộ phim ái tình kinh điển có tiếng là Sự Kết Thúc Của Gái Trinh, này mình xem qua rất nhiều lần rồi, mà cũng chỉ như mới xem qua lần đầu. Ăn cơm ở ngõ học phủ xong, lại đưa hành lý về nhà, trong nhà còn trống 1 gian phòng ngủ, Đường Thanh cùng Thịnh Hạ có thể vào ở. Sau đó Đỗ Phi cùng Thịnh Hạ đi trước khi đi còn rất không lương tâm bỏ lại một câu. Mọi người ngồi cùng nhau xem không có cảm giác đâu. Đỗ Phi móc ra vé xem phim đã mua sẵn, cũng là 2 tấm giờ buổi chiều, 3 tấm xế chiều. Đúng là đôi cẩu nam nữ. Trương Khắc thấy Đỗ Phi đã sớm lên kế hoạch cùng Thịnh Hạ bỏ trốn, y cười mắng bọn họ. Quả thật chỉ còn lại có y cùng với Đường Thanh, Trần Phi Dung thôi. Đỗ Phi cùng Thịnh Hạ đi xem giờ buổi chiều trước, Trương Khắc chỉ có thể cùng Đường Thanh, Trần Phi Dung đến vườn sồi xem cảnh tuyết. Đậu xe ở vườn sồi, 3 người đứng dưới bóng cây sồi nhìn cảnh tuyết rơi trên mặt hồ. Ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, Đường Thanh cùng Trần Phi Dung hưng phấn nghênh đón hoa tuyết từ bầu trời bay tới. Đường Thanh mặc áo lông mày đỏ, Trần Phi Dung mặc áo lông trắng. Hai người đều làm cho người ta có ấn tượng xinh đẹp mạnh mẽ. Đường Thanh hoạt bát nhiệt tình, không chỗ nào không tản mát ra hơi thở phảng phất nhiệt liệt, trong ánh mắt nhộn nhạo xuân tình thu ý. Dung mạo Trần Phi Dung lạnh như trăng mùa thu, giống như một đóa sen trắng trên nền tuyết. Tình hữu nghĩ giữa đàn ông, phụ nữ rất khó tưởng tượng, sự thân mật giữa phụ nữ, đàn ông cũng đừng nỗ lực đi phỏng đoán. Nhìn Đường Thanh cùng Trần Phi Dung thân mật như chị em gái đứng ở trong màn tuyết thì thầm. Trương Khắc hoài nghi Đường Thanh sự tình gì cũng nói hết với Trần Phi Dung mà không nói với y, đố kỵ cũng đố kỵ không được. Trương Khắc nhìn không được lắc đầu nở nụ cười. Đi vào trong rạp chiếu phim, Trương Khắc nhớ tới kiếp trước ở trên BBS Đại học Đông Hải đã làm một cuộc điều tra về AMS Titanic, giờ khắc này, nội dung của nó như hòa tan cùng tuyết rồi chảy vào trong đầu, rõ ràng vô cùng. Bài điều tra có một câu hỏi trong bộ phim ai để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất, Trương Khắc nhớ tới con cá heo bơi trong biển. Còn có một câu hỏi là hỏi có học qua động tác kinh điển đứng ở đầu thuyền bay lượn trong AMS Titanic, hay không,
Trương Khác nhớ tới từng có mấy nữ sinh đề cập qua yêu cầu như vậy, nhưng mình chỉ cho Hà Huyền mượn vai dẫm lên rồi, bay, qua rào chắn hàng lang. Nhìn chỗ ngồi cũng có chút quen thuộc, dưới tia sáng lờ mờ lần mò vào chỗ ngồi. Đợi khi ngồi xuống thì, á, từ chỗ ngồi bên cạnh truyền ra tiếng la hoảng trong trẻo. Trương Khác vỗ vỗ đầu, chẳng trách lại cảm thấy chỗ ngồi này quen thuộc, kiếp trước là cầm tay một cô gái đi vào chỗ ngồi, gặp phải Hà Huyền đang một mình xem phim, lần này mình cũng dắt tay Đường Thanh không sai, nhưng Đường Thanh còn dắt đích Trần Phi Dung. Các bạn cũng đi xem phim hả? Đường Thanh thân thiết vẫy tay cùng Hà Huyền, cô dựa vào người Trương Khác thỏ đầu qua nhìn một chút bên người Hà Huyền, là một cô gái cùng một anh chàng xa lạ đang thân thiết thì thầm, cảm giác từ các nói thừa rồi, tay khẽ che môi, hạ giọng hỏi. Bạn đi xem phim một mình hả? Tô Nhất Đình cũng tới rồi, nhưng không biết nó và bạn trai đang ngồi trong góc nào. Hà Huyền cười nói. Hiện tại mình không phải một mình nữa rồi. Vẫn luôn trải qua cùng bộ phim này, nhìn từ tương lai nguyên vẹn, cũng không rõ người nhiều như vậy khóc bên trong rạp chiếu phim đến tột cùng là vì thế nào. Lại có cơ hội ngồi ở trước màn hình lớn, nhìn bà lão Ross trăm tuổi đã trải qua vài chục năm mà vẫn rõ ràng nhớ kỹ thời khắc tốt đẹp ngắn ngủi như hoa quỳnh, Trương Khác rất có cảm xúc, ký ức luôn là tài sản tốt nhất. Yêu, y dăm, những lời này đã sớm bị những giọng điệu dung tục trong ánh đèn lờ mờ làm bẩn, chỉ có những người sau khi trải qua đau khổ như cát chảy khiến người hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra mới có thể cảm nhận được sức mạnh của câu nói xem như lời hứa này. Trương Khác nghĩ như vậy. Tình cảnh bên trong rạp chiếu phim hoàn toàn có thể dùng từ ngữ quảng cáo trên áp phích dán trước rạp để hình dung, thiên địa động dung. Trương Khác sớm có chuẩn bị đối với điều này, cố ý chuẩn bị một xấp khăn giấy. Từ một khắc thuyền cứu nạn buông xuống, sự cảm sinh ly tử biệt hình như tràn ngập bên trong rạp chiếu phim, Đường Thanh, Hà Huyền, Trần Phi Dung, ba cô gái liền không ngừng rút khăn giấy từ trong tay Trương Khác. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, mắt ba cô gái đều sưng đỏ, khóe mắt còn đầy vệt nước mắt áp chế không được tràn ra bên ngoài, vẻ mặt còn trầm mặc hơn cả Trương Khác. Căn cứ điều tra, hầu như toàn bộ con gái xem xong bộ phim này đều có một loại xung động khống chế không được muốn hỏi người con trai bên cạnh, y dăm, yêu. Đường Thanh cũng không ngoại lệ, chẳng qua ở trước mặt Trần Phi Dung, Hà Huyền nhịn xuống không hỏi. Chương 743, yêu dăm, y dăm. Tô Nhất Đình và bạn trai cũng ở rạp chiếu phim. Chỉ là vô tâm vô tình ngồi tách ra với Hà Huyền, rời khỏi rạp chiếu phim, Trương Khác cùng ba cô gái đứng ở cửa đợi. Trời rét căm căm, ba cô gái mặc áo khoác dày, nhưng bất kỳ cô gái nào trong số họ chỉ cần khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lộ ra ngoài thôi, cũng đủ thu hút mọi ánh mắt, huống hồ ba cô gái cùng đứng cạnh nhau. Trương Khác rất biết điều dựng cổ áo lên che nửa khuôn mặt, ngồi xuống bậc thềm nhìn ba cô gái mắt vẫn còn đỏ hoe chia sẻ với nhau cảm xúc sau bộ phim. Bên cạnh có một đôi tình lữ. Cô gái nước mắt chan chứa hỏi chàng trai. Y dăm, yêu dăm. Trương Khác nghe thấy có người đang hỏi vấn đề tương tự, ngẩng đầu lên, chỉ thấy chàng trai kia ánh mắt thất thần, tâm tư tựa hồ bị dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường của đám Đường Thanh thu hút rồi, chẳng để ý tới câu hỏi của bạn gái. Cô gái kia thấy bạn trai vẻ mặt khác thường, quay sang nhìn thấy nhóm Đường Thanh, sắc mặt tức thì tối sầm lại, nhéo tay bạn trai, hầm hầm bỏ đi, anh chàng tội nghiệp cuống quýt đuổi theo. Tốt. Nếu cô gái đó còn là xử nữ vậy đêm nay sẽ giữ được trinh tiết rồi. Trương Khác cười phá lên, đứng dậy ôm lấy eo Đường Thanh, nói với ba cô gái. Vì ba bạn đứng ở đây khóc vì tình cảm mộng ảo trong phim, đã hủy hại không ít mối tình hiện thực rồi đấy. Đúng là toàn mầm họa, liệu chúng ta có nên lánh đi nơi khác không? Lúc này Tô Nhất Đình cầm khăn tay lau nước mắt đi ra, thấy ba cô gái kia liền hét lớn. Này ba người, có để cho các cô gái khác sống nữa không hả? Anh chàng bạn trai gầy gò đứng sau Tô Nhất Đình cũng giống các chàng trai bình thường khác nhìn ba cô gái kiểu diễm đứng cạnh nhau cũng nhìn tới thất thần, Tô Nhất Đình sống chết không chịu đi cùng ba cô bạn. Lọ lem cũng có mộng tưởng ái tình của mình, có vỡ cũng phải đợi sáng mai. Cười đùa một hồi rồi kéo bạn trai đi, ném ba cái mầm họa lại cho Trương Khác xử lý. Hôm nay là Giáng sinh lại là cuối tuần, nhiều cửa hàng có người mặc trang phục ông già Noel đứng mời khách. Cho dù tuyết rơi lất phất thanh niên nam nữ thành đôi thành cặp đi trên đường rất nhiều. Trương Khác đi dạo phố cùng với ba mầm họa áp lực quá lớn, sau khi ăn tối xong, liền lái xe về ngõ học phủ. Ngõ học phủ đêm nay cũng náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều, khu nghỉ ngơi kiểu quán cà phê trước quán nét sáng vực vẫn có nhiều học sinh đang uống nước đợi vào mạng. Đỗ Phi, Mông Nhạc hôm qua mới tìm lệnh Tiểu Yến bàn bạc công việc,
hôm nay Lệnh Tiểu Yến đã tới công ty Sáng Vực chính thức đảm nhận chức vụ quản lý tài vụ và hành chính. Khi Trương Khác và ba cô gái đi qua quán nét Sang Vực nhìn thấy Chu Tiểu Quân cũng bị ép tới nơi này bồi tiếp bạn gái. Hà Huyền về ký túc xá trước, Trương Khác và Đường Thanh đưa Trần Phi Dung về ký túc xá, rồi tay nắm tay đi về, bông tuyết lất phất rơi trên mặt, mát lạnh, mười ngón tay đan vào nhau cảm thấy hết sức êm đềm ấp áp. Đường Thanh nói muốn tới núi Hợp Hoan tham quan một chuyến, lên núi mới phát hiện chỗ nào cũng toàn đôi tình lữ ôm ấp nhau, chẳng hề ngại cái lạnh, nhiều đôi còn có những tư thế rất kỳ cục. Trương Khác bị Đường Thanh bịt mắt bắt về. Về tới chung cư thấy hai tờ giấy nhắn, Tôn Tĩnh Mông về ký túc xá ngủ, còn Đỗ Phi cũng cầm chìa khóa phòng đi rồi, đọc lời nhắn, khuôn mặt Đường Thanh tức thì đỏ bừng như say rượu. Đường Thanh cởi áo ngoài ra, cửa mình thoát khỏi vòng tay của Trương Khác, nói đi pha cà phê. Trương Khác biết cô nàng chỉ muốn tìm việc gì đó che giấu sự xấu hổ, y cũng chẳng hề muốn uống cà phê nhưng không cản. Trương Khác ngồi xuống ghế sofa, nhìn bóng lưng cô công chúa ở trong bếp cẩn thận đặt từng món đồ phe cà phê xuống, mông Tạ Vãn Tình tròn nở nang một cách khoa trương cực kỳ gợi tình, mông Hứa Tư thì mà vểnh phát tán dụ hoặc nữ tính, mông Đường Thanh nhỏ gọn hơn, dưới lớp quần jean bó sát, trông săn chắc xinh xắn. Trương Khác tới trong phòng trà bật lò than lên, Đường Thanh bê cà phê vào. Bốn phía yên tĩnh, tựa hồ cảm giác cả thành phố đã ngủ rồi, chỉ có tuyết rơi lác đác. Đường Thanh đặt cà phê xuống rồi lúng túng không biết phải làm sao, dẫu cô có ý định trao gửi hết cho Trương Khác từ lâu, song khi thời điểm đó đến, cô công chúa ngây thơ liền sợ hãi, đương nhiên đa phần là xấu hổ. Trương Khác nhìn khuôn mặt xinh tươi càng lúc càng đỏ của Đường Thanh, nắm tay cô kéo ngồi lên đùi mình, một tay vén mái tóc dài của Đường Thanh, tay kia luồn qua nách ôm lấy eo. Cảm thấy cơ thể ấm áp của cô khẽ run lên từng đợt, lòng trào dâng yêu thương vô hạn. Hay uống một ít rượu cho ấm người nhé. Đường Thanh lý nhí đáp một tiếng, hơi thở loạn nhịp, mặt càng đỏ hơn, cái thứ xấu xa kia chọc dưới mông, Trương Khác lại còn giữ chặt lấy người không cho tránh đi, thấy y rót rượu vào ly đã chuẩn bị sẵn, chẳng biết cảm động vì sự chu đáo của y hay là mắng y một trận nữa. Đưa ly rượu tới trước mặt Đường Thanh, Trương Khác hấp một ngụm lớn, nhưng không nuốt mà áp tới cánh môi đỏ mọng mềm mại của cô. Đường Thanh sau một thoáng lúng túng mơ màng khép mắt lại, tim đập như muốn nảy khỏi lồng ngực, một chiếc lưỡi khéo léo thành thạo như con rắn tách đôi môi, luồn qua hàm răng của cô, rượu từng chút một được đưa vào miệng cô không chảy ra bên ngoài một chút nào. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, trong cơn mê say Đường Thanh run lên như phát sốt dưới những cái vuốt ve nóng bỏng của Trương Khác, cô nàng hoàn toàn choáng ngợp trong nụ hôn say đắm. Tới khi Trương Khác dừng nụ hôn lại mới hoàn hồn, người mềm nhũn tưởng chừng không dựa vừa y ngay cả ngồi cũng không ngồi được, đấm y thùm thụp. Đồ xấu xa, đồ đại sắc lang, học trò này dụ dỗ bao nhiêu con gái rồi hả? Trương Khác cười gian. Còn chỗ xấu xa hơn nữa đấy, bạn có muốn biết không? Đường Thanh sao chịu nổi những lời này, càng đấm mạnh hơn, thấy tay Trương Khác mò lên ngực của mình một cách hết sức không thành thực, Lý Nhí nói. Chúng ta về phòng đã được không? Đường Thanh ý loạn tình mê, mơ mơ hồ hồ bị Trương Khác nắm tay dắt vào phòng, bên ngoài tuyết vẫn rơi, trong phòng ấm áp như mùa xuân, không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đủ nhìn thấy khuôn mặt kiều mị như xuân của Đường Thanh, cùng đôi mắt dài sáng lóng lánh như sao. Trương Khác đặt Đường Thanh xuống giường, mặc dù không phải lần đầu tiên cởi y phục của cô, nhưng lần này mang ý đồ hoàn toàn khác hẳn, tay hơi run lên, mãi không mò được cúc áo lót phía sau, y không trì hoãn nổi nữa. Nóng rút đẩy áo lót lên, hai con thỏ nhỏ trắng trẻo bật ra ngoài, hai điểm nhũ đầu đỏ tươi nhỏ nhắn non nớt, giống như hai viên ngọc tương tư hồng hồng ngạo nghễ nhô lên giữa vầng hồng ngọc nhàn nhạt, khiến người ta hít thở không thông. Lúc này Trương Khác mới nhìn ra cái áo lót này là kiểu nút ở phía trước, bật cười vì sự nóng vội của mình, đều tại tiểu yêu tình này hết. Áo đã bị cởi ra hết, tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng mờ ảo càng khiến người ta choáng váng như trong mộng ảo. Đường Thanh trong lúc mê ly bởi tình dục cảm thấy hơi lạnh, khoanh tay ôm trước ngực, Trương Khác hôn lên mờ u bàn tay, làm cô xấu hổ rụt tay lại, nhưng chỗ trọng yếu hơn lại thất thủ, hai núm vú bé nhỏ luân phiên trở thành mục tiêu bị công kích, Đường Thanh rên rỉ, người cong lên rên lớn mỗi khi bị mút mạnh hai núm vú. Tay Trương Khác vuốt ve cơ thể mơn mởn đầy nhựa sống trượt xuống dưới, sờ tới chiếc quần jean, Đường Thanh theo bản năng đưa tay xuống che chắn, nhưng sự phòng thủ yếu ớt đó làm sao ngăn cản Trương Khác cởi cúc quần. Kéo cả quần trong quần ngoài xuống, quần vừa kéo qua chiếc mông cong, linh hồn y thiếu chút nữa bị hút vào con lạch nhỏ nằm giữa u cốc thần bí. Đường Thanh phát giác ra nguy hiểm, kéo chăn che lấy cơ thể trần truồng chỉ còn lại chiếc quần đã bị kéo tới gối, Trương Khác miệng khô rang,
tay chân gấp gáp kéo quần Đường Thanh ra, rồi cởi sạch sẽ y phục bản thân, sờ bàn chân nhỏ nhắn của Đường Thanh chui vào trong chăn, ngón tay vuốt nhẹ theo cặp chân thanh tú săn chắc của Đường Thanh, mơn trớn nhích dần lên trên, Đường Thanh kẹp cứng lấy tay y không cho nó tiến vào. Cảm thụ được sự căng thẳng của cô, Trương Khắc không cố tiến vào nữa, đổi hướng tấn công, đầu chui lên trên đi tìm cánh môi hồng làm tâm hồn người ta điên đảo, dần ra dưới những cái vuốt ve âu yếm của Trương Khắc, hơi thở gấp gáp của Đường Thanh chuyển thành tiếng rên ra giết, cơ thể run lên từng chập, phía dưới cũng bắt đầu ẩm ướt, hai tay Đường Thanh quấn chặt lấy cổ Trương Khắc, bàn tay mềm mại nóng ấm áp lên lưng y như muốn kéo sát vào lòng. Thấy thời cơ đã chín muồi, Trương Khắc luồn tay xuống dưới mông Đường Thanh khẽ nâng lên. Tách hai chân cô ra, nhìn đôi mắt nhắm nghiền mở ra, mê ly như đêm tuyết bên ngoài, bên tai truyền tới tiếng rên nhẹ động tình của cô. Trương Khắc, mình hỏi bạn một câu có được không? Trương Khắc thầm nghĩ, chắc là câu hỏi kinh điển, y dăm, yêu dăm. Kia, mặc dù câu hỏi này y từng bị mấy cô gái trước khi làm chuyện ấy hỏi qua, y cũng trả lời cho có, nhưng lần này Trương Khắc trả lời tuyệt đối không phải chỉ là đối phó, y biết mình có thể đáp chắc nịch. Yêu dăm, y dăm, cho nên đôi tay nỗ lực tách hai chân Đường Thanh ra không ngừng lại chút nào. Thình lình một tiếng sấm nổ đánh huỳnh một cái, thiếu chút nữa làm cái chân thứ ba của Trương Khắc tê liệt luôn. Trương Khắc dừng tay, nhìn đôi mắt mông lung của Đường Thanh khôi phúc chút tỉnh táo, mặt áp sát vào má cô, nói. Yêu dăm, y dăm, si dăm, y dăm. Nói xong tiêu nghỉu, thầm thương cảm vậy là hết rồi, lại phải ôm gối ngủ một mình rồi thì đôi chân của Đường Thanh lặng lẽ tách ra. Để thứ vẫn cứng như cũ của y trực tiếp chạm vào mép thịt mềm ấm áp trơn tru đó, còn nói nhỏ vào tai y. Trương Khắc, không được làm mình đau. Tiếng rên nhẹ cố kìm trong cổ họng của Đường Thanh, cơ thể mềm mại trắng muốt trải dưới ánh trăng trong, đẹp đến mê người, mái tóc đen tuyền tú lệ xóa tán loạn trên cổ mịn màng và bờ vai trơn, eo nhỏ thon thon, nhưng lại mềm dẻo đầy sức sống, bụng phẳng lì, khuôn mặt đỏ bừng như son, dường như tầng tầng dáng đỏ đang chiếu lên đó. Đôi mắt dưới hàng mi dài sóng sánh, đang thâm tình nhìn y, phát ra ánh sáng tiêu hồn. Cơ thể đang run rẩy, uốn éo trong vô thức, Trương Khắc cảm thấy hạ thân càng lúc càng bị một cái động nhỏ siết chặt, hít một sâu một hơi trầm mình xuống, hoàn toàn chọc thủng màn chắn cuối cùng. Đường Thanh há miệng ngửa cổ ra sau không phát ra tiếng kêu nào, giống như con cá kêu im lặng trong bóng đêm, người căng cứng, ngón chân quắp lại, cặp đùi run rẩy kịch liệt, rồi từ từ thả lỏng ra, nhưng tay bấu chặt lấy Trương Khắc. Hận không thể hòa tan y vào trong cơ thể mình, mặt bừng sáng hạnh phúc, cuối cùng cô thực sự thành nữ nhân của Trương Khắc rồi, không còn thua kém bất kỳ ai đó nữa. Trương Khắc nhìn Đường Thanh, lòng yêu thương vô cùng, câu, yêu dăm, y dăm, thực sự không phải chỉ nói chơi, y sẵn lòng chết vì cô. Sợ cơ thể Đường Thanh không chịu nổi giày vò liên tục, Trương Khắc không dám tham lam chỉ biết tìm kiếm hoan lạc, chỉ yêu thương ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve, cơ thể hai người vẫn nối liên với nhau. Trong sự dịu dàng của Trương Khắc, Đường Thanh qua khỏi cơn đau, mở mắt ra thấy Trương Khắc cũng đang nhìn mình âu yếm, xấu hổ vô cùng, nhúc nhích mong muốn thoát khỏi thứ kia, nhưng hạ thân có luồng điện lan tỏa đi, khoái cảm kỳ lạ đi cùng cơn đau âm ỉ thình lịch ập vào cảm quan cả cô, xâm lấn mọi ngóc ngách cơ thể, cô mê muội trong một xúc cảm đáng sợ, không dám động đậy bừa bãi nữa, kéo chăn che lấy mặt. Trương Khắc mừng rỡ, công chúa nhỏ đã sẵn sàng đón nhận mưa móc thực sự đầu đời rồi. Cuối cùng dục vọng trong lòng bùng lên lấn át tất cả, bắt đầu lên xuống nhịp nhàng, thân thể mềm mại của Đường Thanh lên xuống như sóng cuộn bờ, mỗi lần đạt tới đỉnh của con sóng là cả người như muốn vỡ tung, vụng về đáp lại, miệng phát ra tiếng rên ra giết liên tục không dứt. Tắm rửa xong, giữ lấy Đường Thanh hận không thể đem hết chăn ga gối đệm đi giặt ngay trong đêm, Trương Khắc vuốt má cô nói. Giặt chăn rồi bạn đem đi đâu phơi để người ta không nhìn thấy. Đều tại tên đại sắc lang bạn hại mình mất mặt. Đường Thanh giận dỗi, ôm đống cái chăn dính máu lẫn dịch thể dính nhớp không biết phải làm sao, thấy Trương Khắc cười gian, nhào tới kéo má y sang hai bên, còn nghiêm túc cảnh cáo. Không cho bạn nói với người khác chuyện này. Trương Khắc rối rít gật đầu, Đường Thanh cuối cùng tìm một cái vali trống nhét chăn vào đó, đợi tất cả dọn dẹp sạch sẽ mới phủi tay nói. Cùng mình lên nóc nhà được không? Vừa rồi lòng rối tung hết, không xem khu vườn trên không cho kỹ. Khu vườn trên không, là cách Trương Khắc và Đường Thanh gọi sân nóc nhà trong thư. Trương Khắc rút một cái chăn, bọc mình và Đường Thanh vào bên trong, giống như hai đứa trẻ con dính liền, lò than bên trên chưa tắt, phủ một lớp cho xám, Trương Khắc nhặt mấy miếng than ném vào cái lò vốn dùng để nướng. Cà phê đặt trên bàn đã lạnh ngắt rồi, Trương Khắc nhấp một ngụm, đổ vào trong lò,
nghe tiếng than ướt cháy xèo xèo, mùi cà phê thơm phức lan tỏa khắp phòng trà. Trương Khác để Đường Thanh ngồi trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, quấn kín chăn lấy hai người, tay còn thuận tiện nắm lấy bầu vú của cô, nhục cảm mềm mềm xốp xốp hết sức mê đắm từ lòng bàn tay truyền tới. Đường Thanh trừng mắt lên nhìn, ngồi không dám nhúc nhích, vì cô phát hiện, đã hết chăn để thay rồi. Lúc này đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng, thi thoảng có tiếng động không rõ, chắc là tiếng còi xe cách đó mấy dãy nhà, càng làm không gian trở nên tĩnh mịch. Qua cửa sổ gỗ nhìn ra ngoài, bóng cây trên núi hợp hoan lờ mờ đường nét, xa hơn nữa là là sương mờ mờ bao phủ trên hồ nước, xa hơn nữa là núi Yến Quy giống như một đường mờ xa xăm ở giữa lưng chừng không. Lần trước kéo Thịnh Hạ đi dạo phố gặp cô ấy. Đường Thanh nhớ lại lần gặp mặt Hứa Tư trên phố, ngẩng đầu lên, áp mặt vào má Trương Khác, thủ thỉ. Có hơi chua xót. Trương Khác nghe Đường Thanh nói vậy, còn tưởng cô rất để bụng chuyện đó, đang nghĩ phải dùng lời ngon tiếng ngọt gì gạt qua chuyện này, nhưng vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, cô ấy đâu ngừng lại. Nếu bỏ được bạn, mình đã chẳng cho tên đầu heo bạn hưởng lợi đâu, bạn đừng có mà đắc ý, mình thực sự muốn rời bỏ bạn đó. Đường Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn y. Cái thứ xấu xa như thế còn cứ thích chọc vào người ta, giờ vẫn cứ không chịu yên. Trương Khác xấu hổ nhích mông ra đằng sau, vừa rồi sợ Đường Thanh không chịu nổi nên không dám ra sức phát tiết, hai tay siết chặt, kéo cả người Đường Thanh vào lòng, mềm mại ấm áp, đúng là giết người. Mình đang nghĩ, có phải cô ta cũng như thế không, thực sự không rời được bạn, về sau lại nghĩ cho dù gặp nhau cười một cái cũng đâu có sao, nữ nhân cớ gì phải làm khổ nhau. Tất cả chỉ vì cái tên đầu heo bạn hại cả, không biết sau này còn hại không biết bao nhiêu người nữa. Chỉ là người mình khi đó cứ cứng đờ ra, bản thân cứ canh cánh trong lòng, không biết cô ta nghĩ về mình thế nào. Nghe những lời Đường Thanh nói, Trương Khác cảm giác như được đại xá, vừa cảm động và yêu thương, đương nhiên không nói với cô Hứa Tư đã tới kiến nghiệp. Chương 744, Nhu tình mật ý. Tôn Tĩnh Mông hai tay ôm gối ngồi một mình trên giường. Những người khác trong phòng đã tới KTV Thịnh Thế Niên Hoa ca hát thâu đêm rồi, cô chăn chứ nhìn bóng đen xù xì ngoài cửa sổ, phát hiện tường ký túc xá đã phủ một lớp tuyết, vệt sáng lẻ loi trong đêm đó càng làm cô thêm chạnh lòng. Đôi khi nghĩ chỉ cần thoải mái thích một người là được, vậy mà không ngờ còn có lúc chua xót thế này, cầm lấy di động gọi cho chị gái. Chị à, chị đang làm gì thế? Vừa về tới nhà, xương cốt rời ra cả, sao muộn thế này lại đột nhiên gọi điện cho chị? Hôm nay mà vẫn làm việc sao? Tôn Tĩnh mình nghĩ chị mình có khi quên mất hôm nay là ngày gì rồi. Ừ, Cẩm Hồ yêu cầu chế tác ca khúc quảng cáo quá cao, về một cái là vùi đầu vào việc, phải phối hợp với sản phẩm mới của bọn họ tung ra thị trường, bên này có mệt chết cũng phải cầm cự. Tôn Tĩnh Hương cười oán trách. Lại phải nhớ tới tên đầu heo đó, trong lòng u uất, Tôn Tĩnh Mông gục đầu xuống, nói nhỏ. Vậy chị chú ý nghỉ ngơi nhé, em cũng ngủ đây. Cúp điện thoại, lại gọi điện hỏi tình hình cha mẹ, xong quyết định gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, kéo chăn trùm kín đầu ngủ. Than trong lò đã cháy hết, chăn không còn đủ giữ ấm nữa, Trương Khác và Đường Thanh về phòng, ôm nhau thủ thỉ tâm sự, tới khi mí mắt nặng trĩu liền thuận theo tự nhiên lăn ra ngủ. Sáng sớm tỉnh lại Đường Thanh không ở trong lòng, dục vọng đã không được phát tiết thì chớ, còn Yên Tinh lại ở bên cạnh trêu chọc, càng làm cơ thể như có hòn than đang cháy. Đi chân trần bước ra khỏi phòng, tới hành lang nghe thấy tiếng dầu mỡ xèo xèo. Tiểu Thanh, Trương Khác gọi, đứng ở đây không nhìn thấy tình hình trong bếp. Đường Thanh đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, tay còn cầm một cái khay, trên khay có một quả trứng ốp lép gần như cháy đen rồi, ấy là Trương Khác đoán thế, vì nó trông giống mấy cục than hôm qua y ném vào lò nướng hơn. Không ăn sáng được rồi. Đường Thanh lè lưỡi, tự biết xấu hổ chế ra được bữa sáng như thế. Thấy cô nàng đi lại rất tự nhiên chẳng có gì trở ngại, Trương Khác nghĩ, bạn đem bản thân thành bữa sáng cho mình ăn là được. Có điều mặt không lộ ra chút nào, phải lừa được cô bé này lên tầng rồi mới nói. Bạn mau lên đây, mình có cái này cho bạn xem. Đường Thanh hưng phấn chạy lên lầu, vào phòng khấp khởi hỏi. Có cái gì mà thần bí thế? Trương Khác giật phăng áo ngủ ra, lộ thân thể trần truống không mặc gì cả, kéo Đường Thanh vào lòng, nói nhỏ bên tai. Bữa sáng để mình ăn bạn có được không? Đường Thanh phát hiện bị sói lừa rồi, trợn mắt giơ nắm đấm nhỏ lên. Dám lừa mình à? Dáng vẻ tức giận của cô nàng hết sức khả ái, vẻ mặt tỏ ra bất lực không làm gì nổi, tình dục Trương Khác bị khơi lên toàn bộ, hai tay sau lưng cô kéo quần xuống, lộ ra cặp mông trắng mịn như trứng gà bóc vỏ,
Đường cung nhu thuận nối tiếp với cặp đùi săn chắc đầy sức sống, giữa hai chân là một cái lạch màu hồng tươi ướt át, trong ánh sáng ban mai phản xạ cái trắng sáng của tuyết, làm người ta chói mắt, làm người ta mê loạn lạc lối, cứ như thế Đường Thanh biến thành bữa sáng cho Trương Khắc tận tình hưởng thụ. Di động đã tắt, điện thoại để bàn bị rút dây, tóm lại không lo chuyện tốt bị Trần Tín Sinh phá ngang như lần trước, cả buổi sáng ngày 25, Trương Khắc và Đường Thanh đều trốn trong phòng, tại Đường Thanh xấu hổ không dám ra ngoài gặp người khác, còn hết sức nghiêm túc đem đồ của cô ra phòng khách. Lúc sáng sớm Trương Khắc không thương hoa tiếc ngọc lắm, làm Đường Thanh đi lại hơi thiếu tự nhiên, thấy Trương Khắc cứ cười xấu xa, Đường Thanh tất nhiên tức tới ngứa ngáy răng lợi. Trương Khắc vốn muốn tổ chức đại tiệc bạn bè, Đường Thanh sống chết không chịu ra ngoài, liền gọi điện hẹn Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình, Hà Huyền tới chơi. Đỗ Phi và Thịnh Hạ trở về trước buổi trưa, không biết lêu lổng ở đâu suốt từ đêm qua tới giờ. Đám mông nhạc, thời học bân cùng mấy cô gái trong phòng Tôn Tĩnh Mông hát hò tới sáng mới về, khi Trương Khắc tới gõ cửa mấy người bọn họ còn đang ngủ bù trong phòng, chỉ đành kéo Đỗ Phi tới chợ mua một đống nguyên liệu nấu nướng về. Về tới nơi thấy không chỉ có đám thời học bân, còn có cả mấy cô bạn cùng phòng của Tôn Tĩnh Mông. Mấy cô gái này Trương Khắc đều quen từ lần tham dự sinh nhật của Tôn Tĩnh Mông, khi Trương Khắc vào cửa còn nghe thấy Tiểu Giai đang tình tứ nũng nịu với Trần Hiểu Tùng, liền cướp lấy điện thoại bảo hắn cũng tới ăn trưa. Tịch Nhược Lâm sắc mặt có vẻ cô đơn, hôm qua cô theo đám mông nhạc đi hát, tới tận giờ vẫn không thấy Vương Hải Thúc gọi điện hẹn đi chơi, so với sự hưng phấn của mông nhạc thì cô càng trở nên âm u. Tới trưa lệnh Tiểu Yến và Chu Tiểu Quân cũng kéo đến, may mà chung cư đủ lớn, có 20 người cũng không chật chội, mọi người vừa nô đùa vừa tíu tít chuẩn bị nấu nướng, ăn xong lại tản hết đi như bầy ong vỡ tổ, cuối cùng chỉ còn lại Trương Khắc, Đường Thanh, Trần Phi Dung thu dọn tàn cuộc. Đường Thanh mới nếm trái cấm, còn chưa tới tuổi tác chìm đắm trong hoan lạc, nhưng đóa hoa sau khi tưới tắm đủ lộ rõ khác biệt, thêm vào chút thẹn thùng xuân tình, ánh mắt long lanh quyến rũ, gò má trắng bóng phơn phớt áng hồng, mỗi nụ cười đều vô tình tỏa ra hơi thở mùa xuân ấm áp. Trần Phi Dung thì quen dùng sự lạnh lùng bao bọc bản thân làm người ta không dám tới gần, tới khi mọi người đi cả, chỉ còn Trương Khắc và Đường Thanh, khuôn mặt tràn trề thanh xuân của cô mới có chút nụ cười, dưới hàng mi như núi xa, đều mắt thâm thúy mà trong suốt, mang tới cảm giác êm dịu chứ không hề xa cách. Trương Khắc hết sức sẵn lòng ở cùng hai cô gái xinh đẹp như vậy trong một buổi chiều tuyết, dù dọn dẹp bãi chiến trường hơi mệt. Trương Khắc đang buộc tạp dề quỳ dưới sàn lau dọn thì Triệu Bằng Tăng ca cả ngày Giáng sinh cuối tuần đưa một bản tài liệu tới, đó là lịch trình an ban của phái đoàn đàm phán Ti và Kiêu. Thời gian qua một loạt hành động của Cẩm Hồ không chỉ làm đồng nghiệp trong nước trố mắt nhìn cũng làm hai đối tác trọng yếu của Cẩm Hồ ở nước ngoài phải có đánh giá khác hẳn. Ai cũng có thể ý thức được kỹ thuật Cẩm Hồ công khai thúc đẩy biến hóa sâu sắc của sản nghiệp di động nội địa. Xem qua an bài lịch trình, Trương Khắc không dị nghị gì, chỉ hỏi Trần Tín Sinh và Đinh Hòe, Tiêu Tấn Thanh lúc nào tới kiến nghiệp, rồi bảo Triệu Bằng rời đi. Trương Khắc cởi tạp dề ra, đưa cho hai cô gái đang bận rộn trong bếp. Mình còn chút việc phải làm xong những việc này buổi tối mới có thể đưa hai bạn đi chơi được. Trương Khắc về thư hòng lấy tài liệu ra, xuống phòng khách sáng sủa rộng rãi ngồi đọc. Đường Thanh bê một tách cà phê nóng hổi hương thơm ngào ngạt đi vào đặt trên bàn, ôm lấy Trương Khắc từ phía sau, cùng đọc tài liệu với y, chỉ được một lúc là thấy huyệt thái dương nhưng nhức. Khó quá! Trương Khắc bảo cô ngồi xuống bên cạnh, Đường Thanh cười thẹn thùng, quay lại thấy Trần Phi Dung đang nhìn hướng khác. Hôn nhanh lên môi y một cái rồi chạy qua đó nói chuyện, Trương Khắc tiếp tục ngồi lẻ loi đọc tài liệu một mình. Đó là báo cáo phương án kỹ thuật phi xử lý chuyên dụng do Cẩm Hồ nghiên cứu phát triển. Cẩm Hồ muốn chân chính tiến vào hàng ngũ doanh nghiệp cung cấp linh kiện đầu nguồi phải có hệ thống sản xuất theo trục dọc của chính bản thân, phi xử lý có thể dùng trong nhiều loại sản phẩm điện tử, đồng thời có thể giải quyết di động sau này ngày càng đa năng là điều Trương Khắc không thể không quan tâm. Chương 745, chạm mặt. Đương nhiên muốn ngay lập tức phát triển bộ vi xử lý với toàn bộ bản quyền tri thức là khó khăn lớn, mức độ hao tiền, hao nhân lực, hao tốn thời gian khó mà tưởng tượng được, dù sao lúc này Cẩm Hồ không thể đem toàn bộ 400 nhân viên nghiên cứu đổ vào việc này. Ti ở phương diện này lại tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật, đó là điều Cẩm Hồ rất khao khát. Trương Khắc rất kỳ vọng vào lần đàm phán hợp tác kỹ thuật lần này có được đột phá, nhưng kỹ thuật mà Cẩm Hồ dựa vào để làm ti ngưỡng mộ quá hữu hạn. Hiện thứ duy nhất khiến Cẩm Hồ có thể kiêu ngạo là kỹ thuật độc quyền sản phẩm và loạt chip giải mã ở phương diện máy nghe nhạc số. Căn cứ vào Công ước Quốc tế về chống lũng đoạn, cấm chỉ lạm dùng độc quyền kỹ thuật ở bất kỳ quốc gia nào,
một kỹ thuật độc quyền cần phải được cấp quyền cho cá nhân hoặc cơ cấu thứ ba sử dụng. Trước kia C, Q đã phải đem chi giải mã đời 1 cho Ti sử dụng, Toshiba cũng phải dùng chung flash memory với Samsung. Tất nhiên đây không phải là thứ miễn phí, hai bên cần phải trao đổi với nhau. Mặc dù doanh nghiệp trong nước coi công ước này như mớ giấy lột, nhưng Cẩm Hồ nếu muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh toàn cầu thì phải tuân thủ quy tắc tương ứng. Làm sao hợp tác sâu rộng hơn với C, Q và Ti đám Trần Tín Sinh đã đưa lên phương án tỉ mỉ, Trương Khắc xem xong tài liệu thì đã gần hoàng hôn rồi. Đóng chiếc pocket PC vào, Trương Khắc vặn mình, trong phòng không có cảm giác sự tồn tại của người khác, không hiểu hai nha đầu kia chạy đi đâu mất rồi, cầm chiếc pocket PC về phòng trên lầu, đi qua thấy ban cửa lên sân thượng mở, loáng thoáng tiếng thì thầm của hai cô gái. Bên ngoài tàn tuyết đã phủ kín tán cây, thi thoảng lại có tiếng tong một cái trong trẻo, đó là giọt nước tan chảy nhỏ xuống mặt hồ. Đường Thanh và Trần Phi Dung đang ngồi tán dóc bên lò than, thấy Trương Khắc đi lên mới lười nhác đứng dậy. Dáng vẻ hết ức yêu kiều làm người nhìn dễ chịu. Buổi tối tới quảng trường gần Khổng Miếu ăn cơm, sông Tiểu Tần đằng sau quảng trường là đường thủy chủ yếu của thành kiến nghiệp thời Minh Thanh, hiện tất nhiên không còn thấy cảnh mua bán nhộn nhịp năm xưa nữa, huyên náo thì vẫn huyên náo, có điều là một loại đèn màu lấp lánh. Đám Trương Khắc nhìn chúng một quán ăn tương, đi vào đại sảnh hai bên là cô phục vụ mặc sườn xám, vóc dáng cao giáo, dung nhan tú lệ, một cô gái dẫn nhóm Trương Khắc vào bàn. Cô gái còn lại đưa thực đơn cho bọn họ, phục vụ rất tận tình chu đáo. Đường Thanh quay đầu lại nhìn bóng lưng gợi cảm của cô gái phục vụ dẫn đường, kéo tay Trần Phi Dung than nhỏ. Cô gái đó thật là xinh đẹp. Nếu nói tới xinh đẹp thì cả hai cô gái đó còn thua kém Đường Thanh và Trần Phi Dung một bậc, chỉ đáng tính là mức trung bình khá, chẳng qua giữa mùa đông rét mướt mặc sườn xám mỏng manh gợi cảm, cho nên trông bắt mắt mà thôi. Còn về phần Đường Thanh vì sao lại phát ra một câu cảm thán như thế thì Trương Khắc cũng hiểu, ai cũng có thói quen cho rằng các cô gái xinh đẹp là luôn được cưng chiều, được bảo hộ, bản thân y cũng như vậy. Lần trước thời học bân bị ăn đòn chẳng phải vì tâm thái này sao? Con người là thế luôn có thêm kỳ vọng vào những thứ đẹp đẽ, đâu thể nói với Đường Thanh những lời tàn khốc rằng ở cái xã hội này xinh đẹp và quyến rũ đều là thứ rẻ tiền. Hai cô gái này đứng ở đây đón khách chứ không tới chỗ hộp đêm đã ít nhiều làm người ta được an ủi rồi. Xã hội này đáng bị ai vậy đấy, nhưng không phải những điều tốt đẹp không hiện diện, hãy sống thực tế nhưng nên biết nhìn vào những mặt tốt. Trương Khắc chỉ mỉm cười, bất chấp ánh mắt tham lam, ghen tị bốn xung quanh, gọi món ăn theo sở thích của hai cô gái. Hay là uống chút rượu nhé, thế nào cũng phải chúc mừng chứ. Trương Khắc nháy mắt với Đường Thanh. Đường Thanh biết y nói tới điều gì. Có chút xấu hổ. Ăn xong bạn phải lái xe, mình không muốn bạn lái xe sau khi say rượu. Đúng là một cô bé ngoan, không sao, mình gọi người tới lái xe cho chúng ta là được. Trương Khắc gọi một chai rượu Trương Dụ Trang Ghi Yêu. Trần Phi Dung không hiểu chúc mừng cái gì, có lẽ hôm nay là ngày Giáng sinh. Không lâu sau thức ăn đưa lên, Trương Khắc rót rượu cho hai cô gái, rót cho Đường Thanh nửa ly. Đến khi rót cho Trần Phi Dung thì nhìn thấy Lâm Tuyết và Vương Hải Túc đi vào, đôi cậu nam nữ này trông rất là thân thiết. Bạn định chuốc say Phi Dung à? Đường Thanh thấy Trương Khắc rót tới quá nửa ly rượu mà không dừng lại, thấy ánh mắt y hướng ra ngoài cửa cũng nhìn theo. Bạn quen họ? Chỉ sợ họ giả vờ không quen mình. Trương Khắc quay lại đổi ly rượu đầy tràn của Trần Phi Dung cho mình, đem ly của mình cho cô. Trương Khắc đánh giá thấp Lâm Tuyết rồi. Vương Túc Hải nhìn thấy Trương Khắc thì chân nhũn ra, lòng thầm hối hận sao lại vào cái quán này. Lâm Tuyết thì thầm kêu suối quẩy, nếu liệt kê những gương mặt mà cô ta ghét nhất, Trương Khắc chắc chắn chiếm vị trí số 1, song vẫn cười duyên đi tới. Khắc thiếu gia đúng là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, hiếm khi gặp được không ngờ đi ăn tối với hai cô bé xinh đẹp như hoa ngọc. Hai tiểu muội muội này là ai vây? Có thể giới thiệu cho tôi biết không? Nhìn hai khuôn mặt kiều diễm tươi trẻ đó. Cô ta chỉ muốn cầm dao rạch cho mấy cái mới đúng. Trương Khắc liếc nhìn Vương Hải Túc, đoán chừng Lâm Tuyết đã nói với hắn thân phận của mình, chỉ sợ hắn có 10 cái gan cũng không thừa nhận với Lâm Tuyết cái gọi là kế hoạch sản nghiệp phần mềm kỳ thực là ăn cắp của vườn xôi. Với những lời trong bông chứa kim của cô ta, Trương Khắc cười khẩy. Giám đốc Lâm đúng là loại người nào cũng quen, vị Vương tiên sinh này là ai, giám đốc Lâm còn chưa giới thiệu cho tôi đó. Vị này là... Lâm Tuyết định giới thiệu Vương Hải Túc đột nhiên nhận ra lời y nói quá rõ ràng còn gì nữa, nghi hoặc hỏi. Hai người quen nhau. Vương Hải Túc lòng bối rối, không biết vì sao Lâm Tuyết cứ cố miễn cưỡng diễn kịch với Trương Khắc,
lại sợ Trương Khắc vạch trần mình trước mặt Lâm Tuyết, ú ớ không nói lên lời. Trương Khắc tiếp tục mỉa mai. Giám đốc Phương hiện không thèm chơi với đám nhãi con chúng tôi nữa, hóa ra là vì bám víu được vào cành cao rồi. Lâm Tuyết không muốn ăn cùng Trương Khắc một nơi, trong lòng nôn nóng bất an như bị nhét cả đông cỏ vào đó, cùng Vương Hải Túc quay trở ra tìm chỗ khác. Ra ngoài rồi Vương Túc Hải mới dè dặt hỏi. Sao giám đốc Lâm quen Trương Khắc? Trương Khắc chẳng thèm lo chuyện Vương Hải Túc biết thân phận của mình, khi uống rượu hứng thú rất cao, uống hết chai rượu còn gọi chai nữa, hai cô gái cũng uống hết một chai, làn da sáng bóng nhuốm một lớp phấn hồng mê người, cực kỳ xinh đẹp. Rời khỏi quán ăn, Đường Thanh Hưng phấn kéo Trần Phi Dung đi tới khổng miếu mua bóng, Trương Khắc chỉ còn biết đi theo. Mã Hải Long đã đánh xa tới đợi ngoài quảng trường, cần một cái là trong 5 phút có thể xuất hiện bên cạnh, Trương Khắc không thích bị kè kè theo sát bên người. Bóng bay chiếm thể tích rất lớn, không gian của chiếc Mercedes S60 còn tạm, nhưng không nhét nổi 7 quả bóng, thể là 7 quả bóng buộc sau xe, diễu từ Khổng Phủ tới đợi Ết Đông Hải, từ ngõ Học Phủ đi vào thu hút rất nhiều ánh mắt. Hai cô gái thích thú đi tới sân tennis trước ký túc xá nữ treo bóng, Trương Khắc trốn trong xe không dám thò mặt ra, hối hận vì chuốc hai cô gái uống nhiều như thế. Khó khăn lắm mới đợi được hai cô gái chơi ác buộc hết bóng xong vào xe, Trương Khắc liền bảo Mã Hải Long khẩn cấp rời khỏi chỗ thị phi này, đến tận chung cư thanh niên mới xuống xe, cùng hai cô gái đến ngõ Học Phủ chơi, Đường Thanh đã hẹn Trần Phi Dung cùng tới chung cư ngủ rồi, không lo ký túc xá đóng cửa. Hô hô hô, buộc bóng sau xe thật là bắt mắt đấy, vang dội cả ngõ Học Phủ nhé. Thời Học Bân nhìn thấy đám Trương Khắc đi tới nhiệt tình chào đón. Chương 746, sáng sớm. Hắc hắc, thường thôi thường thôi. Trương Khắc suy tính xem có nên dùng chiếc xe khác ít bắt mắt hay không, chứ đi đến đâu cũng có cảm giác có con mắt nhìn chằm chằm đằng sau không phải là ai cũng thích. Tịch Nhược Lâm ôm một đống tài liệu đi tới, có hơi lơ đễnh, tới gần nhìn thấy đám Trương Khắc giật nảy mình, luống cuống chào rồi trốn vào văn phòng, Trương Khắc thấy vành mắt cô ta hơi đỏ, liền hỏi Thời Học Bân có chuyện gì. Vừa rồi nghe thấy chị ấy và tên Vương Hải Túc cãi nhau trong kia. Thời Học Bân hiện giờ tất nhiên chẳng còn chút xíu thiện cảm nào với Vương Hải Túc. Trương Khắc không đem chuyện gặp Vương Hải Túc và Lâm Tuyết đi với nhau kể cho bọn họ, Đường Thanh nhìn thấy Đỗ Phi từ văn phòng đi ra, hỏi không chắc lắm. Các bạn có thiếu người không, có cần lao động miễn phí không? Trương Khắc ôm cổ Đường Thanh, vuốt mái tóc cô. Bọn họ bận tới mông bốc khỏi, chỉ bạn ngốc nghếch đi hỏi bọn họ có cần lao động miễn phí hay không? Kỳ nghỉ đông dài cho dù muốn đi Tân Vu nghỉ phép cũng phải đợi trường đại học cao đẳng nội địa nghỉ phép mới được, Đường Thanh muốn ở lại bên Trương Khắc. Dù thi thoảng về Hải Châu an ủi nhớ nhung của cha mẹ, cũng sợ không việc gì làm quẩn chân Trương Khắc, nếu có thể cùng Thịnh Hạ tới City sáng vực giúp đỡ thì quá tốt rồi. Trò chuyện tới khuya Trương Khắc đưa hai cô gái về chung cư. Đêm tuyết tan trời lạnh khác thường, sáng sớm hơi sương lạnh lẽo tụ trong phòng chảy như dòng nước. Lạnh quá! Đường Thanh đẩy cửa phòng ngủ ra, gặp ngay một luồng không khí lạnh, sởn hết gai ốc, lặng lẽ đi tới giường Trương Khắc, cô nàng dậy sớm không ngủ lại được. Muốn lén lút tới xem tên đầu heo một cái rồi về phòng ngủ bù, đi tới đầu giường thấy Trương Khắc vẫn mở mắt. Á, bạn dậy rồi à? Đường Thanh quỳ xuống bên giường, ôm mặt Trương Khắc. Trương Khắc vén chăn lên, Đường Thanh lắc đầu. Một lúc nữa Phi Dung dậy rồi. Chỉ nói chuyện chút thôi mà, bạn như thế không sợ lạnh à? Trương Khắc đưa tay ôm vòng eo mềm, kéo cô lên. Đường Thanh chỉ mặc áo ngủ, không ngờ phòng Trương Khắc lại lạnh như thế. Giả bộ đùn đẩy một lúc mới chịu chui vào chăn, miệng còn oán trách. Trời lạnh căm như thế, sao lại mở cửa sổ ra ngủ? Rồi cuộn tròn trong lòng y. Trước Khắc ôm eo Đường Thanh, cách lớp áo ngủ mỏng vuốt ve lưng cô, cảm giác mềm mại, cực kỳ thiêu hồn, đương nhiên đời nào y chịu chỉ sờ soạng là đủ. Hai tay chui vào trong áo ngủ, nắm lấy bờ mông săn chắc, làn da láng mịn trơn bóng như mỡ đông, da thịt giữa hai chân lại càng mịn chết người. Đường Thanh nhắm mắt lại. Ngất ngây bởi những cái vuốt ve của Trương Khắc, cánh mũi khẽ phập phồng, miệng nhỏ hồng hồng còn luôn mồm nói. Đừng, Phi Dung sắp tỉnh rồi, đừng làm thế, Phi Dung sắp tỉnh đấy. Mặc dù chưa tới tuổi ham muốn hưởng thụ tình dục, nhưng dưới bàn tay lão luyện của Trương Khắc, chẳng mấy chốc cô nàng bắt đầu rên rỉ nho nhỏ, đùi mở rộng trong vô thức, tuy có chống cực nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trương Khắc đè lên cơ thể xinh đẹp, nhìn khuôn mặt mang đầy xuân sắc rạt rào, trong lòng tràn ngập mật ngọt. Hôm qua nhớ nhung nhưng lại chẳng thể bảo cô và Trần Phi Dung ngủ tách nhau ra, lúc này sao chịu để cô đi nữa.
cúi đầu xuống say sưa ngậm lấy nụ hoa e ấp, một tay mơn trớn quả đào nhỏ còn lại, tay nhẹ nhàng luôn xuống khu vực hoa cỏ, hỏi thăm hang sâu thần bí thiếu nữ. Phản kháng yếu ớt trong sự đè nén, hai chân quắp lại, tay Đường Thanh cố gắng đẩy y ra, nhưng bụng dưới khó chịu ưỡn lên, như muốn cọ sát hơn vào người Trương Khác, càng lúc càng lạc lối trong biển dục vọng, đến khi Trương Khác đưa tay nâng mông cô lên, Đường Thanh buông xuôi. Đúng lúc Trương Khác kéo cả quần lót Đường Thanh tới đầu gối thì bên ngoài có tiếng bước chân đi lại, Đường Thanh bịt miệng, dù cô nãy giờ cô vẫn cố gắng không phát ra tiếng động, trong phòng im phăng phắc chỉ có mồ hôi lấm tấm trên cơ thể cô chậm chậm chảy xuống. Lúc Đường Thanh đi vào không cài cửa, lúc này nghe thấy tiếng Tôn Tĩnh Mông và Trần Phi Dung nói chuyện với nhau. Đường Thanh còn chưa dậy à? Vừa rồi mơ mơ hồ hồ nghe thấy bạn ấy dậy rồi, chắc đi vào nhà vệ sinh. Oa, buồn ngủ quá cơ. Nghe tiếng ngáp dài ngáy ngủ của Trần Phi Dung mà Đường Thanh cứ như nghe tiếng sấm nổ, tức thì từ trạng thái ngây ngất tỉnh lại, kéo quần chỉnh áo, chui ra khỏi chăn, ấn đầu Trương Khắc xuống, ghé vào tai y nói nhỏ. Mau vờ ngủ. Trương Khắc giờ khóc giờ cười, một buổi bình minh tươi đẹp nhường nào, vậy mà bị người ta phá hoại thô bạo, lòng bực bội vẫn cứ phải giả vờ ngủ, nghe cô nàng cố làm ra vẻ trấn tĩnh chạy ra ngoài nói. Mình ở chỗ tên đầu heo ngủ như heo ấy. Chúng ta vào vẽ lên mặt đi. Đại khái lúc chạy ra Đường Thanh kịp vớ lấy cái bút dạ rồi, có thể tưởng tượng ra bộ mặt vờ hớn hở đắc ý của cô nàng, tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân rón rén nín thở đi vào của ba cô gái, Trương Khắc suy tính nên tỉnh lại hay để mặc họ vẽ bậy vẽ bạ lên mặt. Thịt trên đùi bị nhéo mạnh, Trương Khắc biết Đường Thanh đang cảnh cáo mình, đành ngậm đắng nuốt cay thành trò chơi cho ba cô gái, nghe ba tiếng cười nho nhỏ kìm nén, cảm thụ khuôn mặt họ rất gần mặt mình. Mấy hương thơm khác nhau đồng loạt luồn vào cánh mũi, thầm nghĩ nếu kéo cả ba cô gái vào chăn thì sướng biết nhường nào. Giấc mộng của nam nhân luôn luôn xa xỉ. Đợi cho ba cô gái vẽ chán vẽ chê, Trương Khắc mới vặn mình vừa tỉnh lại, ba cô gái giật nảy mình bỏ chạy ra ngoài, Trương Khắc thuận tay chỉ kịp tóm lấy Đường Thanh, mà y cũng chỉ muốn tóm lấy Đường Thanh. Tiểu Thanh, bạn thật độc ác, bắt mình giả vờ ngủ lại còn vẽ bậy lên mặt mình, xem mình trừng phạt bạt ra sao. Đường Thanh ra mặt rất mỏng, tuyệt đối không dám để người khác biết cô và Trương Khác làm chuyện kia, vừa vùng vẫy vừa gọi Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông vào cứu. Trương Khác sợ Đường Thanh ăn mặc phong phanh ở ngoài trời lạnh quá lâu bị cảm, đành thả cô nàng bỏ chạy ra ngoài. Trần Tín Sinh và Đinh Hòe xuất phát từ Hải Châu vào buổi sáng buổi trưa tới nơi, Tiêu Tấn Thành bay từ Anh sang, máy bay hạ cánh lúc 9 giờ sáng, Trương Khác không thích nghiêm túc ngồi trong văn phòng bàn việc, liền đón Tiêu Tấn Thành ở chung cư. Lần này đi theo Tiêu Tấn Thành còn có người phụ trách ở Nhật Hàn là Trần Tuấn Huy, Triệu Văn Dục, đây là lần đầu tiên Trương Khác tiếp hai người này. Từ khi ngõ học phủ sửa sang xong, Tiêu Tấn Thành mới lần đầu tới đây, khi họ tới nơi thì Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông đã đi học, Đường Thanh tới sáng vực giúp đỡ. Tiêu Tấn Thành báo cáo công việc thời gian qua với Trương Khác ở vườn hoa trên nóc nhà, nhìn khu vườn giữa mùa đông lạnh lẽo mà vẫn rực rỡ sắc màu sức sống, không khỏi hâm mộ nói. Chiêu đãi đoàn người đeo fancy, ngài mặc ở đây rất thích hợp. So với chiêu đãi thương vụ, người Mỹ càng coi trọng bữa tiệc tư nhân phi chính thức hơn, càng xúc tiến trao đổi và giao lưu hai bên. Trương Khắc gật đầu. Như vậy điều chỉnh lịch trình một chút cũng được, tôi định chiêu đãi anh ở đây, còn sợ anh cảm thấy không đủ trọng thị. Khắc thiếu gia là ông chủ của chúng tôi, dù có mời quán bên đường, tôi cũng thấy vinh hạnh rồi. Tiêu Tấn Thành quay đầu lại hỏi hai người kia. Các anh không ngại ăn cơm ở đây chứ? Trần Tuấn Huy là sinh viên Đại học Bắc Kinh du học tại Nhật, tốt nghiệp xong định cư làm việc luôn ở Nhật, nhận chức vụ mảng âm hưởng của Sony, hiện đang làm trợ thủ cho Tiêu Tấn Thành, phụ trách tiêu thụ sản phẩm của Ái Đạt Nhật Bản. Chỉ có điều cho tới bây giờ còn chưa chính thức đưa ra sản phẩm điện tử trên thị trường Nhật Bản. Triệu Văn Dục nguyên quán Thẩm Dương, người Triều Tiên, du học ở Seoul, vốn làm việc kỹ thuật ở công ty bán dẫn Hynix tới 8 năm. Nhưng vì cơn bão tài chính, Hynix tổn thất nặng nề, sa thải nhân viên hàng loạt, cuối tháng 10 hắn chính thức gia nhập Ái Đạt, Hàn Quốc. Nghe Tiêu Tấn Thành nói đùa, hai bọn họ tất nhiên cười lắc đầu, trong lòng vừa mong đợi vừa thấp thỏm về lần gặp mặt này. Chương 747, lý do trì hoãn. Trương Khắc rất hứng thú với quá trình công tác của Trần Tuấn Huy ở Sony và Triệu Văn Dục ở Hynix, Sony là mục tiêu cầm hồ đuổi theo. Hynix thì lại vừa đưa vào kỹ thuật sản xuất màn hình tinh thể TFT đời 3 từ Nhật Bản, cũng đầu tư tương đối nhân lực vật lực tiến hành nghiên cứu phát triển LCD TFT đời 4.
Mặc dù có rất nhiều doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn dẫn tiến kỹ thuật sản xuất LCD TFT từ Nhật Bản, nhưng quan trọng nhất là trong bao nhiêu doanh nghiệp như thế có Hynix bị cơn bão tài châu Á làm trọng thương lâm vào cảnh khó khăn. Đáng tiếc là hiện giờ Cẩm Hồ không có đủ tài chính nuốt lấy Hynix, mà cho dù có gom đủ tài chính, thì tiêu hóa một con quái vật to lớn như vậy không phải việc đơn giản, không khéo còn bị nó liên lụy, kéo vào nguy hiểm. Không vội ra tay, nhưng Cẩm Hồ có thể làm được vài việc. Hynix đang rơi vào khó khăn tài vụ, phải cắt giảm nhân viên, Trương Khắc muốn cố gắng hấp thụ hết số nhân viên nghiên cứu kỹ thuật của họ. Trương Khắc tạm thời không để lộ suy tính trong lòng ra, chỉ giải thích. Kỹ thuật LCD STN của Ái Đạt cần rất nhiều chỗ phải tăng cường, Hynix ở phương diện này rất đáng cho chúng tôi học hỏi, nếu như có thể, sẽ thành lập một phòng nghiên cứu ở Hàn Quốc chuyên tăng cường nghiên cứu kỹ thuật LCD STN. LCD STN chẳng qua chỉ là một loại kỹ thuật cấp thấp, đa phần các loại máy nhắn tin đen trắng đều dùng nỏ, còn màn hình màu tuyệt đại đa số dùng kỹ thuật LCD TFT. Trần Tín Sinh, Đinh Hòe tới kiến nghiệp, bọn họ cũng tới thẳng chung cư ăn cơm. Mấy ngày tới chỗ này sẽ dùng làm nơi tiếp khách, công tác tiếp đã có đầu bếp và nhân viên công tác xử lý. Trần Tín Sinh, Đinh Hòe thời gian qua cứ mỗi một tháng là lại bay qua bay lại Nhật Hàn vài lần, bọn họ sớm đã rất quen thuộc với hai người Trần Tuấn Huy, Triệu Văn Dục, tới nơi câu đầu tiên là. Thế nào, có giật mình không? Hai người kia chỉ cười, câu này trước mặt Trương Khác đúng là khó trả lời, nói không giật mình là nói dối, nói có lại thành không tôn trọng. Trần Tín Sinh cười ha hả. Ít nhất hai người còn gặp Khác thiếu gia khi đã lên đại học, tôi gặp cậu ta khi mới học năm đầu cao trung cơ. Trương Khác cười xua tay. Mấy chuyện cũ xì này không nói nữa, chúng ta nghe xem công tác của phòng vận hành hải ngoại thời gian qua như thế nào đi. Tiêu Tấn Thành cũng là một trong số thành viên của phòng hạng mục lớn, tổng giám đốc vận hành hải ngoại, thời gian qua trừ hiệp trợ Trần Tín Sinh, Đinh Hòe mở rộng kỹ thuật ở hải ngoại, chiêu mộ nhà khoa học và kỹ sư, còn hiệp trợ nghiệp vụ mua bán linh kiện của Cẩm Hồ. Giống như hai chiếc 19i08 cho dù Cẩm Hồ có nắm hết kỹ thuật liên quan, nhưng bị giới hạn về trình độ chế tạo trong nước, một số linh kiện phải nhờ doanh nghiệp điện tử Nhật, Hàn, Đài Loan gia công. Cẩm Hồ tuyên bố Y08 có 80% nội địa hóa là có chút thổi phồng, dù sao hình thành được hệ thống sản nghiệp điện tử không phải chuyện một sớm một chiều. Ngoài ra Tiêu Tấn Thành còn có chức trách trọng yếu là chuẩn bị mang MP3 ra nước ngoài. Cẩm Hồ sớm đã có kỹ thuật MP3 tương đối chín muồi, nhưng việc đưa ra thị trường nước ngoài cứ lần lữa mới, hiện tới cuối tháng 12 rồi mà vẫn chưa xác định được thời gian cuối cùng. Sức sống mạnh mẽ và tiền đồ thị trường của Một là điều chúng ta không nghi ngờ gì, hoàn toàn có thể nói là một sản phẩm điện tử ý nghĩa mốc lịch sử, song ở phạm vi toàn cầu, Cẩm Hồ là một công ty không có danh tiếng gì. Nói tới đó Tiêu Tấn Thành hơi ngừng lại nhìn Trương Khác. Trương Khác mỉm cười. Chút điều tự biết mình đó tôi cũng có, không phải cố kỵ gì, tôi triệu tập các anh tới đây là để nghe nịnh bợ hay sao? Tiêu Tấn Thành cười ngược, y lại tiếp tục. Một là sản phẩm điện tử hoàn toàn mới, một phương diện khác. Ái Đạt cũng là thương hiệu hoàn toàn mới, việc phát triển thị trường khó khăn hơn rất nhiều, không phải chỉ cần có thủ đoạn marketing tốt là có thể tung hàng ra bán, ở hải ngoại phương diện bảo hộ sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt. Cẩm Hồ muốn tham gia phải tuân thủ quy tắc cuộc chơi, những điều đó tôi hiểu cả. Trần Tín Sinh gật đầu, rất nhiều nhà doanh nghiệp thành công trong nước có nhận thức nông cạn về hoàn cảnh thương nghiệp nước ngoài, nhưng lại có dã tâm ra nước ngoài hô phong hoán vũ. Chạy tới địa bàn người khác không rõ quy tắc cuộc chơi của người ta khó mà có kết cục tốt đẹp, may mắn là Cẩm Hồ không có lo lắng ở phương diện này. Trương Khác lại nói, khi Cẩm Hồ đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp cùng nghề ở nước ngoài sẽ lợi dụng quy tắc cuộc chơi của bọn họ tạo ra cảm bẫy ngăn cản chúng ta có lợi nhuận đáng có, điều này là chắc chắn. Cho dù đối thủ cạnh tranh của chúng ta đều có tinh thần cạnh tranh công bằng, chỉ bằng nỗ lực của chúng ta, muốn đem một thành sản phẩm chủ lưu phải tốn mất bao lâu? Một năm, hai năm hay là lâu hơn nữa. Thời gian dài như thế đủ để đối thủ cạnh tranh của chúng ta hoàn toàn hiểu được kỹ thuật và đưa ra sản phẩm tương tự. Cho nên công tác giai đoạn đầu chúng ta phải làm cho thật kỹ lưỡng, có như thế mới tạo nên được nhiều chướng ngại và cảm bẫy cho đối thủ tiến vào thị trường này. Mùa đông kiến nghiệp có cái lạnh buốt xương, hàng cây ngô đồng cao lớn vốn sum xuê lá cũng khuất phục trước cái lạnh tê tái chỉ còn thưa thớt cành cây khẳng khiu. Bãi đỗ xe trước sân bay trống trải, gió lạnh hoành hành càn quét, trong không khí nó thét gào khoe khoang uy lực, ăn cơm chưa xong, đám Trương Khác cùng tới sân bay đón đại biểu của TCQ.
Trương Khắc xuống xe, bị gió lạnh ập tới, cứ như kim đâm vào xương, nói với Trần Tín Sinh. Không ngờ phương Nam cũng lạnh như vậy hả? Trần Tín Sinh vừa mở miệng thì một cơn gió xoáy mang theo tuyết, lá khô bay cả vào miệng, khó chịu vô cùng, ngậm chặt miệng xua tay ý bảo vào đại sảnh hãy nói. Trương Khắc dựng cổ áo lên, kéo khóa kín mít, xoay lưng về hướng gió đi tới đại sảnh, không ngờ lại gặp hai người quen tổng giám đốc Cao Khoa KV và tiểu ma đầu Tạ Tử Gia. Trong đại sảnh ấm áp, Úc Bình cầm chiếc áo khoác vàng ở tay, chiếc áo len bó ôm gọn lấy người, đem đường cong mông, ngực, eo tôn lên mức cực điểm, tuy không quá khoa trương, nhưng vừa nhìn một cái liền cảm thấy đó mới là vận vị nên có của một nữ nhân. Cổ áo len rất thấp, mặc dù cổ còn quấn cái khăn len, nhưng vẫn lộ ra một mảng ngực trắng cùng khe sâu dụ hoặc, phải thừa nhận cô ta là nữ nhân hiếm có. Chẳng biết cô ta sau khi có được cổ phần ở Cao Khoa KV còn giữ quan hệ như trước với Chu Phú Minh hay không, thấy vị trí bọn họ tựa hồ khách muốn đón sắp xuống máy bay rồi, Trương Khắc chỉ gật đầu, không định chủ động tới chào hỏi, cùng đám Trần Tín Sinh tới quán cà phê. Mặc dù Tạ Tử Gia xinh xắn thanh tú, nhưng nam nhân đi qua đều đưa ánh mắt chiếu lên cơ thể nữ tính của Úc Bình, tên Trương Khắc đó cũng như thế, làm Tạ Tử Gia uất ức nói. Nam nhân đều không có thứ gì tử tế, đứng cùng cô đúng là một sai lầm. Đứng ở đây một lúc rồi có thấy cô oán trách gì đâu. Úc Bình cười tủm tỉm. Có cần tôi dạy cô cách dụ nam nhân lên giường không? Rồi kéo tay Tạ Tử Gia đi về phía đám Trương Khắc. Có thể gặp Khắc thiếu gia ở đây thật vinh hạnh. Úc Bình đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Chúng tôi đăng ký một công ty thiết kế ở Kiến Nghiệp, tuyển 2 nhân viên thiết kế ở Hàn Quốc, 20 phút nữa sẽ tới nơi, vốn Trần Tĩnh cũng đi cùng, nhưng ở Hải Châu có việc gấp nên chậm trễ, tối mới tới nơi được. Chương 748, ý đồ của C, Q. Nếu chỉ có mỗi Úc Bình thì Trương Khắc ngay cả đứng cùng cô ta cũng không muốn, nhưng có tiểu ma nữ làm việc không theo quy củ ở đây, Trương Khắc không muốn gây thêm cho bản thân rắc rối không thể dự đoán, đành đưa tay mời họ ngồi xuống ghế sofa đối diện nói chuyện. Cao Khoa KV tuy được cấp quyền toàn bộ kỹ thuật chế tạo di động, nhưng không có năng lực hấp thu kỹ thuật, nên đám Trần Tĩnh lấy thiết kế và lắp ráp máy thành điểm đột phá. Nghe nói buổi tối Trần Tĩnh tới nơi, cho thấy họ rất coi trọng công ty thiết kế, với Cao Khoa KV, đây là việc làm sáng suốt, Trương Khắc nhớ ra gần đây ít gặp Tạ Tử Gia ở trường, nói. Công ty thiết kế do cô phụ trách phải không? Đúng là làm người ta mong đợi. Nghe những lời giả dối của y, Tạ Tử Gia trợn mắt lên. Nếu tôi nói công ty thiết kế nằm đối diện với City Sáng Vực, tối qua tôi còn thấy anh đứng ở cửa sổ tí tẩn tán tính hai cô gái, thì anh có phản ứng gì? À, Trương Khắc cứng họng, hôm qua đúng là y đứng ở cửa sổ tán dóc với Đường Thanh và Trần Phi Dung. Thật à, xem ra ngõ học phủ sau này náo nhiệt rồi, Tạ Tử Gia tuy làm người ta thấy mà sợ, nhưng tài hoa chói mắt của cô ở thương nghiệp là không cần nghi ngờ, chỉ cần có thời cơ thích hợp sẽ bừng sáng. Hai nhân viên thiết kế Hàn Quốc đúng 20 phút sau ra đại sảnh, một nam một nữ, tướng mạo phổ thông. Nửa sau thập niên 90, kỹ thuật chế tạo di động của Hàn Quốc không quá mạnh, nhưng bọn họ rất chú trọng thiết kế, đó là điểm cầm hồ học theo. Tạ Tử Gia rất muốn biết nhân vật nào khiến Trương Khắc đích thân đi đón, nhưng đón được người rồi không thể không đi, vào xe rồi đầu óc vẫn quanh quẩn về chuyện này, di động trong ba lô sau lưng vang lên, lấy ra thấy do Trần Tĩnh gọi tới. À, chị tới rồi à, không nghĩ chị tới sớm thế, em đang trên đường về nội thành. Máy bay từ tít bên kia Thái Bình Dương tới nơi đúng giờ, còn máy bay xuất phát từ Bắc Kinh lại chậm mất hơn một tiếng, Trương Khắc đón được đoàn người đeo Fessy. Ngải mặc rồi vẫn phải đợi Chu Chính Thanh Tổng Giám Đốc Ti Trung Quốc. Đeo Fessy là Phó Tổng Giám Đốc cao cấp của Ti, xử lý nghiệp vụ khai phát vận hành thương nghiệp số, địa vị ở Ti chỉ đứng sau vài người thôi. Trương Khắc cao tới 1m8 đứng cạnh Ngải mặc cứ như trẻ con, nhưng đeo Fessy lại thấp hơn y nửa cái đầu, hắn năm nay 37 tuổi, mái tóc nâu, làn da và khuôn mặt khá giống người châu Á. Trương Khắc đầu năm sang Dallas có tiếp xúc qua với đeo Fessy. Đang tính xem có nên nhiệt tình tới ôm người bạn cũ này không, nào ngờ bị sinh vật khổng lồ từ sau chen lên ôm chầm lấy y, dùng giọng phổ thông quái dị nói. Mỗi lần thấy cậu là có bất ngờ lớn, hy vọng lần này không ngoại lệ. Ngải mặc trông qua có vẻ thô kệch, nhưng nếu cho rằng ông ta dễ tiếp xúc thì nhầm rồi, bị ông ta phá ngang, Trương Khắc đành khắc chế bắt tay đeo Fessy. Hoan nghênh mọi người tới Trung Quốc, cá nhân tôi và Cẩm Hồ đều rất vinh hạnh đón tiếp ngài. Ti luôn thấy quan hệ với công ty trưởng thành nhanh chóng. Đeo Fessy nói tiếng Hán khá chuẩn mực,
làm người ta phải vỗ tay kêu tuyệt là hắn chưa bao giờ sống trong môi trường tiếng Hán, bắt tay hàn huyên với Trương Khác, tỏ ra hơi cứng nhắc, thậm chí còn nói lời khách sáo kiểu Trung Quốc đâu ra đấy. Cẩm Hồ trong 3 năm qua trưởng thành với tốc độ làm người ta kinh ngạc, có thể nói là một trong số công ty có thành tích tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu, ngài Inzibus còn nói với tôi kiêu ngạo vì nghe kiến nghị của anh 3 năm trước. Del Fessi và Trần Tín Sinh từng cộng tác với nhau thời gian dài, ôm nhau thân tình nói. Tôi đã nói anh đi là tổn thất không thể xem nhẹ của team mà, thậm chí phải trì hoãn việc chỉnh hợp ở châu Á. Trần Tín Sinh cười. Cho dù tôi rời ti gia nhập Cẩm Hồ cũng là nỗ lực vì lợi ích chung của hai bên, tin rằng chuyến đi này không làm anh thất vọng. Đương nhiên Del Fessi chỉ nghe thôi, bảo vệ lợi ích của ông chủ là tiêu chuẩn cơ bản nhất của nghề giám đốc. Đợi Chu Chính Thanh tới nơi, đoàn người trở về nội thành, Cẩm Hồ thống nhất an bài bọn họ ở khách sạn Hilton. Về tới nội thành thì đã là hoàng hôn rồi, gió rất lớn, tuyết bay mù mịt khắp nơi, trời càng thêm lạnh, làm tốc độ xe chậm lại. Ngài Mặc chui vào xe Trương Khác, Trần Tín Sinh và Đinh Hòe đi cùng Del Fessi, lần này tổng cộng có 6 chiếc xe đi đón. Trương Khác biết Ngài Mặc nhiệt tình như thế là có chuyện muốn chính thức đàm phán với y. Sự hợp tác giữa Cẩm Hồ, T và C, Q ở chip giải mã làm quan hệ giữa ba công ty trở nên thân thiết, nhưng địa vị ba công ty không ngang hàng nhau, trên trường quốc tế Cẩm Hồ còn kém hai công ty kia xa tít. Nhìn bề ngoài Cẩm Hồ thân thiết với T hơn, nhưng lợi ích thương nghiệp luôn là điều ưu tiên suy tính hàng đầu. Lần hợp tác này, Cẩm Hồ muốn có được điều kiện hợp tác có lợi hơn từ T thì sự hỗ trợ của C, Q là cực kỳ quan trọng. Đầu năm tôi mạnh mẽ yêu cầu BQT thành lập công ty phát triển nghiệp vụ ở Trung Quốc, tiếc là ít người thấy tương lai của thị trường Trung Quốc, đều đâm đầu vào thị trường Âu Mỹ. Xe vừa mời khởi động Ngải Mặc đã oán trách. Nghe ông ta nói thế Trương Khác chỉ cười, tính cách thẳng thắn này của Ngải Mặc rất làm người ta thích, thường thường cũng là thủ đoạn hữu hiệu hạ bớt đề phòng của đối thủ đàm phán, không rõ mấy phần do tính cách mấy phần là thủ đoạn, Trương Khác biết thế xong vẫn thích Ngải Mặc, đó là sự lợi hại của ông ta. Trương Khác làm bộ ngạc nhiên. C, Q cung cấp chip giải mã SVCD cho doanh nghiệp trong nước do đại lý vất vả thay, công việc nhàn nhã, cần phải thành lập công ty nghiệp vụ sao? Ngài Mặc chỉ mặt y cười lớn. Cậu đang hả hê hy vọng chúng tôi đâm vào bế tắc chuyên nghiệp hóa mãi mãi không thoát ra được chứ gì? Hai hoàn cảnh thị trường khác nhau, hai loại mô hình vận hành khác nhau, cái nào hơn cái nào kém chưa có kết luận, sao gọi là bế tắc được? Trương Khác thản nhiên nói. Đương nhiên nếu C, Q quyết định thành lập công ty đầu tư ở nội địa, mở rộng nghiệp vụ là điều chúng tôi vui vẻ muốn thấy. Trước đó cao tầng C, Q hành động chậm chạp không phải bọn họ coi thường thị trường Trung Quốc, mà bọn họ định vị nghiệp vụ ở vai trò cung cấp linh kiện, như Trương Khác đã nói, chỉ cần giao cho cơ cấu cấp văn phòng xử lý là đủ. Ở tầng cấp C, Q và T, Cẩm Hồ không giúp gì được họ, như thế muốn có được lợi ích từ người ta cũng khó. C, Q mở rộng nghiệp vụ. Có ý muốn tiến vào nghiệp vụ mới là thay đổi Trương Khác muốn thấy, điều đó có nghĩa là Cẩm Hồ có thể hợp tác với C, Q mật thiết hơn. Trương Khác nhìn cảnh sát ngoài cửa đợi Ngải Mặc nói tiếp thì ông ta lại tắt đài. Đợi một lúc vẫn không thấy Ngải Mặc nói gì, quay sang thấy ông ta tựa cười tựa không nhìn mình, lại còn làm cao nữa, đúng là dở khóc dở cười. C, Q lựa chọn đầu tư vào Trung Quốc lúc này hẳn là phương diện DVD có được đột phá rồi phải không? Ngài Mặc há hốc mồm. Vẻ mặt của tôi hẳn là không tiết lộ được nhiều tin tức như thế, sao cậu đoán chúng ngay được? Nếu ông không giả thần giả quỷ tôi cũng chẳng nghĩ tới phương diện đó. Với C, Q mà nói, có thể làm bọn họ chủ động tìm Cẩm Hồ, khả năng lớn nhất là hợp tác đầu đĩa DVD mà thôi, hiểu mình hiểu người không có gì khó đoán. Để Trương Khác thuận miệng đoán ra rồi Ngài Mặc không cố làm ra vẻ thần bí nữa. Hiện giờ không một công ty nào tuyên bố nắm được toàn bộ kỹ thuật độc quyền DVD, cho nên cuối cùng chỉ có cách cấp quyền cho nhau sử dụng. Ở phương diện giải mã chúng tôi có được chút đột phá, chắc viện nghiên cứu Thái Khắc cũng có thành tựu về mắt đọc rồi hả? Nếu hai công ty chúng ta không liên minh với nhau, tiến hành trao đổi kỹ thuật, có khi cuối cùng bị đẩy khỏi thị trường DVD. So với Philips và Sony chúng ta đều có cái không bằng. Đến lượt Trương Khác há hốc mồm, y không ngờ C. Q muốn tiến vào thị trường sản phẩm đầu cuối chứ không thỏa mãn ở vai trò cung linh kiện đầu nguồn nữa. Trầm ngâm một lúc Trương Khác mới nói. Không giấu ông, Thái Khắc đúng là có được một số kỹ thuật độc quyền, nhưng Thái Khắc do Cẩm Hồ và Ti Liên doanh lập nên, vì sao ông không tiếp xúc với Ti ở phương diện này? Ông và Del Fessi ngồi cùng máy bay lâu như vậy cơ mà. T
Ti không có hứng thú tham gia vào thị trường sản phẩm, tôi nghĩ chỉ cần không tổn hại lợi ích của Ti, họ sẽ vui vẻ để Cẩm Hồ chủ đạo phương diện vận hành Thái Khắc. Ngoài ra rất nhiều kỹ thuật của Cẩm Hồ ở SVCD có thể dùng trên đầu đĩa DVD, chúng ta nếu đã liên hợp, tất nhiên phải nắm càng nhiều lợi thế càng tốt. Lần này mời đoàn người ngải mặc tới đây chủ yếu là tìm bên thứ ba hợp tác máy MP3, không ngờ ông ta vừa mới tới nơi đã chủ động nhắc tới hợp tác đầu đĩa DVD, đúng là thu hoạch bất ngờ. Nửa tiếng sau tới được khách sạn Hilton. Bay liên tục hơn mười mấy tiếng, đoàn người ngải mặc và Delphessi đều rất mỏi mệt, ăn tối xong chỉ nói chuyện qua loa rồi về phòng ngủ. Thời gian còn sớm, Trương Khắc cùng Đinh Hòe, Tiêu Tấn Thành vào phòng Trần Tín Sinh, đem ý tứ hợp tác của CQ nói với họ. Chắc chắn là bọn họ cũng biết có công ty khác đột phá kỹ thuật chip giải mã DVD rồi, cho nên không thể phục chế mô hình cũ với VCD nữa. Tiến vào thị trường sản phẩm là vì bất đắc dĩ, họ không muốn doanh thu bị tuột dốc. Trần Tín Sinh đại khái đoán được ý đồ thương nghiệp của CQ. Tiêu Tấn Thành cũng có phán đoán tương tự. Ưu thế thị trường của bọn họ là ở Âu Mỹ, như vậy chúng ta có thể mượn họ đưa MP3 vào đó, trao đổi kỹ thuật MP3 cho bọn họ sử dụng. Căn cứ vào Công ước Quốc tế chống lũng đoạn, cấm chỉ lạm dụng kỹ thuật độc quyền, phải cấp quyền cho bên thứ ba sử dụng, tránh một công ty dựa vào độc quyền kỹ thuật lũng đoạn thị trường. Cấp quyền cho công ty nào, công ty đó sẽ thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nếu cấp cho một công ty nhược tiểu, phải tính tới khả năng bị công ty khác thôn tính, nên đây không phải là vấn đề đơn giản. Trương Khắc gật đầu. Thời kỳ đầu mục tiêu thị trường của chúng ta là Nhật Hàn, Đông Nam Á, không có sức để ý tới nơi khác. Giao Âu Mỹ cho CQ cũng là lựa chọn tốt. Chương 749, động tĩnh hơi lớn. Đường Thanh ở kiến nghiệp nên Trương Khắc không ở khách sạn Hilton quá lâu, nghĩ nếu Đường Thanh không cảm thấy quá nhàm chán, về sau có thể đưa cô tham gia bữa tiệc thương nghiệp như thế này. Tới ngõ học phủ thì đã qua thời gian ký túc xá đóng cửa, đám Đỗ Phi còn chưa được nghỉ ngơi, đang bù đầu vì công tác chuẩn bị bồi dưỡng mạng vi tính, Trương Khắc đi vào. Thấy bọn họ đang ở phòng làm việc lớn thảo luận nội dung công việc ngày mai, Đường Thanh cùng Trần Phi Dung, Thịnh Hạ đều ở bên cạnh nghe rất chuyên chú. Đường Thanh mặc áo khoác phấn hồng, mái tóc dày dùng một sợi dây buộc tùy ý để sau vai, thấy Trương Khắc đi vào uể oải vẫy tay, không kìm được ngáp một cái, xấu hổ che miệng, gò má đỏ rừ dưới ánh đèn hết sức nhu hòa thùy mị. Trương Khắc đi tới ngồi cùng Đường Thanh, ôm cô trong lòng, đưa chân đá Đỗ Phi hất đầu sang phía đối diện. Mày biết đó là công ty gì không? À, đương nhiên là biết. Đỗ Phi cười. Lúc chập tối Trần Tĩnh còn qua đây chào, mày không ở đây thôi. Vậy à, tao ra sân bay gặp Tạ Tử Gia mới biết. Thấy Đỗ Phi biết rồi Trương Khắc không nói gì thêm, Đường Thanh mắt díp lại, liền nắm tay cô về ngủ trước, Đường Thanh tất nhiên kéo theo Trần Phi Dung, Trương Khắc nghĩ nếu hai cô gái cứ dính lấy nhau thế này thì mình nghẹn chết à. Đường Thanh dù sao cũng phải về Hải Châu ở vài ngày. Nếu không cha mẹ cô sẽ rất thương tâm, sáng ngày hôm Trương Khắc bảo công ty phái xe đưa cô về nhà. Đàm phán hợp tác kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và Ti, CQ chính thức triển khai, Trương Khắc vốn định buổi sáng tới khách sạn Hilton tham dự ngày đàm phán đầu tiên, vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Trần Tín Sinh nói có phóng viên mai phục ở khách sạn, liền thay đổi quyết định. Thời gian qua rất nhiều doanh nghiệp có ý tiến quân vào sản nghiệp di động kéo nhau tới Hải Châu, kiến nghiệp, đa phần là ở kiến nghiệp. Đều ở trong khách sạn không nhiều lắm ở nơi này như Hilton. Ngay từ hôm qua khi đoàn người Trương Khắc tháp tùng đám ngải mặc, Delphessi tới khách sạn Hilton đã được người trong nghề chú ý rồi, những phóng viên nhạy tin lập tức kéo tới ôm cây đợi thỏ, tin tức mau cháu tiết lộ ra ngoài. Cẩm Hồ vừa chia sẻ kỹ thuật hàng chục triệu đô cho xí nghiệp trong nghề dùng, nên có chút động tĩnh thôi thì các doanh nghiệp khác đều hết sức mẫn cảm, có chút gió lay cỏ động là không thoát khỏi tai mắt phóng viên. Huống hồ ba vị chóp bu của tập đoàn Ái Đạt cùng xuất hiện. Trương Khắc không đích thân đi tham dự đàm phán được rồi, cũng chẳng sao vì y đủ tự tin vào đám Trần Tín Sinh, chỉ tiếc sáng sớm không về Hải Châu cùng Đường Thanh, đành vào thư viện nốt thời gian. Chừng 10 giờ Trương Khắc nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh. Cẩm Hồ lại có kế hoạch gì lớn thế, có tiết lộ chút được không? Cậu phải biết cú điện thoại này không phải do bản thân tôi muốn gọi đâu đấy. Trương Khắc bật cười. Là La Quân và Vương Duy Quân ngồi không yên được, có điều dù sao là hoạt động thương nghiệp bình thường của Cẩm Hồ, bọn họ không tiện gọi điện hỏi trực tiếp, nên chỉ thị Diêu Văn Thịnh thăm dò. Giữa Cẩm Hồ và La Quân chỉ là nương tựa vào nhau, song từ lần trước Vương Duy Quân chủ động tỏ thiện chí, Trương Khắc sẵn lòng phát triển mối quan hệ với ông ta mật thiết hơn, hỗ trợ nhau lập nên căn cơ không thể lay động ở kiến nghiệp. C.
xem đồng hồ thấy chưa tới giờ ăn cơm, liền bảo Diêu Văn Thịnh vừa vặn muốn tới Tân Phổ xem qua, hẹn hắn và Vương Duy Quân ăn cơm để thuận tiện báo cáo công tác. Trương Khắc Thu dọn sách vở, y không bảo Mã Hải Long tới tận nơi đón, như thế quá bắt mắt, vội vàng tới cổng trường. Này! Trương Khắc quay đầu lại, Trần Tĩnh một mình đứng cửa hàng chung chung cư thong thả đi tới, cô mặc áo choàng màu cà phê, giày cao gót mang vẻ đẹp hút hồn của mỹ nữ trí thức, vẫy tay với Trương Khắc, vẻ mặt hưng phấn ửng hồng. Hôm qua nghe nói cô tới kiến nghiệp, không ngờ hôm nay được gặp rồi. Trương Khắc đi nhanh tới. Buổi trưa anh có thời gian không? Sao, muốn mời tôi ăn cơm à? Trương Khắc nói kế hoạch của mình. Nếu cô không có chuyện gì thì đi cùng tôi nhé. Được không? Trần Tĩnh hơi chút bất an khó hiểu, là chủ tịch cao khoa KV tiếp xúc với quan viên kiến nghiệp đâu có gì không ổn. Có gì không được. Trương Khắc nhún vai, cùng Trần Tĩnh đi ra xe. Trừ chiếc xe chuyên dụng của Trương Khắc, còn có một chiếc bác đen đi cùng bọn họ. Vừa đi qua Tiểu Giang thì thấy Vương Duy Quân và Diêu Văn Thịnh ở đó đợi, không nói chuyên môn lái xe tới đó đón y, chỉ nói là đi thị sát tiến độ thi công Nhị Kiều. Trương Khắc chỉ Trần Tĩnh giải thích cho bọn họ. Cao khoa KV gần đây thành lập công ty thiết kế điện thoại di động, tôi rời trường thì gặp Trần Tiểu Thư, nên mời cô ấy đi cùng báo cáo công tác. Doanh nghiệp di động trong nước nếu muốn theo kịp doanh nghiệp di động Âu Mỹ ngay là điều không hiện thực, bỏ công sức vào thiết kế sản phẩm là con đường tắt kéo gần khoảng cách. Đám Vương Duy Quân đều biết ân oán dây dưa trước giờ của Cẩm Hồ và Khoa Vương, loại ân oán này không thể giải quyết nhanh gọn thống khoái được, huống hồ lại còn dính líu tới một mỹ nhân thiên kiều bá mị, đại khái ai cũng sẵn lòng nhận thêm chút rắc rối. Xe đi về phía Đại học Tân Phổ, qua đoạn khu vực bãi loạn thạch, Trương Khắc đề nghị xuống xe đi dạo, đứng trên con đường bốn phía không có gì che chắn, gió thổi lồng lộng, Diêu Văn Thịnh kéo Trương Khắc xuống đê tránh giá, nháy mắt với y. Làm sao có thể trùng hợp gặp được như thế? Trương Khắc giang tay ra không đám, thấy Trần Tĩnh đang cẩn thận xuống đê, vì tránh Diêu Văn Thịnh nói bậy nói bạ nên không chủ động tới đỡ, y thì chẳng sao, nhưng với một cô gái mà nói, có khi điều đó đem tới phiền toái khó đoán được. Trần Tĩnh thấy Diêu Văn Thịnh kéo Trương Khắc nói chuyện lại còn nhìn mình rất mờ ám, biết ngay hắn không nói gì hay ho, tới ngay cả Úc Bình cũng suy đoán cô và Trương Khắc có quan hệ bất thường, mặt đỏ lên. Nếu ai biết chí khí của Trương Khắc sẽ hiểu Cẩm Hồ nâng đỡ cao khoa KV phù hợp với chiến lược chỉnh thể của bọn họ, có lẽ cao khoa KV hơi may mắn một chút, cũng có lẽ là quan hệ riêng có chút tác dụng. Đê ở đây không có bậc thang để xuống, Trần Tĩnh đi bốt cao gót rất chật vật, không dám để Trương Khắc đỡ mình, nhưng lại hơi giận Trương Khắc không chủ động tới đỡ mình. Vương Duy Quân hơi béo, đi còn vất vả hơn Trần Tĩnh, xuống được dưới đê thì thở hồng hộc. Chỉ lo không cẩn thận lăn xuống sông. Chẳng bằng đứng trên đê uống gió cho xong. Chỉ bãi loạn thạch, cái chỗ này khó nuốt nhất, lại còn ảnh hưởng cả khu vực xung quanh không làm ăn gì được. Trương Khắc nhìn bãi loạn thạch rộng cả km vuông, nói. Thế nào cũng có cách giải quyết. Cậu là người lắm ý tưởng, chỉ điểm cho khu một cái đi. Người khác cảm thấy bãi loạn thạch này không trồng không cấy, tiêu điều, u ám. Nhưng tôi lại thấy đá trắng ở đây rất đẹp. Trần Tĩnh lần đầu tiên tới nơi này. Ấn tượng đầu tiên khi xuống xe cũng cảm thấy tiêu điều, cho dù có ít cỏ dại mọc giữa khe đá cũng bị gió thổi khô héo gãy rạp, trông giống như cái đầu chốc khẻ, rất xấu xí, nghe Trương Khắc nói thế thì nhìn lại, đẹp thật sao? Vương Duy Quân gãi đầu, ông ta cũng chẳng nghĩ ra bãi loạn thạch này có gì đẹp, có điều nể mặt Trương Khắc cười ha hả nói. Vậy tôi phải lôi cái đám ăn không ngồi rồi của cục quy hoạch ra đây vắt óc suy nghĩ mới được. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Động tĩnh ở khách sạn Hilton rất lớn đấy, nếu Cẩm Hồ có hành động gì lớn muốn làm chúng tôi bất ngờ thì tôi cũng đành đợi vậy. Trương Khắc tất nhiên không dám để ông ta phải đợi, đáp. Tôi cũng có vài điều muốn thông báo trước cho khu, mong khu báo cáo lại cho thành phố, lần này ti phái đoàn đại biểu cao cấp tiếp xúc với chúng tôi thảo luận khả năng đầu tư vào nhà máy tinh viên. Theo kế hoạch ngày mai ngài Tôn Thượng Nghĩ, Quách Tùng Duyên cũng tới kiến nghiệp. Cẩm Hồ nhanh thật. Đã tiếp xúc với ti rồi sao? Vương Duy Quân mừng rỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 750, xe buýt điên. Hạng mục nhà máy tinh viên được cả nước chú ý, có thể nói chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cẩm Hồ có cả đoàn đội kỹ thuật tự đài thích điện, còn liên hợp với Diệp Gia, Tôn Gia cùng với công ty bán dẫn Singapore, có thể nói là hạng mục nhà máy tinh viên nắm chắc thành công nhất trong nước tới nay. Không ngờ Cẩm Hồ còn suy tính đưa đối tác chiến lược còn thực lực mạnh hơn nữa tới,
chỉ cần bám được vào cái chân to của Ti, thậm chí có thể dễ dàng phá vỡ phong tỏa kỹ thuật của Nhật Hàn, Đài Loan cùng phương Tây với Trung Quốc. Đây đúng là tin tức rất đáng mừng. Tất nhiên chỉ nghe tin tức Vương Duy Quân không thỏa mãn lắm, nếu chỉ đàm phán hạng mục này phải do Liễu Chí Thành phụ trách mới đúng, vậy mà Liễu Chí Thành chưa lộ diện đám Tô Tân Đông đã tiếp xúc trước. Siêu Văn Thịnh rất am hiểu tình hình, nghi hoặc hỏi Trương Khác. Ti luôn nỗ lực giảm bớt nghiệp vụ tầm trung và thấp, nói thẳng ra, nhà máy tinh viên chỉ sản xuất được sản phẩm chỉ là thứ cấp thấp. Hai nữa là cơn bão tài chính còn chưa ngừng, ngay kinh tế Âu Mỹ cũng chịu ảnh hưởng, trong hoàn cảnh này bất kỳ vụ đầu tư nào cũng phải cẩn thận gấp bội. Thêm nữa Ti phải suy nghĩ tới áp lực chính quyền Mỹ. Trần Tĩnh không nói, cô nghĩ Ti phái nhân vật như Del Fessy sang thì hẳn đàm phán tiến vào giai đoạn thực chất rồi, không cần nghi ngờ. Trương Khác lắc đầu. Thị trường Âu Mỹ đang ngày càng bão hòa, mà thị trường mới nổi lại tập trung vào thị trường tầm trung và thấp. Ngoài ra cơn bão tài chính rồi có lúc ngừng, đầu tư lúc này nhắm vào khi mất giá, theo đuổi lợi nhuận khi tăng trưởng. Siêu Văn Thịnh giơ tay đầu hàng. Tôi đâu có làm biện luận, loại chuyện này có biện luận 3 ngày 3 đêm chưa chắc thuyết phục được ai. Chỉ có thể khẳng định nhà máy tinh viên không thể làm Ti đặc biệt hứng thú, tôi nghĩ nhất định Cẩm Hồ có thứ làm Ti động lòng hơn. Vương Duy Quân gật gù. Tôi cũng cho rằng như vậy. Trương Khác mỉm cười. Trước đó, Cẩm Hồ và Ti, C, Q đã có hợp tác nhất định ở lĩnh vực liên quan, lần này sẽ tăng cường sự hợp tác đó. Rồi hỏi Trần Tĩnh. Nghe nói Khoa Vương lập hạng mục đầu đĩa DVD. Tôi cũng nghe nói thế, nhưng tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, Tạ Kiếm Nam và Samsung tiếp xúc khá mật thiết, tôi nghĩ chắc sẽ mượn sức họ. Cho dù đã đường ai nấy đi, nhưng Trần Tĩnh không tiết lộ cơ mật của Khoa Vương, cười xin lỗi, hỏi lại. Cẩm Hồ cũng hứng thú với đầu đĩa DVD sao? Quốc gia mới nổi và quốc gia phát triển khác nhau, SVCD không thể được cấp quyền nội dung, căn bản không tiến được vào Âu Mỹ nơi bảo vệ bản quyền nghiêm ngặt, Cẩm Hồ muốn đưa đầu đĩa bán tới đó, chỉ có thể là DVD thôi, lần này chúng tôi hợp tác với Ti, C, Q là vì vấn đề này. Trương Khác thẳng thắn đáp. Trần Tĩnh thốt lên. Á, như vậy Khoa Vương vẫn tụ hậu so với Cẩm Hồ một bước xa. Samsung ở lĩnh vực đầu đĩa khẳng định kém xa Ti và C, Q, Trần Tĩnh không hiểu Tạ Kiếm Nam biết tin tức này sẽ có tâm tình thế nào, nhưng cô cũng sẽ không nói cho hắn biết. Đi tới công trường Trung Tinh Vi Tâm một vòng, buổi trưa ở lại ăn cơm tại công trường, dùng cơm xong Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh trở về khu, Trương Khác và Trần Tĩnh vòng qua Đại Kiều về trường, còn tưởng tình hình giao thông buổi trưa sẽ tốt một chút, không ngờ xe vừa lên cầu dẫn đã bị kẹt cứng, tiến lùi không xong. Hạ cửa sổ xuống nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy tiếng còi xe inh ỏi, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì làm tắc đường, Trương Khác tay ôm gáy nói. Hay là chúng ta đi bộ rồi bắt xe về ngõ học phủ. Trần Tĩnh nhoẻn miệng cười. Ừ, tôi còn chưa có cơ hội đi lên Đại Kiều. Cô đương nhiên không ngại ở riêng bên Trương Khác, hai người bỏ Mã Hải Long lại nhàn nhã đi bộ sang bên kia cầu. Trên cầu không có gì che chắn, gió tây bắt buốt lạnh. Người đi bộ qua cầu phải xoay lưng chắn gió, tóc Trần Tĩnh bị gió thổi tung dính lên mặt, cánh môi đỏ hồng cùng mái tóc đen nhánh phối hợp thành sự hấp dẫn lạ thường. Trương Khác mải nhìn vấp chân thiếu chút nữa té ngã, may Trần Tĩnh nhanh tay giữ được mới không bêu mặt, nhưng làm cô không nhịn được cười rúc rích, sóng mắt đong đưa phong tình vô hạn. Trương Khác cười xấu hổ viện cớ nói. Cái cầu này lâu lắm chưa sửa. Thấy Trần Tĩnh vẫn còn cười, nói. Đám yêu tinh hại người các cô ra đường phải đeo mặt nạ vào. Sao không nói con mắt láo liên của anh đáng móc ra? Trần Tĩnh bĩu môi, đưa tay gạt sợi tóc che trước mắt ra, phải vừa đi vừa giữ mái tóc. Tay cô có lạnh không? Anh có sợi dây nào không, để tôi buộc tóc? Trần Tĩnh hỏi, nhiệt độ âm 5,6 độ C, để tay bên ngoài một lúc buốt hết cả, đúng là ngồi xe không biết được cái khổ bên ngoài. Để tôi giúp cô. Trương Khác đi ra sau lưng Trần Tĩnh, vén tóc cô gọn lại rồi nhét vào trong cổ áo khoác. Thế này đã được chưa? Cảm giác lưng cứ cộm cộm, anh chỉnh lại giúp tôi. Khi nói câu này Trần Tĩnh hoàn toàn không nghĩ gì, đến khi Trương Khác luồn tay vào áo khoác giúp cô dàn đều tóc ra, mới cảm thấy động tác này quá thân mật, vai cứng lại, toàn thân nóng ran, may mà xoay lưng lại với Trương Khác, Trần Tĩnh hít sâu một hơi cố ép bản thân trấn tĩnh lại, nếu không để Trương Khác phát hiện ra thì mất mặt lớn. Xong rồi. Trương Khác rút tay ra, còn vuốt lại áo khoác của Trần Tĩnh. Mái tóc đen ôm sát mặt làm cô rất đẹp. Giờ không sợ bị gió thổi bay nữa. Trần Tĩnh cho tay vào túi áo,
cùng Trương Khắc sóng vai đi sang kia cầu, giữa cầu có hai chiếc xe tránh nhau làm chắn hết mặt cầu, cả đám đông vây quanh, cảnh sát giao thông chưa tới, hai tài xế chửi nhau ầm ĩ, Trương Khắc và Trần Tĩnh đứng ngoài xem, thấy bọn họ không có ý đánh nhau, tiếp tục đi. Đứng ở bên xe buýt, thấy chiếc xe số 318 đi Yến Quy Hồ tới, hai người bọn họ lên xe rồi mới nhớ ra chiếc xe này không đi qua ngõ học phủ. Lái xe của đội xe số 318 là điên cuồng nhất trong tất cả tài xe xe buýt của Kiến Nghiệp, đám gọi là băng đua xe ở Hong Kong mà gặp xe buýt 318 thì chẳng là cái gì, Trương Khắc từng chính mắt nhìn thấy một lần lái xe phanh xe làm hành khách hàng ghế cuối cùng ngã lăn tới đầu xe luôn. Trương Khắc kể chuyện này cho Trần Tĩnh nghe, bảo cô nắm lấy cả hai tay vịn. Nếu cô thấy nắm tay vịn lạnh quá thì ôm eo tôi cũng được. Xí, anh tưởng tôi dễ lừa như mấy cô bé con à. Trần Tĩnh thực sự cũng muốn ôm Trương Khắc, đứng dựa vào nhau, nhưng không thể để bị lý do đơn giản như thế dụ dỗ được, thấy Trương Khắc hết sức nghiêm túc dùng cả hai tay nắm tay vịn liền bật cười. Cô lắc đầu chẳng tin lời Trương Khắc, càng không tin y có mấy cơ hội đi xe buýt Kiến Nghiệp. Đưa tay ra sờ tay nắm bằng sắt, lạnh băng, lạnh như kim đâm vào thịt, Trần Tĩnh chỉ đưa ra hai ngón tay vịn hờ lấy. Xe buýt số 318 điên khùng không cho phép cô không tin, đúng lúc Trần Tĩnh lắc đầu. Lái xe vì tranh vào chạm trước một chiếc 318 khác đột ngột quay vô lăng vượt qua, lực quán tính mạnh tới mức Trương Khắc thiếu chút nữa bị hấn văng sang phía kia khoang xe, Trần Tĩnh chỉ kịp tóm lấy cánh tay Trương Khắc, trong xe la hét liên hồi. Trần Tĩnh còn chưa đứng vững, thì lái xe lại đột ngột quay vô lăng sang phía ngược lại, lần này cô va cả người vào lòng Trương Khắc, phải ôm lấy lưng y mới đứng vững. Trần Tĩnh đi bốt cao gót chỉ thấp hơi Trương Khắc một chút, thẳng tầm mắt là mũi y. Chỉ nhích lên một chút là bốn mắt chạm nhau, cảm thấy hơi thở nóng hổi của Trương Khắc phả lên mũi, lên môi môi, lòng càng lúc càng mê loạn, có chút quyến luyến không muốn buông tay ra nắm lấy tay vịn. Chương 751, nuôi hổ gây họa. May mà tài xế giúp cô lựa chọn, xe 318 đằng sau bị vượt quá rất khó chịu nhấn ga muốn vượt lại, lái xe không ngờ còn tuyên bố trước. Mọi người nắm chặt vào, chạm phía trước sẽ không dừng đâu, phải vượt qua thằng khốn này rồi hẵng hay. Bất chấp người trong xe phản đối, hai chiếc 318 bắt đầu màn truy đuổi y như phim hành động Hollywood. Đó chính là xe buýt 318 ở Kiến Nghiệp năm 97, hoàn toàn có thể làm thành bộ phim xe buýt điên cuồng. Những hành khách to béo nặng cân còn đỡ, nếu là cô gái mỏng manh nhỏ nhẹ có thể bị hất vang, trong xe tiếng thét chói tai vang lên không ngớt. Trần Tĩnh không ôm lưng Trương Khắc, một tay nắm tay vịn, một tay nắm cánh tay Trương Khắc cũng buông một tay ra nắm lấy tay Trần Tĩnh. Trần Tĩnh mặt tái nhợt. Đúng là điên quá mức, xem ra phải mượn tay anh. Á! Còn chưa dứt lời tài xế lại đổi hướng, cả người lần nữa nhào vào lòng Trương Khắc. Không cần phải đi tàu lượn cao tốc nữa rồi, ở đó cũng không kích thích thế này. Trương Khắc ôm chặt lấy eo Trần Tĩnh giúp cô đứng vững, muốn yên ổn trong cái xe này phải hai người đồng tâm hiệp lực mới được. Xe đổi hướng liên tục, lúc thì Trần Tĩnh bị ngã dúi dụi vào lòng Trương Khắc, lúc thì Trương Khắc bị đẩy dính vào người Trần Tĩnh. Mặc dù mỗi lần thời gian rất ngắn, nhưng cơ thể hai người dán sát vào nhau, Trần Tĩnh không hề oán trách tài xế. Xe cứ thế bỏ liền mấy chạm, Trần Tĩnh nghĩ cứ mãi mãi đi như vậy cũng được, tới điểm quốc núi Yến Quy, không thể không xuống được nữa, cũng không còn cớ để bám tay Trương Khắc nữa. Cảm giác thế nào? Trương Khắc nhìn Trần Tĩnh má chưa hết đỏ. Thành phố làm thí điểm xe 318, giao cho tài xe bao thầu, cho nên mới xảy ra chuyện thế này. Hiện giờ cái gì cũng bao thầu hết, làm như nó là linh đơn vậy, quên mất xe buýt nội thành là để phục vụ nhân dân. Người dân nộp thuế trả lương, đổi lại là hưởng thụ kích thích này đây. Ai? Trần Tĩnh chỉ cười nhẹ, cô chẳng muốn thảo luận vấn đề dân sinh với Trương Khắc vào lúc này, nếu có cớ hợp lý, cô sẵn lòng cùng y ngồi xe 318 quay lại đường cũ, cảm giác được tay y ôm chặt vẫn bồi hồi trong lòng, không muốn cảm giác này bị quấy nhiễu. Vẫn ngồi xe buýt về ngõ học phủ. Nhưng là xe số 1, lái xe lành tính, xe lại vắng, cả hai đều có chỗ ngồi, xuống trạm ngõ học phủ, Trần Tĩnh do dự một lúc mới nói. Tôi anh có rảnh không, thế nào cũng phải cho tôi cơ hội mời anh ăn cơm chứ. Khách sạn Hilton bị phóng viên bao vây kín mít, bữa tiệc tối nay với ngải mặc và Del Fessi ở đó không tham gia được nữa rồi, Trần Tĩnh mời ăn cơm, Trương Khắc đồng ý ngay. 12 giờ trưa hai người cùng tới ngõ học phủ, gió rất lớn, nghe như tiếng sói tru quỷ chéo. Người trên đường lác đác, ai nấy đều vội vã. Tới ngã rẽ vào quán nét sáng vực, Trần Tĩnh hỏi. Có vào tham quan công ty thiết kế thụ chân của chúng tôi không?
Tôi kỳ vọng rất lớn vào công ty các cô đấy. Hai người đi lên tầng 3, biển trong phòng làm việc ghi, phòng công tác kim chỉ nam, không hiểu cái tên này xuất phát từ hứng thú của ai, song tên là thứ yếu, quan trọng là công năng của nó. Á! Thấy Trương Khác và Trần Tĩnh đi vào, Tạ Tử Gia đang ôm quyển sách trước ngực chuẩn bị đi ra ngoài, hồ nghi nhìn hai bọn họ. Sao về sớm thế? Nếu không tắc xe giữa đường thì chị đã về sớm hơn nữa rồi. Trần Tĩnh nhớ lại cảnh trên xe là thấy mặt mơ hồ như nóng lên, kể qua chuyện gặp Vương Duy Quân buổi sáng. Đang mời Trương Khác tới công ty tham quan, em định đi học à? Tạ Tử Gia cười xảo quyệt. Ai đó chưa bao giờ tới lớp, nên thi thoảng em bỏ học không phải tội đại ác. Rồi không đi nữa. Phòng công tác rất nhỏ, nhìn vài cái là hết rồi, Trương Khác hẹn tối cùng ăn cơm, Trần Tĩnh tất nhiên không thể bỏ Tạ Tử Gia lại, thành ra không còn cơ hội hẹn riêng với Trần Tĩnh, trước khi đi nhớ ra một việc nói. Phòng công tác này hẳn là trọng điểm phát triển của các cô trong thời gian gần, cơ hội cô tới kiến nghiệp cũng nhiều, nếu ở nhà khách không tiện thì sau ngõ học phủ có một chung cư, không biết cô có thích không? Vậy thì tiện quá, cảm giác lẻ loi ở trong nhà khách thật thê lương. Trần Tĩnh mỉm cười. Cũng tiện cho Tử Gia. Tạ Tử Gia rất hoài nghĩ nói. Cảm giác anh có mưu đồ khác. Trương Khác nhìn Tạ Tử Gia từ trên xuống dưới. Cô có cái gì để người ta mưu đồ nhỉ? Tạ Tử Gia dẫu sao vẫn còn tấm tính con gái, chịu không nổi giọng điệu vô lại cùng ánh mắt trơ trẽn của Trương Khác, cắn môi nói. Hiện giờ dẫu thế nào cũng phải cảm ơn anh, chỉ có điều Cẩm Hồ không lo Cao Khoa KV cất một tiếng oanh động đất trời, thành đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ sao? Tôi thậm chí rất mong đợi ngày đó. Trương Khác nói. Cẩm Hồ làm nhiều chuyện vẽ rắn thêm chân như thế có lo nuôi hổ gây họa không? Nói thật là có, nhưng đâu phải chỉ mỗi Cao Khoa KV, nhưng một cánh én nhỏ không làm nên được mùa xuân, một mình Cẩm Hồ mãi mãi không đủ tạo nên một sản nghiệp di động phát triển thực sự. Nếu như suy nghĩ này của tôi làm cô thấy khó chấp nhận thì cứ coi tôi có mưu đồ khác cũng được. Thấy Tạ Tử Gia không lên tiếng, Trương Khác cười với Trần Tĩnh rồi đi trước. Đợi y đi rồi Tạ Tử Gia chôn mũi không phục nói. Ra vẻ gì chứ, em nhất định sẽ làm y phải giật mình. Trần Tĩnh nhớ lại cảnh ôn nhu Trương Khác chỉnh tóc cho mình, mỉm cười, có lẽ ưu đãi của Cao Khoa KV có hơi bắt mắt một chút, nhưng cũng có rất nhiều công ty được lợi trực tiếp từ Cẩm Hồ, như Tân Nguyên được một tay Cẩm Hồ nâng đỡ có được quy mô hôm nay, trước kia có lẽ có người nói Cẩm Hồ làm thế vì chèn ép Khoa Vương, tất nhiên thôi, Cẩm Hồ quật khởi khó tránh được những lời gièm pha. Nhưng cô biết Cẩm Hồ thực sự muốn ra tay với Khoa Vương hoàn toàn không cần mượn sức bên ngoài. Tin rằng Cẩm Hồ sẽ tiếp tục còn nâng đỡ các công ty khác, mục đích chỉ là mùa xuân cho sản nghiệp di động. Chuyện đàm phán với CQT vừa mới bắt đầu đã được truyền thông chú ý, Cẩm Hồ tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội mở rộng ảnh hưởng, không chỉ ở trong nước, mà còn thâm nhập vào nước ngoài. Ngày đầu tiên không có chuẩn bị gì, ngày thứ hai liền thương lượng tổ chức cơ chế tin tức. Kết quả đàm phán mỗi ngày đều công bố một cách có lựa chọn, tránh cho đám phóng viên suốt ngày nhìn chằm chằm sau đít làm người ta không yên thân. Tin tức công bố đầu tiên là thành lập một công ty kiểu liên minh tiếp quản kỹ thuật chip giải mã SVCD phân tán của ba bên, Cẩm Hồ nắm 26% của công ty này, tuyên bố sẽ đồng thời giảm mạnh chi phí linh kiện, có nghĩa là giá SVCD trên thị trường sẽ giảm xuống. Xem được tin tức này trên TV, Tạ Kiếm Nam cảm thấy tay chân giá lạnh, lúc này hắn đang ở Kim Sơn. Buổi tối hắn thích đứng trên tòa nhà Tín Đại, kiến trúc cao nhất của thành phố, nó cho hắn khoái cảm dẫm mọi thứ dưới chân, nhưng lúc này cảm giác của hắn rất tệ, cực kỳ tệ. Không ngờ Cẩm Hồ chiếm được tới 26% trong công ty liên minh kỹ thuật này, điều đó có nghĩa là ngay từ đầu Cẩm Hồ đã nghiên cứu chuyên sâu về chip giải mã SVCD. Rốt cuộc bọn họ nghiên cứu bao lâu rồi? 2 năm hay 3 năm? Nhưng Cẩm Hồ mới chỉ thành lập 3 năm thôi. Lúc này Tạ Kiếm Nam cảm giác hết sức bất lực. Cùng lúc đó ở khu công nghiệp điện tử Trấn Ích Long, Đinh Văn Tường cũng được Đinh Lị Hoa báo cho tin tức này. Đinh Văn Tường cười nói. Vậy mà một năm trước Khoa Vương tuyên bố muốn vượt qua Ái Đạt, giờ thành trò cười cho người ta rồi, người ta căn bản không để Khoa Vương vào mắt. Chúng ta cũng phải cố gắng lên thôi. Chương 752, nhanh chân tới trước. Cho dù ném vào trong bóng đêm tối om, Tạ Kiếm Nam cũng là người thành công có sự nghiệp chói lọi. Nhưng gần đây trong lòng hắn thường nghĩ, loại thành công đó là thứ thành công khốn kiếp gì. Lưu vực Tiểu Giang hiếm khi có một mùa đông lạnh như vậy, ngày nào may cũng âm u, một tuần trước thôi đã có một trận tuyết lớn rồi, mà giờ lại sắp đổ tuyết nữa. Trước kia cả mùa đông có khi chẳng thấy một trận tuyết.
Kim Sơn và Kiến Nghiệp là hai trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Giang Nam và Đông Hải, chỉ cách nhau có 200 km, vậy mà không có được cao tốc nối với nhau. Bị cơn bão tài chính ảnh hưởng, nửa cuối năm nay xuất khẩu sụt giảm mạnh, rất nhiều hàng hóa xuất khẩu đem vào thị trường nội địa tiêu thụ, khiến cho kinh tế trong nước bắt đầu xuất hiện tình trạng tiền lưu thông co hẹp, các loại con số kinh tế đều trượt mạnh so với năm ngoái. Kinh tế tăng trưởng chậm là vấn đề toàn quốc phải đối diện, nhưng cũng có ngoại lệ. Tỉnh Đông Hải chính là một ngoại lệ, khi toàn quốc bị cơn bão tài chính liên lụy thì tốc độ tăng trưởng của tỉnh Đông Hải thậm chí còn cao hơn năm ngoái năm bậc. Từ Học Bình lập nên cơ sở, Đào Tấn cũng ngồi vững vàng, kẻ nào đó hy vọng ông ta phải về tuyến 2 trước thời hạn tất nhiên là phải thất vọng. Chỉ cách một con sông tỉnh Giang Nam chật vật hơn nhiều, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ thậm chí chỉ bằng một nửa năm ngoài, trong thời đại tất cả lấy phát triển kinh tế làm trọng này, áp lực chỉnh phủ tỉnh ủy Giang Nam ra sao khỏi nói cũng biết. Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, quan trọng là ở năm sau, chẳng lẽ năm 98 vẫn làm lá xanh cho tỉnh Đông Hải. Thành phố Kim Sơn hưởng đãi ngộ cấp phó tỉnh, nhưng khác biệt lớn nhất với các thành phố cùng cấp khác là chỉnh phủ tỉnh khống chế Kim Sơn rất mạnh. Kim Sơn là trung tâm kinh tế của Giang Nam muốn kéo kinh tế đi lên, nhất định phải phát huy được tác dụng đi đầu dẫn lối của Kim Sơn. Nhưng cách đó chưa tới 200 km Kiến Nghiệp đang bay cao, Kim Sơn phải làm sao mới có thể không thua chỉ kém em đây? Tạ Kiếm Nam không cho rằng lúc này mẹ hắn làm bí thư thành ủy Kim Sơn là một lựa chọn hay, nếu như được đề bạt với hy vọng đặc biệt như vậy mà trong vòng 3-4 năm kinh tế Kim Sơn không có cải biến lớn, đại khái tiền đồ sẽ bị vùi lấp. Trên đường tới Kiến Nghiệp, Tạ Kiếm Nam cứ suy nghĩ miên man suốt, phía trước là trạm thu phí rồi, có một đội xe dài xếp hàng, rất đông cảnh sát vũ trang đứng ở trạm, không biết là lại xảy ra vụ án gì rồi. Có lẽ là mỗi năm trước Tết theo thói quen tăng cường lực độ tuần tra. Tới Kiến Nghiệp mà thời tiết cũng chẳng thấy tốt hơn, Tạ Kiếm Nam mệt mỏi nhìn đội xe dài ngoài cửa, cô gái ngồi bên cạnh hắn ngủ suốt chặng đường, xe dừng mới mở mắt ra, đại khái thấy vẻ mỏi mệt của Tạ Kiếm Nam liền đưa tay ra vuốt má hắn. Hay là để em lái xe cho? Tạ Kiếm Nam quay đầu sang nhìn cô ta, cho dù ở trong xe bật điều hòa, cô gái vẫn cảm thấy lạnh, người cuộn tròn trong chiếc áo nhung, chỉ lộ ra khuôn mặt kiều diễm. Cô gái xinh đẹp yếu đuối luôn làm nam nhân yêu thương, Tạ Kiếm Nam cũng vuốt má cô ta, cười dịu dàng. Sắp tới nơi rồi, em cần mở cửa sổ xe cho thoáng không? Ngột ngạt trong xe suốt 4 tiếng, cảm giác rất khó chịu, hạ cửa sổ xe xuống, không khí lạnh ùa vào, dùng mình một cái, Tạ Kiếm Nam thấy tỉnh táo hơn hẳn. Đột nhiên nhớ tới Trần Tĩnh, cô có một sở thích là để gió lùa vào mặt như thế, là cô gái dung nhan diễm là không kém cạnh gì cô gái bên cạnh hắn lúc này. Nhưng cá tính của Trần Tĩnh quá độc lập, khiến nam nhân không có mấy chỗ thể hiện, nghĩ lại chỉ có chút nuối tiếc, không biết cô gái như thế sẽ cam tâm nghe lời nam nhân nào. Bên cạnh có một cái xe tải, lái xe ở trên cao nhìn xuống thấy mỹ nhân trong xe, huýt sáo khiêu khích, hắn coi Tạ Kiếm Nam thành loại mặt trắng vô dụng rồi. Tạ Kiếm Nam điều chỉnh cửa kính lên một chút, không cho tên lái xe kia nhìn vào bên trong nữa. Anh thay đổi rồi. Mỹ nhân bên cạnh nhìn hắn nói. Tạ Kiếm Nam chỉ cười khẽ, nếu là trước kia hắn sẽ cho tên lái xe trả giá đắt, nhưng hiện giờ không ngờ chủ động bớt việc cho yên thân. Người ta thường nói đời như dòng nước chảy, nó sẽ mài mòn góc cạnh của con người, ban đầu Tạ Kiếm Nam khịt mũi xem thường, nhưng hiện giờ chẳng biết mình trở nên trưởng thành hay là đã sa sút nữa. Hôm nay là ngày trước Tết Dương Lịch, Samsung đã quyết định lập trung tâm nghiên cứu phát triển lớn nhất của mình ở Trung Quốc, được đặt tại Kiến Nghiệp. Tạ Kiếm Nam lái xe từ Kim Sơn tới Kiến Nghiệp là tham gia lễ khởi công này, thực sự không nên lái xe mới đúng, hành trình chưa tới 200 km, mất tới gần 5 tiếng rồi, lễ khởi công buổi chiều, giờ chỉ có thể tham gia tiệc tối. Tạ Kiếm Nam gọi điện xin lỗi Lý Tại Thù, bên kia Lý Tại Thù tỏ ra rộng lượng bày tỏ cảm thông, còn mời Tạ Kiếm Nam đưa bạn gái tới gặp. Lý Hinh Dư Thiên Kiều bá mị làm Tạ Kiếm Nam nhìn cũng nhung nhớ mãi đã về Hàn Quốc rồi, trước đó nghe nói cô quyết định tới Trung Quốc du học. Còn cãi nhau với Lý Tại Thù ngay trước mặt mọi người, không biết bông hoa được trồng trong nhà kính đó có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của gia tộc không? Tạ Kiếm Nam tới khách sạn Kiến Nghiệp, ngoài cao tầng Samsung Trung Quốc ra còn có Kim Nam Dũng. Bên cạnh Lý Tại Thù cũng có cô gái tướng mạo xuất chúng, là sinh viên trường đại học nào đó ở Kiến Nghiệp. Tạ Kiếm Nam học ở Kiến Nghiệp 4 năm mà chưa bao giờ nghe tới tên cái trường đại học đó, nhưng là vật trang trí cho một nam nhân thành công thì quá đủ tư cách rồi. Buổi chiều anh ở trên đường, có lẽ chưa biết tình hình mới nhất ở Kiến Nghiệp. Tiệc còn chưa chính thức bắt đầu,
Lý Tại Thù mời Tạ Kiếm Nam ngồi xuống ghế sofa trong góc đại sảnh nói. Hôm nay CQ nhân họp báo tuyên bố bọn họ đã nắm được kỹ thuật giải mã DVD, cùng Ti và Cẩm Hồ đạt thành hiệp nghị, giao viện nghiên cứu Thái Khắc sử dụng kỹ thuật này. Như thế chắc hẳn Thái Khắc cũng phải có thành tích nhất định ở lĩnh vực đầu đĩa DVD. Tạ Kiếm Nam khi vào nội thành đã nhận được tin tức mới nhất từ Tạ Ý, Khoa Vương liên kết với Samsung tưởng có thể đi trước Cẩm Hồ một bước ở thị trường DVD, không ngờ Cẩm Hồ âm thầm giải quyết được đại bộ phận chướng ngại rồi. Đây đúng là tin tức làm người ta ảo não. May mà doanh nghiệp ngoại nghiên cứu phát triển đầu đĩa DVD rất nhiều, không chỉ có CQ nắm được kỹ thuật chip giải mã, với ảnh hưởng quốc tế lớn của Samsung, có được cấp quyền kỹ thuật từ doanh nghiệp Nhật Bản hẳn là không khó. CQ trước kia chuyên vào lĩnh vực chip giải mã, nay đem nó ra trao đổi với Ti, Cẩm Hồ chắc hẳn phải có dã tâm lớn hơn nữa. Kim Nam Dũng trầm tư nói, nếu như đổi bằng kỹ thuật DVD tương quan, tức CQ nắm được toàn diện kỹ thuật DVD rồi. Lý Tại Thù hỏi, ý anh nói là bọn họ muốn làm sản phẩm cuối cùng. Rồi quay sang Tạ Kiếm Nam. Còn có một động thái liên quan tới Cẩm Hồ nữa, gần đây bọn họ có mua một trang web âm nhạc ở Nhật Bản, đó là trang web cho tải âm nhạc chính bản, đem so với tin tức bọn chúng công bố mấy ngày qua có phải càng lạ hơn không? Nghe tin này tư duy Tạ Kiếm Nam ngừng lại vài giây. Nhiều, phong phú, giá rẻ, địa lậu đã tràn ngập toàn quốc, giải quyết triệt để vấn đề nguồn đĩa, đó là nguyên nhân căn bản cho sự phát triển nhảy vọt của thị trường đầu đĩa 3 năm qua. Đánh chết Tạ Kiếm Nam cũng không tin Trương Khác và Cẩm Hồ không hiểu đạo lý này, thậm chí hắn hoài nghi đĩa lậu phát triển nhanh như thế là do Trương Khác đứng sau thúc đẩy. Trang web cung cấp âm nhạc bản chính có liên quan gì tới Cẩm Hồ? Hay là tên đó lương tâm thức tỉnh muốn ủng hộ sự nghiệp bản quyền? Nhìn từ bề ngoài đây là chuyện hết sức hoang đường. Nhưng Cẩm Hồ đã làm nhiều chuyện rất hoang đường, sau này đều chứng minh bọn họ có mưu đồ rất sâu xa. Tạ Kiếm Nam nhíu mày lại, nhưng không nhìn thấu điểm mấu chốt trong đó, nhìn sang Lý Tại Thù, nếu như hắn trịnh trọng nói ra chuyện này hẳn phải có lời giải thích, giang tay cười thản nhiên. Tôi kiến thức nông cạn, nghĩ không ra ý đồ của Cẩm Hồ. Lý Tại Thù cũng không cố làm vẻ thần bi. Đầu tháng 8, có một giám đốc của Samsung đã ra ý tưởng, đem âm nhạc với hình thức MP3 lưu trữ trong máy. Tổng bộ không coi trọng đề án này, hành động của Cẩm Hồ làm tôi liên tưởng tới nó. Cơn bão tài chính làm Samsung phải có điều chỉnh lớn nhất trong 10 năm qua, không thể tránh khỏi một chút hỗn loạn, đó mới là nguyên nhân căn bản họ không xem trọng đề án này. Lý Tại Thù mấy ngày qua đang nghiên cứu tỉ mỉ đề án này. Càng nghiên cứu càng phát hiện tiền đồ rộng lớn của nó, Samsung bỏ không khai thác là một sai lầm trọng đại có hối cũng không kịp, hắn rất lo Cẩm Hồ đã nhanh chân đi trước. Lúc này nhân viên công tác tới báo thị trưởng Tiêu Minh Kiến cùng Tổng lãnh sự Hàn Dũng Thái tới, đám Lý Tại Thù đi ra đó tiếp, Tạ Kiếm Nam đi tìm bạn gái tới cùng hắn. Tầng 2 đại sảnh, rất thích hợp đứng quan sát các doanh nhân tham gia bữa tiệc, không chỉ Tiêu Minh Kiến tới mà Hồ Tôn Khánh cũng tới. Tạ Kiếm Nam do dự không biết có nên tới chào hỏi Hồ Tôn Khánh không. Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh ủng hộ Vương Hải thúc lập hạng mục sản nghiệp phần mềm, trước đó Tạ Kiếm Nam chưa từng nghe tới cái tên CT khoa học công nghệ Hải Túc, thầm nghĩ Kim Sơn lại thêm một chỗ bị Kiến Nghiệp bỏ lại rồi. Không phải Kim Sơn chậm, mà là Kiến Nghiệp quá nhanh, bắt đầu từ khi Cẩm Hồ quyết định lập kế hoạch vườn sồi ở Kiến Nghiệp, tựa hồ mọi thứ đều đồng loạt tăng tốc vọt lên. Tạ Kiếm Nam gọi điện cho Chu Cẩn Tỳ. Hẹn sau bữa tiệc sẽ tới nhà ông ta. Gió lạnh từng cơn, mây mù cứ như áp ngay trên đỉnh đầu, thời tiết như thế chẳng ai muốn ở ngoài đường thêm một giây, mọi người đều chui hết vào quán bar, quán cà phê cả. Du học sinh thích phong cách kiểu Anh của 1978 không ít, có rất nhiều người Tây ngồi trong quán bar uống rượu tán gẫu, Trương Khác, Diệp Kiến Bân và Ngải Mặc ngồi trước quầy bar. Ngải Mặc lấy chìa khóa xe từ tay trợ lý, ném lên quầy bar. Thế là suốt buổi tối có mấy cô gái tham hư vinh lấy cớ luyện ngoại ngữ tới bắt chuyện. Trương Khác coi như không thấy cái bộ dạng đắc ý của Ngải Mặc, nhược điểm cái lão này tóm lấy không phải là chỉ có ở các cô gái Trung Quốc, liền bảo Diệp Kiến Bân hôm nào đó sang Mỹ gỡ vốn. Diệp Kiến Bân đối với cô gái bám lấy như ruồi đó không lịch sự gì hết, nếu là cô gái xinh đẹp thì hắn bất thình lình quay sang hỏi thẳng một câu. Bao em một tuần hết bao nhiêu? Câu này chỉ cần cô gái nào còn chút liêm sỉ là sẽ bỏ chạy. Ba tên vô lại. Tôn Tĩnh Mông đứng sau bình luận. Bình luận này Trương Khác không dám nhận, xoay lưng lại quầy ba, tay gác lên quầy, vừa uống rượu, vừa nhìn xem trong quán ba có cô gái xinh đẹp nào không. Mai Đường Thanh từ Hải Châu tới, có cô nàng bên cạnh,
phải hạn chế nhìn các cô gái khác rồi. Trung tâm nghiên cứu Samsung đầu tư ở kiến nghiệp là cái lớn nhất trừ ở tổng bộ Hàn Quốc ra, mọi người có ý kiến thế nào? Ngài mặc dù tiếng Anh giao lưu với đám Trương khác, ông ta ra đây không phải vì dụ dỗ những cô giáo tham hư vinh. Trương khác lắc đầu, trả lời vô trách nhiệm. Ông đầu phải là người nhiệt tình công việc trong thời gian nghỉ, coi trọng thị trường Trung Quốc cũng đâu phải chỉ mỗi Samsung. Lão này vừa tán gái lại vẫn không quên thăm dò tin tức của mình. Ở đây thực sự không bàn công việc được à? Ngài mặc hỏi. Trương khác lấy di động ra. Có cần tôi hẹn Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông ra không? Ngài mặc chỉ biết lắc đầu chịu thua. Từ một tháng trước Cẩm Hồ đã gửi tài liệu kỹ thuật về máy MP3 cho C, Q và T, nhưng chuyện đàm phán cho tới lúc này vẫn chưa đụng tới máy MP3, song nếu chỉ là nội dung đang đàm phán bên T không thể phái Delphi sang. Ở phương diện này Cẩm Hồ có dã tâm gì ngài mặc dùng đầu gối nghĩ cũng ra. Chỉ cần liên hiệp với Ti, không chỉ có thể trao đổi kỹ thuật với nhau, quan trọng nhất là dựa vào địa vị trong nghề của Ti nhanh chân đi trước tiến vào thị trường chiếm ưu thế. Điều này có nghĩa là Cẩm Hồ sẽ cùng Ti thành nhà cung ứng kỹ thuật hạch tâm của sản nghiệp, nếu như máy MP3 hình thành một sản nghiệp lớn. Ti đương nhiên cũng có lợi lớn, cùng Cẩm Hồ chia sẻ lợi nhuận gần như lũng đoạn đó là dụ hoặc không ai kháng cự được. Cẩm Hồ và Ti có rất nhiều lợi ích nhất trí, tức là bọn họ có rất nhiều phương án hợp tác, cho nên Delphi thản nhiên như không, chẳng gấp gáp gì. Ngài mặc thì không thể nhàn nhã như vậy, trước mặt Ti, ông ta chẳng có mặt mũi nào khoác lác kỹ thuật tuyệt vời của C, Q, kỳ thực trong tay C, Q không có kỹ thuật Cẩm Hồ khao khát lắm, cũng chẳng có lợi thế gì đủ mạnh, trong khi lại tham đồ của người khác, tất nhiên phải bỏ một cái giá lớn mới được, ngài mặc có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng càng trì hoãn áp lực tâm lý càng lớn. Ngài mặc hoài nghi Cẩm Hồ và Ti đã tiến vào đàm phán nội dung chính rồi, chỉ là ông ta chưa biết mà thôi. Trương khác thì muốn tiêu hao kiên nhẫn của ngài mặc, y không muốn nuôi hổ gây họa, không muốn làm C, Q thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, cho nên có một số điều kiện hạn chế muốn ép C, Q phải chấp nhận. Rời bữa tiệc còn chưa tới 10 giờ tối, mang theo chút hơi men, Tạ Kiếm Nam lái xe đi qua ngõ học phủ, nhìn thấy quán nét sáng vực, Tạ Kiếm Nam nhớ ra ngoại trừ kẻ hắn đang cố đuổi theo đó ra. Sau lưng hắn còn có rất nhiều người đang đuổi theo. Em tới nhà khách ở thôi. Xe đi vào đợi ít Đông Hải cô gái bên cạnh lo lắng nói. Cậu anh rất dễ gần. Tạ Kiếm Nam trấn an. Bọn họ không còn phòng thì anh sẽ cùng em ở nhà khách, làm sao anh nỡ bỏ em một mình trong nhà khách được. Đi vào khu giao viên đợi ít Đông Hải, có rất nhiều nhà lắp chuồng nuôi gà, tiếng xe hơi làm đám gà qué kinh sợ kêu toáng cả lên, khiến đám chó cũng sủa theo. Tiểu khu yên ắng náo nhiệt hơn rất nhiều, đèn xe còn chiếu thấy những khoảnh vườn trồng rau trước nhà. Trong ấn tượng của nhiều người giáo viên đỡ ít Đông Hải cùng người nhà đều là phần tử trí thức cao cấp, phải là quần thể có phong cách sống rất cao. Kỳ thực không phải thế, từ giải phóng tới trước cải cách mở cửa, đa phần giáo viên đại học đều lấy phụ nữ nông thôn làm vợ, thêm vào người thân họ tới nhờ cậy, nên cả tiểu khu trông cứ như vùng nông thôn. Tạ Kiếm Nam giải thích với cô gái đây là một trong bốn chuyện lạ của Đại học Đông Hải. Chu Cẩn Tị ở tầng 3, chỉ có hai vợ chồng cùng một giúp việc dưới quê. Tạ Kiếm Nam vào nhà chào hỏi xong liền cùng Chu Cẩn Tị vào thư phòng nói chuyện. Trong tay Cẩm Hồ có khả năng nắm giữ một kỹ thuật sản phẩm mới. Tạ Kiếm Nam đem tin tức Lý Tại Thù tiết lộ kể ra. Cháu lo bị Cẩm Hồ nhanh chân giành trước, giờ chỉ còn mong bọn chúng tự phạm sai lầm thôi. Cháu còn chưa hiểu thấu triệt cái thể chế quốc gia này rồi. Chu Cẩn Tị cười nhạt. Chuyện không đơn giản vậy đâu, chúng ta có thể cảm thấy lực bất tòng tâm, thực ra chướng ngại thể chế mà Cẩm Hồ gặp phải nhiều hơn người thường nhiều lắm. Tạ Kiếm Nam im lặng, tự biết nhận thức của mình ở phương diện này chưa đủ sâu sắc. Chương 753, còn chưa đủ to đâu. Mai là năm 98 rồi, đợi sau khi Triệu Tề Đông thực sự nắm quốc vụ viện, ông ta nhất định ra sức thúc đẩy cải cách. Hiện đã có chút tin tức truyền ra, nghiệp vụ điện tín của Bộ Bưu điện tách ra sát nhập với Bộ Công nghiệp đã thành xu thế lớn. Chu Cẩn Tị thong thả nói. Năm nay Cẩm Hồ có thể làm nhiều chuyện như vậy là do bọn chúng luồn vào kẽ hở đối kháng giữa Bộ Bưu điện và Bộ Công nghiệp điện tử. Một khi hai bộ mâu thuẫn trùng trùng này hợp thành một thế lực, cháu nghĩ xem liệu cái thế lực này có chấp nhận một doanh nghiệp dân doanh ảnh hưởng tới khống chế của bọn họ với sản nghiệp không? Cách cục của Cẩm Hồ rất lớn, nhưng chúng càng lớn càng làm ai đó ghét. Tuy nói thế nhưng lòng ông ta không dễ chịu chút nào, vì cục diện đã nằm ngoài tầm khống chế của mình, cảm giác đó chẳng khiến ai vui vẻ được.
đây là cuộc chơi Khoa Vương không thể tham dự được, Tạ Kiếm Nam thần sắc ảm đạm, đột nhiên nhớ ra một chuyện nói. Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đều tham dự bữa tiệc hôm nay, bọn họ tựa hồ rất chú trọng hạng mục khu sản nghiệp phần mềm, có ý mong Samsung làm điều gì đó. Chuyện này chú chưa nói kỹ với cháu, người sáng lập Vương Hải Thúc tốt nghiệp xong ở lại trường dạy học 2 năm mới đi lập công ty, chú nghĩ hắn phải mất thời gian nữa mới có thể mài cọ thành tài, ai ngờ thình lình làm ra động tĩnh như thế, đúng là nhìn nhầm người. Hồ Tôn Khánh khá coi trọng người này. Tạ Kiếm Nam nhớ lại thái độ ân cần của Hồ Tôn Khánh hôm nay, nghi hoặc hỏi. Cái công ty này cháu chưa nghe thấy bao giờ nó từ đâu nhảy ra vậy ạ? Hải Thúc có năng lực liên hợp với tập đoàn Kim Đỉnh lập nên hạng mục này nhất định có người thúc đẩy đằng sau. Mấy hôm trước Hồ Tôn Khánh tới tìm chú, mới hiểu do Cát Kiến Đức đứng sau giật dây, địa ốc Tinh Điển nắm cổ phần ở Túc Hải. Chú cần thì giải thích. Cụ thể thì chú không rõ. Hồ Tôn Khánh tìm chủ làm gì ạ? Tạ Kiếm Nam vốn không định gặp mặt Lâm Tuyết, cảm thấy ánh mắt của cô ta như muốn nuốt chửng người ta, không hề hài hòa với vẻ đẹp trời ban. Hồ Tôn Khánh ủng hộ hạng mục này, là quân thì ớ mờ, thái độ Vương Duy Quân hơi tiêu cực, hy vọng nghiên cứu thêm, hắn ta do dự làm các thường ủy khác cũng chần chừ không tỏ thái độ, đó hẳn là nguyên nhân khiến hôm nay Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh nhiệt tình với bên Samsung. Chu Cẩn Tỳ cười. Lúc này đám phế nhân bọn ta cuối cùng cũng có chút công dụng rồi. Tạ Kiếm Nam hiểu ra, khi tình thế mập mờ, tạo thế trong giới học thuật là điều quan trọng. Ý chú ra sao về hạng mục này? To một cách không cần thiết. Chu Cẩn Tỳ không che giấu gì cháu mình. Nhưng quy mô nhỏ làm sao so được với vườn sồi, có gì đang nói. Chẳng qua là đám ham thành tích thôi, tài liệu đây, cháu có rảnh thì xem qua đi. Tết Dương Lịch là ngày nghỉ được luật pháp quốc gia quy định, nhưng có rất nhiều người không được hưởng thụ ngày nghỉ này. Trương Khắc ngồi ngáp trên ghế nhìn con số doanh thu mới nhất của tập đoàn, hỏi Trần Tín Sinh. Con số này đã làm kẻ nào đó hài lòng chưa nhỉ? Doanh thu của Khoa Vương năm qua là 2.6 tỷ, Tân Nguyên là 2 tỷ, con số 3 tỷ không đáng chú ý lắm, khả năng rất ngoài hạng 30. Có điều các con số khác, như doanh lợi, đầu tư, sở hữu độc quyền có thể hiện bên cạnh không? Trần Tín Sinh hỏi lại. Tô Tân Đông cũng trầm tư nói. Lợi nhuận chỉ có 1 tỷ. Con số này liệu có ổn không? Riêng việc đầu tư vườn sồi đã hơn 1 tỷ rồi. Cảm giác năm nay kiếm rất nhiều tiền, thì ra tiêu còn nhiều hơn. Trương Khắc thở dài xong chẳng tỏ ra tiếc nuối. Mặc xác bọn họ đi, tin hay không thì tùy, dù sao chỉ tỏ thái độ đúng là được rồi. Vương Hải Thúc được nghe tới tên Tạ Kiếm Nam từ lâu rồi, từ thời hắn học tiến sĩ ở Đại học Đông Hải đã nghe thấy lịch sử trói lọi của Tạ Kiếm Nam, thời đại học lập công ty, tài sản trăm triệu. Dứt khoát bán công ty cho gia tộc ra nước ngoài du học, quay về nước liên tục lập nên hai doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trong nước là Hải Thái và Khoa Vương. Bấy nhiêu đó đủ xưng là sự tích truyền kỳ rồi. Thẳng thắn mà nói, Vương Hải Thúc lập công ty là bị ảnh hưởng của Tạ Kiếm Nam. Không tiếp xúc được với góc khuất bí mật người thường không thể biết, cho nên trước kia trong lòng Vương Hải Thúc tràn trề sùng bái Tạ Kiếm Nam. Sau khi bỏ nắm cổ phần của Hải Thúc, công ty của hắn đã bỏ văn phòng chật hẹp âm u sau học viện thể dục, chuyển sang tọa nhà Tinh Điển hiện đại ở Tây Đường Điềm Thủy Tỉnh, giếng nước ngọt. Đứng trong văn phòng rộng rãi, nhìn chiếc lá cuối cùng của cây ngô đồng cổ thụ bị gió lạnh đánh rụng, xoay vòng vòng trong không trung, trên đường người qua lại vội vã, mặt tái đi vì lạnh, còn trong phòng ấm áp như xuân, còn có cô thư ký trẻ trung e thẹn mới tuyển, Vương Hải Túc lúc này mới thực sự cảm thụ được sự thành công. Có người bực bội, tiếc nuối vì không được hưởng thụ ngày nghỉ này. Vương Túc Hải lại hào hứng tới văn phòng vào ngày nghỉ tận hưởng cảm giác, bận rộn của người thành đạt. Vương Hải Túc gặp được Tạ Kiếm Nam, thấy hắn cao giao, có khuôn mặt đường nét rõ ràng làm cô gái yêu thích, mặc áo khoác xám phong cách, thầm nghĩ, chẳng qua cũng chỉ đến thế. Hắn biết người sáng lập ra Cẩm Hồ suốt ngày giống như con chó lười biếng nằm sưởi nắng ở mái hiên quán xá nào nó trong ngõ học phủ, nên Vương Hải Túc coi thường kẻ vẻ ngoài trịnh trọng đường đường như Tạ Kiếm Nam cũng chẳng có gì lạ. Vì giờ hắn cũng thế, cũng thành công, rồi. Vương Hải Thúc còn từ chỗ Lâm Tuyết biết được, Khoa Vương do không khống chế được chi phí marketing thị trường, khả năng phải chịu khoản lỗ lớn tới gần 200 triệu. 200 triệu đấy, vậy mà hắn còn làm cái vẻ mặt thản nhiên ngồi đây nói chuyện sản nghiệp phần mềm với mình. Song Tinh Điển có hợp tác mật thiết với chính thái ở Hải Châu, Vương Túc Hải cố kiềm chế giữ một khuôn mặt khiêm tốn. Tạ Kiếm Nam hôm qua xem xong tư liệu, chứ có chút lớn cảm giác không tới mức không cần thiết còn tư tưởng chủ đạo không tệ.
Chính Thái muốn liên hợp với Gia Tín lập nên cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn, phần mềm sẽ là ngành nghiệp phụ trợ quan trọng, Tạ Kiếm Nam còn suy nghĩ có nên lập một khu sản nghiệp phần mềm quy mô nhỏ ở Kim Sơn hay không, hiện toàn quốc rộ lên phong trào kiến thiết số hóa, sản nghiệp phần mềm có tiền đồ nhất định. Cho dù Tạ Kiếm Nam không hề có ý tới kiến nghiệp tiếp xúc với Lâm Tuyết, song lúc này không thể không thay đổi ý định, gặp Lâm Tuyết và Vương Hải Túc giao lưu. Mặc dù Vương Hải Túc chú ý giữ thái độ đúng mực, nhưng Tạ Kiếm Nam vẫn nhìn ra vẻ xem nhẹ của hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu, tiếp theo đó trong lúc trò chuyện, hắn không cảm thụ được tài hoa tương xứng với người lập hạng mục kia trên người Vương Túc Hải. Tạ Kiếm Nam không che giấu ý đồ của mình, nói ra khả năng liệu có thể phục chế khu sản nghiệp phần mềm ở Kim Sơn hay không, nói với hai người này, nhưng thực chất là nhìn chúng năng lực của Cát Kiến đứng đằng sau. Trong mắt Tạ Kiếm Nam, tuy Hải Túc có 50 nhân viên, ở kiến nghiệp có thể coi là một công ty phần mềm có quy mô rồi. Đáng tiếc so với kế hoạch lớn đó, một công ty thế này chẳng khác gì lấy đũa đem chống cánh cửa. Cát Minh Đức có thể đem tất cả tinh anh viện nghiên cứu phần mềm phối hợp với Hải Túc thúc đẩy kế hoạch này mới là điều Tạ Kiếm Nam coi trọng. Lâm Tuyết đương nhiên cũng có ái ngại của cô ta, đem nguồn lực phân tán tới Kim Sơn không phải kết quả Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh muốn thấy. Đương nhiên Hồ Tôn Khánh bí mật nắm cổ phần ở Hải Túc, chỉ cần có được lợi ích lớn, chính thích không phải thứ ông ta quan tâm lắm nữa. Quan trọng là thêm một hạng mục sản nghiệp phần mềm ở Kim Sơn liệu có tăng lợi nhuận trong tương lai không? Không có được câu trả lời rõ ràng từ Lâm Tuyết, Tạ Kiếm Nam tới Tổng bộ Hải Thái bàn bạc với Tạ Ý về việc này. Mặc dù chuyện Tạ Tử Gia góp vốn vào Cao Khoa KV làm nội bộ Tạ Gia có chút vết nứt, nhưng cả gia tộc vẫn giữ được đồng thuận nhất trí ở phương hướng chung. Cẩm Hồ mạnh mẽ như vậy, càng cần gia tộc đoàn kết, đành ngầm chấp nhận việc làm của Tạ Tử Gia. Tạ Ý nghe Tạ Kiếm Nam trình bày xong suy nghĩ một lúc mới nói. Đối với Cát Kiến Đức mà nói đồng thời lập hạng mục ở cả Kim Sơn chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Chẳng qua là cần một cái danh nghĩa nghe lọt tai được mà thôi. Kế hoạch thư kia anh chưa xem, có điều sửa đi một chút, nâng tầm lên, suy tính kéo cả xí nghiệp phần mềm Hong Kong chuyển hướng vào trong nước, em nói xem Cát Kiến Đức có động lòng không? Khó khăn vậy là đã được giải quyết một cách hết sức đơn giản. Tạ Kiếm Nam không thể không thừa nhận Tạ Ý có tầm nhìn vĩ mô cao hơn mình rất nhiều, trong khi hắn và Chu Cẩn Tỷ còn nghĩ kế hoạch này lớn quá mức cần thiết, Tạ Ý còn thấy chưa đủ, nhưng phải nói chủ ý này khiến người ta vỗ bàn khen tuyệt. Tạ Kiếm Nam lập tức kéo Tạ Ý đi tìm Chu Cẩn Tỷ, hắn không muốn thông qua Lâm Tuyết nữa, hy vọng trực tiếp gặp Cát Kiến Đức thảo luận tính khả thi của kế hoạch này. Đem so với những động tác lớn của kiến nghiệp thời gian qua thì kế hoạch lập cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn có được tiếng ủng hộ ít hơn nhiều. Không chỉ làm Chu Cẩn Du ê mặt, còn làm bí thư tỉnh ủy Giang Nam bất an, lúc này cần có ngay một hạng mục lớn ổn định lòng tin tỉnh ủy Giang Nam. Trương Khắc không biết cái thứ kế hoạch dị hóa mà y thông qua Vương Hải Túc tung ra khiến cho bao người chạy đôn chạy đáo, hôm nay trời lại đổ những bông tuyết to như cúc áo, may là Đường Thanh tới được kiến nghiệp trước khi đường cao tốc đóng cửa. Tuy ngoài trời gió rét căm căm, song Đường Thanh ngồi trong xe 3 tiếng rồi, không muốn chui vào trong phòng nữa. Kéo Trương Khắc đi ngắm tuyết rơi bên hồ. Mép nước hồ đã đóng một lớp băng dày, tuyết rơi xuống, nhanh chóng tạo ra một mảng trắng xóa, đây đã là trận tuyết thứ 3 của mùa đông năm nay rồi. Đường Thanh tâm tư thông tuệ, cùng Trương Khắc đi tản bộ bên hồ cũng không cố ý tránh hướng biệt thự nhỏ kia, Trương Khắc nhìn thấy góc nhà lộ ra sau rặng cây thưa thớt, lấy một chiếc MP3 xinh xắn đưa cho Đường Thanh. À, quà năm mới, thiếu chút nữa thì quên. Đường Thanh cười tủm tỉm. Tuy bên cạnh không có người khác, cô vẫn ghé sát vào tai y cắn một cái, nói. Bạn xấu lắm, tới nhìn một cái cũng không được à. Trương Khắc cười ngượng ngùng, người khác luôn cảm thấy hành động của y thần bí khó hiểu, Trương Khắc thì lại cảm thấy trước Đường Thanh mình cứ như đứa bé 3 tuổi, nghĩ gì cũng không qua mắt cô nàng được, tiếp tục cùng Đường Thanh đi về phía trước, vừa đi vừa giúp cô đeo tai nghe. E-player. Đường Thanh đọc cái tên tiếng Anh khắc trên máy, hứng thú hỏi. Đây là cái thứ mà Cẩm Hồ hao tổn tâm chi bao lâu mà chưa thấy bóng dáng đâu phải không? Ừ, nếu tất cả đều thuận lợi nó sẽ được tiêu thụ sớm thôi, tên tiêu chuẩn của nó là máy phát nhạc số, e-player là tên tiếng Anh đăng ký cho nó. Trời lạnh buốt ra buốt thịt, Trương Khắc để Đường Thanh đút tay trong túi áo giữ ấm, y điều khiển máy giúp cô. Bạn chăm chú nghe là được rồi, mình đặc biệt chọn những ca khúc bạn thích đấy. Sau này bạn thích nghe bài gì cứ vào mạng tải thẳng xuống là được. Chiếc máy này đặc biệt bỏ những hạn chế phần mềm rồi. Bỏ hạn chế phần mềm là sao? Đường Thanh không hiểu.
Đề phòng ca khúc tải xuống thông qua ePlayer truyền bá cho máy khác, bảo hộ bản quyền số của Nhật Hàn và Âu Mỹ vô cùng nghiêm ngặt. Cẩm Hồ phải tuân theo quy tắc cuộc chơi của họ, nếu không bị họ đá đít khỏi cuộc chơi. Trương Khắc dịu dàng ôm lấy Đường Thanh từ đằng sau, một cái tai nghe cho vào tai cô, một cái cho vào tai mình, giải thích. Đương nhiên còn một số hạn chế khác, như ca khúc mua trên mạng chỉ được phát ở máy do Cẩm Hồ cấp quyền sản xuất, v.v. Nói chung là điều kiện đau đầu, nói ra chẳng còn hứng nghe nhạc nữa. Điều kiện quá hà khắc. Ngài Mặc túm tóc, cau mày lớn tiếng oán trách Trần Tín Sinh. Khắc thiếu gia đối đãi với bạn bè chân thành như vậy đó hà. Tôi hoài nghi cậu ta không có dũng khí đặt văn bản này trước mặt tôi nên mới giao anh làm thay. Trần Tín Sinh chẳng để ý tới phản ứng mang tính chất diễn kịch của Ngài Mặc. Tôi vừa nhận được tin Khắc thiếu gia đưa bạn gái ra hồ tản bộ, so ra thì công việc của tôi đúng là chuyện khổ sai. Điều này buổi sáng tôi đã than vãn với cậu ấy rồi. Đấm vào cái gối mềm của Trần Tín Sinh, Ngài Mặc hết cách, đi tới trước cửa sổ, nhìn bông hoa tuyết phất phơ rơi xuống, đất trời bao phủ bởi một màu trắng xóa, đứng ở tầng cao của khách sạn Hilton có thể nhìn thấy Yến Quy Hồ, nhưng thời tiết thế này tầm nhìn rất hữu hạn. Thời tiết quái quỷ này mà còn cùng bạn gái đi dạo bên hồ cũng sướng hơn đàm phán với đối thủ giảo hoạt tham lam, Ngài Mặc nghĩ như thế. Trong lòng Ngài Mặc lúc này, Trương Khắc, Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành đều là kẻ giảo hoạt tham lam hết rồi. Những điều kiện khác mặc dù làm người ta nhìn rất tức giận, nhưng vì sao kiên trì đem phần cứng chúng tôi tiêu thụ trói buộc vào trang web âm nhạc của các vị? Đây là yêu cầu vô lý, tôi không ngờ luôn coi những kẻ hà khắc như thế này là bạn bè. Người ngồi đây đâu phải dễ bị ngôn ngữ làm dao động, Trần Tín Sinh trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa, Tiêu Tấn Thành không nhịn được vặn mình một cái, giải thích. Ở Bắc Mỹ do hạn chế bản quyền nghiêm ngặt, nguồn cung cấp âm nhạc trực tuyến hữu hạn, cho nên chúng tôi mới bỏ ra tinh lực và quyết tâm cực lớn làm trang web âm nhạc. Tất cả chỉ vì thúc đẩy tiêu thụ cả phần cứng và phần mềm, chúng tôi không hề có ý đồ mưu lợi ở trang web âm nhạc. Lần mua lại mở trang web âm nhạc này chúng tôi đã mua bản quyền số hóa từ Sony và Warner Bros, trong thời gian ngắn sẽ quảng cáo tới Bắc Mỹ, sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch tiêu thụ máy của các vị ở Bắc Mỹ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ tải nhạc của mình. Ngài Mặc lắc đầu. Tôi không phủ nhận CQ có thể làm xuất sắc hơn chúng tôi. Trần Tín Sinh từ tốn nói. Quan trọng là thời gian, chúng tôi không thể trì hoãn tới khi CQ chuẩn bị thỏa đáng, các vị có chắc chắn làm xong tất cả trong nửa năm thậm chí ít hơn không? Trang web của các vị có thể là lựa chọn thay thế thời gian đầu, nhưng không nên bài xích chúng tôi có lựa chọn của mình. Ngài Mặc dứt khoát nói. Chỉ là lựa chọn tính chất thay thế vậy vì sao muốn chúng tôi đưa cả cửa hàng âm nhạc trên mạng tới Bắc Mỹ vì CQ? Chi phí ban đầu của nó cực lớn, nếu CQ đồng ý trả chúng tôi 4% quyền cấp phép, đồng thời bồi thường chi phí quảng bá ở Bắc Mỹ thì chúng tôi sẽ suy nghĩ. Tiêu Tấn Thành nghiêm túc nói. Đương nhiên như thế đàm phán tương quan sẽ càng trở nên phức tạp, phía chúng tôi không vấn đề gì, dù sao doanh nghiệp Bắc Mỹ chúng tôi có thể cấp quyền không chỉ có mỗi CQ. Chúng tôi ưu tiên đàm phán với CQ trước là xét tới thời gian hợp tác vui vẻ trước đây. Trong những cuộc đàm phán thế này chưa bao giờ CQ chiếm ưu thế, Cẩm Hồ chuẩn bị đầy đủ lại là phía đề xuất điều kiện, thời gian eo hẹp. Sau khi CQ được cấp quyền còn phải tổ chức sản xuất, tiêu thụ, thời gian rất eo hẹp. Ngài Mặc cảm thấy đau đầu, không đau thường mà muốn nổ tung, ông ta hiểu dã tâm của Cẩm Hồ. Một khi CQ chấp nhận trói buộc phần cứng với cửa hàng âm nhạc của Cẩm Hồ, thứ nhất CQ không thể lợi dụng cửa hàng âm nhạc để hạn chế kẻ cạnh tranh khác được Cẩm Hồ cấp quyền. Loại mô hình trói buộc này chính là tuyên truyền cho Cẩm Hồ tại Bắc Mỹ, cho dù Cẩm Hồ không vội khai thác thị trường Bắc Mỹ thì chỉ cần còn cửa hàng này nắm trong tay Cẩm Hồ sẽ luôn được mở rộng cửa tiến vào. Chương 754, DMP. Cẩm Hồ không đủ to để có tư cách đề xuất điều kiện hà khắc này với cự đầu trong ngành, nhưng với CQ vừa tiến vào thị trường sản phẩm cả kênh tiêu thụ lẫn kinh nghiệm thị trường đều rất yếu, đối với Cẩm Hồ mà nói không phải phải là đối tác tốt nhất, Cẩm Hồ tìm CQ trước không phải là vì 3 năm hợp tác vui vẻ chút đó mà là vì CQ có khả năng đồng ý điều kiện hà khắc của bọn họ nhất. Ngài Mặc cảm thấy lúc vừa tới kiến nghiệp đã lộ ra CQ muốn tiến vào thị trường sản phẩm có chút sai lầm rồi. Tô Tân Đông, Đinh Hòe đàm phán với Ti nhẹ nhàng hơn nhiều. MP3 vốn dùng kỹ thuật vi xử lý của Ti phối hợp kỹ thuật giải mã âm tần của Cẩm Hồ khung cơ bản. Tiêu điểm đàm phán chỉ là phân phối lợi ích công ty liên doanh ra sao. Trương Khắc không hề muốn chiếm quá nhiều lợi ích từ Ti,
thậm chí chủ động nhường ra một phần lợi ích, không có ti, Cẩm Hồ không có khả năng độc lập có được kỹ thuật, chỉ cần công ty liên doanh cùng trung tâm nghiên cứu ở kiến nghiệp là có thể được ti phải nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Quá trình đàm phán hai bên vui vẻ, chỉ cần đợi tổng bộ ti xác nhận. Cẩm Hồ đạt thành hiệp nghị với ti, C, Q càng trở nên bị động. Được Trương Khác kéo tới hộp đêm phố Tân Thị uống rượu, Ngải Mặc vẫn mặt mày ủ rũ, không còn cả hứng thú chơi trò dụ dỗ các cô gái, các cô gái trong hộp đêm không cần phải dụ dỗ. Ngải Mặc biết C, Q đã bị ép vào một cái góc không thể xoay mình được rồi. Cẩm Hồ và ti đạt thành hiệp nghị, tức là dây chuyền sản xuất quy mô đã chuẩn đầy đủ, không cần một tuần chip xử lý ở Dallas sẽ tới được Hải Châu. Những linh phụ kiện khác đã chuẩn bị từ trước, đại khái chẳng cần tới một tiếng lắp ráp chiếc e-player đầu tiên có thể phát ra tiếng nhạc du dương rồi, tối đa chưa tới một tuần e-player sẽ xuất hiện ở thị trường Nhật Bản. Thậm chí không cần một chiếc e-player nào xuất hiện, chỉ cần Cẩm Hồ và ti phối hợp tuyên bố đưa ra sản phẩm mới, sẽ có vô số doanh nghiệp tới tìm hợp tác. Vì mau chóng thu được lợi nhuận từ phần cứng, ti cũng muốn Cẩm Hồ đưa ra sản phẩm, như thế nếu Cẩm Hồ không quá tham lam, ti thậm chí lợi dụng ảnh hưởng của mình trong nghề hiệp trợ Cẩm Hồ phổ biến sản phẩm mới. Sau khi Cẩm Hồ đạt thành hiệp nghị với ti, C, Q phải đàm phán với một Cẩm Hồ có ti chống lưng đằng sau. Căn bản là không có đường lựa chọn. Ngải Mặc cảm thấy ly rượu trong tay hơi đắng, hỏi Trương Khác. Có phải rượu giả không, cảm thấy vị không đúng. Trương Khác nhấp một ngụm, chép chép miệng, có gì không ổn đâu, với lại y cũng chẳng có nghiên cứu gì rượu Tây, quay sang hỏi Diệp Kiến Bân. Anh thấy có gì khác thường không? Chắc là do lão Ngải đắng miệng rồi. Diệp Kiến Bân vô tâm chọc vào nỗi đau của Ngải Mặc. Bao giờ Cẩm Hồ và ti công bố sản phẩm mới? Trong tay hắn còn có một chiếc e-player, hiện Cẩm Hồ đã chính thức khởi đầu kế hoạch tuyên truyền thị trường, máy mẫu trở nên rất hiếm, muốn có thể phải đợi sản xuất dây chuyền. Ở trong nước tuyên bố tin tức ảnh hưởng tương đối yếu, chắc sẽ chọn bừa một ngày rồi tổ chức họp báo. Thời gian cụ thể cũng chẳng biết đám Trần Tín Sinh đã quyết định chưa. Trương Khác thuận miệng nói. Điều kiện cầu đưa ra đã vượt quá phạm vi quyền lực công ty cấp cho tôi. Ngải Mặc oán thán Trương Khác không nể tình nghĩa. Phải xem phía công ty quyết định ra sao, đám đó trước giờ làm ăn rất lề mề. Trương Khác cười thoải mái. Không vội, thời kỳ đầu thị trường rất nhỏ, sản lượng Cẩm Hồ lại lớn, có thể lấy một phần hỗ trợ. Như thế C, Q có thêm nhiều thời gian chuẩn bị sản xuất. Đấy, phía chúng tôi chu đáo thế còn gì. Ngải Mặc chỉ còn biết cười khổ, chơi trò tình cảm với Trương Khác là vô ích, mình tới kiến nghiệp chẳng được việc gì, chỉ khiến đám rảnh rỗi ở công ty xem thường. Diệp Kiến Bân không để ý tới dáng vẻ đau khổ của Ngải Mặc, hỏi Cẩm Hồ. Cẩm Hồ định vị thị trường cho e-player thế nào? Tải ca khúc trên mạng, đưa từ máy vi tính vào e-player mang theo bên mình. Thong thả bước đi trên phố nghe nhạc, chẳng lẽ anh không thấy nó sẽ thành phong cách đi giàu xã hội sao? Trước Khác đáp, chỉ cần nắm chúng cách thức tiêu thụ và định vị đúng thị trường, công việc cụ thể Trương Khác không hỏi kỹ, nếu không nuôi cả đám tinh anh làm gì? Diệp Kiến Bân gật đầu. Tiếc là phổ biến e-player phụ thuộc sự phổ cập mạng Internet, không biết tới bao giờ mới thành trào lưu trong nước. Chắc là tầm 3-4 năm. Ngày 6 tháng 1 năm 1998. Cẩm Hồ và ti mở cuộc họp báo về sản phẩm DMP, Digital Music Player, hôm đó cách ngày Del Fessy và Ngải Mặc tới kiến nghiệp 10 ngày. Một ngày trước đó C, Q cũng bị ép chấp nhận tất cả các điều kiện của Cẩm Hồ. Ngải Mặc đại biểu ký hiệp nghị hợp tác, có đường quyền sản xuất, tiêu thụ DMP ở Bắc Mỹ. Cẩm Hồ và ti liên hợp thành lập công ty mới tiếp tục nghiên cứu đưa DMP ra toàn cầu, C, Q là một trong số đối tác. Bốn phóng viên canh ở khách sạn Hilton đợi tin tức mới của Cẩm Hồ rất nhiều. Cuộc họp báo này Cẩm Hồ không chuẩn bị gì đặc biệt, làm phóng viên nghĩ rằng là cuộc họp báo thường lệ sau khi kết thúc một ngày đàm phán, người phụ trách tin tức ba công ty đem giấy chuẩn bị sẵn đọc xong chẳng ở lại nghe phóng viên đặt câu hỏi đã rời đi. Đã 10 ngày rồi, tin tức ba công ty đưa ra rất hữu hạn, giới truyền thông đối với cái gọi là DMP không rõ ràng lắm. Truyền thông trong nước càng chờ đợi ti đưa ra thiện chí với hạng mục tinh viên. Trước đó tin tức từ khu cao tân tiết lộ ra BQT của Trung Tinh Vi Tâm đã tiếp xúc với đoàn người Del Fessy, ai cũng nghĩ rằng đây mới là trọng điểm của cuộc đàm phán lần này. Nên ai cũng nghĩ cuộc đàm phán sẽ còn kéo dài. Cho tới tận khi nhân viên Cẩm Hồ ở cuộc họp báo nói ngày mai Del Fessy và Ngải Mặc sẽ trở về nước, các phóng viên mới ý thức được nội dung cuộc họp báo hôm nay là thành quả trọng yếu nhất của cuộc đàm phán lần này.
đợi tới lúc phóng viên nhớ ra hỏi DMP thì đại biểu ba phía tham gia đàm phán đã rời khách sạn Hilton rồi, lúc này phóng viên mới nghiêm túc thảo luận DMP là cái gì. Rất nhiều phóng viên còn chẳng hiểu DMP là viết tắt của cái gì thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa của nó. Khi ánh tịch dương sát núi Hợp Hoan thì có 4 chiếc xe thương vụ núi đuôi nhau đi vào chung cư thanh niên, bảo vệ hôm nay được tăng thêm vài người để phòng phóng viên nhạy bén trà trộn vào. Trương Khắc quyết định mở tiệc ở nhà mời Del Fessy và Ngải Mặc trước khi bọn họ về nước. Nhìn mấy chiếc xe đi vào đường thanh ít nhiều có chút bất an, thấy Trương Khắc đang ngoẹo đầu suy nghĩ, hỏi. Đang nghĩ gì mà cười thô bỉ thế? Hả, thô bỉ lắm à? Có nghĩ gì đâu, bảo bạn đoán một câu đố thôi. Trương Khắc ôm lấy eo đường thanh. Đoán cái gì? Đường thanh tròn mắt. Trắng trơn tròn vểnh căng mềm mịn, bạn nói những từ này hình dung cái gì? Háo sắc. Đường thanh đỏ mắt, thấy tay y còn lần xuống mông mình, hung dữ nhéo y một cái đau điếng. Đầu óc toàn là cái thứ xấu xa, không được, mình ở cùng bạn sẽ trở nên không thuần khiết mất. Bạn vốn đã không thuần khiết rồi, nghĩ đi đâu thế? Mình nói tới bánh trôi mà. Trương Khắc cười ha hả. Đường thanh bị trêu ghẹo không chịu, nhất định phải nhéo Trương Khắc, y né trái né phải, thiếu chút nữa ngã xuống ghế sofa, giải thích. Mình đang nghĩ tối nay chuẩn bị thêm vài món ăn đặc sắc của Trung Quốc, đang tưởng tượng bộ dạng Del Fessy và Ngải Mặc cầm đũa gắp bánh trôi trơn tuột nó ra làm sao. Triệu Bằng chạy lên báo Trần Tín Sinh đã đưa đoàn người Del Fessy, Ngải Mặc vào thang máy, đôi tiểu tình nhân mới chịu ngừng trêu đùa, tới phòng khách chuẩn bị đón tiếp. Chương 755, Đại sứ quảng cáo. Giới truyền thông trong nước gãi đầu gãi tai về cái gọi là DMP, nhưng Lý Tại Thù thì biết thứ hắn luôn lo lắng đã thành sự thực rồi. Vì chuyện trung tâm nghiên cứu thời gian qua Lý Tại Thù luôn ở kiến nghiệp, khi nghe được báo cáo, hắn và Kim Nam Dũng đang khảo sát trung tâm. Đây là trung tâm nghiên cứu có quy mô lớn nhất của Samsung ở khu vực Đại Trung Hoa, nhưng không phải để nghiên cứu kỹ thuật hạch tâm, mà là để sản phẩm thích hợp với thị hiếu của người Trung Quốc. Trung tâm tạm thời thuê văn phòng dùng, Samsung sẽ không vì chuyện xây dựng mà trì hoãn bước tiến. Cơn bão tài chính trông có vẻ như đã lắng xuống. Nhưng xí nghiệp thực sự nằm trong tâm bão thì biết rắc rối còn lâu mới hết, mây đen vẫn bao phủ cả bầu trời. Vì ứng phó với khả năng nguy cơ còn thêm dữ dội, Samsung đã đem nghiệp vụ hóa công nghiệp bán đi, làm hệ thống khổng lồ trở nên tinh gọn, như thế mới có thể quyết đoán bỏ ra $50 triệu đầu tư trung tâm nghiên cứu ở kiến nghiệp. Cao tầng Samsung hiểu, thời đại kỹ thuật số sắp tới rồi, các nghiệp vụ phụ khác có bỏ đi cũng không đáng tiếc, nếu bỏ lỡ thời đại kỹ thuật số mới là chuyện hối không kịp. Còn cả thị trường Trung Quốc, nếu lúc này không nhìn thấy tiềm lực của nó, chỉ có thể nói kẻ đó không có nhãn quang chiến lược. Trước khi tới Trung Quốc, Lý Tại Thù mang một lòng tin mãnh liệt, tới nơi vài ba tháng rồi hắn mới hiểu con đường không hề bằng phẳng. Phía Đông Yến Quy Hồ còn có những cánh đồng lớn với vết tàn tuyết, lúa mạch khô gầy, tựa hồ đang cắn răng chống chọi lại cái lạnh đợi mùa xuân tới, đáng tiếc nó không đợi được cái ngày đó nữa, tòa nhà trung tâm nghiên cứu của Samsung sẽ xây dựng trên mảnh đất này. Đứng trên đồng ruộng, cổ Lý Tại Thù còn quấn chiếc khăn, mũi miệng cũng che kín trong đó, lưng quay về hướng gió, mày nhíu lại. Tin tức hắn vừa được nghe không dễ chịu một chút nào, trong lòng cứ như nhét cái gì đó làm hắn rất khó thở, đáng hận là Cẩm Hồ và Ti chỉ vội vàng công bố tin tức, không đưa ra sản phẩm, không thể nghiên cứu kỹ DMP của Cẩm Hồ rốt cuộc dùng những kỹ thuật gì. Giọng Kim Nam Dung cũng quàng khăn kín mít, giọng khàn khàn. Việc phổ biến DMP hạn chế bởi máy tính, mặc dù tạm thời không thể khai thác thị trường Trung Quốc, nhưng lại cho Cẩm Hồ cơ hội tiến vào thị trường nước ngoài. Nhìn hành động của ba phía đó, tựa hồ bọn họ muốn lợi dụng kỹ thuật này để chiếm lấy lợi ích lớn nhất. Cẩm Hồ không thể đi đầu một lĩnh vực mà bay cao được, cho dù bọn chúng có nắm được kỹ thuật này cũng không thể cản trở các doanh nghiệp khác tiến vào thị trường DMP, Samsung cũng phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Lý Tại Thù vẫn mạnh miệng nói. Kim Nam Dũng nhìn Lý Tại Thù, thấy trong mắt hắn ẩn chứa lo lắng, chắn hắn cũng phải hiểu, một khi Cẩm Hồ thừa thế quật khởi, như vậy sẽ thành uy hiếp trực tiếp nhất mà Samsung phải đối diện trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Bất kể nói gì thì chúng ta cũng phải làm tốt công tác của bản thân, để sản phẩm của Samsung phủ khắp thị trường Trung Quốc. Nếu không phải chú hắn vì bê bối thuế từ bỏ mọi chức vụ hành chính trong tập đoàn làm gia tộc của y khống chế tập đoàn yếu đi thì hắn đã kiến nghị tập đoàn toàn diện áp chế Cẩm Hồ. Hiện chỉ có thể áp chế không gian sinh tồn của Cẩm Hồ trong nước mà thôi. Trương Khắc tổ chức tiệc rượu ở nhà, chưa đại biểu đàm phán ba bên, còn mời Liễu Chí Thành, Diệp Kiến Bân.
Tuy Thiệu Chí Cương và chú y cũng ở kiến nghiệp nhưng không có nghiệp vụ liên quan nên không làm phiền. Trương Khác cũng sợ quá đông thành loạn, mặc dù phòng hắn rộng, nhưng dẫu sao không phải trang viên biệt thự, hơn 20 người cùng vào, vẫn trở nên chật chội. Sau bữa tiệc mọi người tụm năm tụm ba trò chuyện, trong khu vườn trên không Trương Khác và Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành ngồi bên lò lửa nói chuyện, Đường Thanh như con chim nhỏ ngồi ngoan ngoãn bên Trương Khác, vừa chăm chú nghe bọn họ nói chuyện. Nghe Trần Tín Sinh giới thiệu quá trình đàm phán 10 ngày qua, Liễu Chí Thành tự hào nói. Đây có thể nói là một trong số ít kỹ thuật sản phẩm điện tử trong nước có thể dẫn đầu rồi. Trương Khác bình thản nói. Cẩm Hồ có thể dựa vào ePlayer quật khởi ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng hay không còn phải nỗ lực nhiều lắm. Kế hoạch tiêu thụ ePlayer ở Nhật Bản đã được tiêu thụ chưa? Mặc dù trước khi ePlay chính thức đưa ra thị trường là cơ mật được gìn giữ nghiêm ngặt, nhưng Liễu Chí Thành là người ngoài có tư cách biết kế hoạch. Trương Khác gọi Tiêu Tấn Thành đang đứng cùng Trần Tuấn Huy người phụ trách công ty Nhật Bản tới. Chuyện này nên hỏi Tấn Thành. Mời đại sứ quảng cáo ở Nhật Bản chẳng phải là sở thích cá nhân của Khác thiếu gia sao? Tiêu Tấn Thành cười. Trương Khác thản nhiên nói. Minh tinh Nhật Bản tôi nhìn chúng không nhiều lắm, chẳng lẽ phải ủy khuất mình ở phương diện này sao? Đại sứ ePlayer ở Nhật Bản là ai vậy? Liễu Chí Thành hứng thú hỏi. Mộc Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử. Trần Tuấn Huy trả lời thay. Không chỉ ở Nhật Bản còn là đại sứ của toàn bộ khu vực châu Á. Takuya Kimura và Takako Masu. A, là nhân vật chính của bộ phim Love Generation. Ồ, ngài Liễu cũng thích xem phim TH Nhật Bản à? Trần Tuấn Huy khi làm việc ở Sony đã biết sức ảnh hưởng của Liễu Chí Thành trong nghề. Tôi đâu có thời gian xem mấy cái đó. Chẳng qua con bé nhà tôi mê lắm, lần trước gọi điện về nó còn giới thiệu cho tôi, để có đề tài nói chuyện với nó, tôi phải lên mạng tìm kiếm báo chí có liên quan tới bộ phim này, đúng là người cha đáng thương. Liễu Chí Thành giang tay ra làm bộ mặt đau khổ làm mọi người cười lớn. Lựa chọn này không tệ, bộ phim đó rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong đó. Trương Khác gật đầu. Đó là những mục tiêu chủ yếu ở châu Á, đương nhiên trọng điểm vẫn là Nhật Bản. Ở châu Á thì Nhật Bản có sức mua cao nhất, lại có nhân khẩu gấp đôi tổng dân số các nơi trên cộng lại. Tiêu Tấn Thành nói vào. Có điều chi phí không phải là nhỏ. Chi phí đại sứ quảng cáo chỉ là chuyện nhỏ, mọi người cùng biết đấy, ở Nhật Bản, sản phẩm Trung Quốc đồng nghĩa với hàng chất lượng kém, không phải chỉ bỏ tiền ra là có thể mời minh tinh của họ làm đại sứ của chúng ta đâu, một số người còn suy nghĩ tới sản phẩm quảng cáo chất lượng thấp có ảnh hưởng tới hình tượng của bọn họ không. Chứ không giống như trong nước, các minh tinh cứ có quảng cáo là nhận, ngay cả lời lừa đảo như Hồng Đào Quy, chị Bách Bệch cũng dám nói. Trương Khác cứ có cơ hội là châm chích hiện tượng xấu trong nước vài câu. Nên đây là nhiệm vụ nặng nề mà lâu dài, Cẩm Hồ còn phải gánh cả trách nhiệm thay đổi hình tượng sản phẩm Trung Quốc trong mắt quốc tế. Trọng trách này không phải nhẹ. Trần Tín Sinh cảm khái. Đường Thanh quay đầu sang hỏi. Hôm qua bạn cùng Minh xem kỳ nghỉ dài, sao còn oán trách sao không cho Mộc Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử cuối cùng đến với nhau mà? À, Trương Khác đảo mắt một vòng, giả ngốc hỏi lại. Mình có nói thế à? Trương Khác vừa rồi nói những lời kích động sĩ khí nhưng bị Đường Thanh làm bộ vô ý bóc trần, Tiêu Tấn Thành nhún vai. Tôi biết ngay Khác thiếu gia chọn người theo sở thích cá nhân mà. Vì thúc đẩy sản nghiệp phần mềm, cũng trong ngày hôm đó Cát Kiến Đức từ Bắc Kinh tới kiến nghiệp, đích thân thúc đẩy tiến triển chuẩn bị hạng mục này. Trước đó Chu Cẩn Du thông qua danh nghĩa thành ủy Kim Sơn đề xuất ý tưởng liên hiệp với kiến nghiệp lập giải sản nghiệp phần mềm mới tiểu tổ lãnh đạo sản nghiệp thông tin ủy ban kế hoạch quốc gia. Cát Kiến đứng tới nơi, Tạ Kiếm Nam liền cùng Tạ Hán Minh tới gặp. Tựa hồ tập đoàn chính thái do Tạ Hán Tĩnh đại biểu mới thực sự là người xây dựng cơ sở công nghiệp điện tử Kim Sơn, thực tế chính thái và Gia Tín chỉ cung cấp nguồn lực tương ứng, còn nhân vật lập kế hoạch thực sự đằng sau là cha con Tạ Hán Minh, Tạ Kiếm Nam. Vì che tai trộm chuông, cha con Tạ Kiếm Nam mặc dù vất vả bôn ba vì chuyện này, nhưng đều đứng đằng sau thúc đẩy, bề ngoài bọn họ phải phân rõ giới hạn sự vụ ở Kim Sơn. Chương 756, gian lận thi cử. Xe đi tới đường rẽ vào ngõ học phủ, Tạ Hán Tĩnh muốn vào thăm con gái, nên không đi cùng cha con Tạ Kiếm Nam tìm Chu Cẩn Tì, bảo xe tiếp tục đi về phía Bắc. 12 tòa nhà của chung cư thanh niên chia làm 3 tiểu khu độc lập, căn hộ Trương Khác để lại cho Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia nắm đối diện với cổng chính của Học viện Âm nhạc. Vào ngõ, Tạ Hán Tĩnh xuống xe, ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của tòa nhà số 6 chung cư thanh niên.
nơi đó đèn sáng trưng, bóng người qua lại, nghe nói đại biểu đàm phán Cẩm Hồ, Ti và C.Q sau cuộc họp báo ở khách sạn Hilton liền không thấy đâu nữa, chắc là tới đây tổ chức tiệc mừng công rồi. Tạ Hán Tĩnh nhớ lại lần đầu tiên gặp Trương Khác là lúc Chính Thái còn nắm 30% cổ phần của Cẩm Hồ. Chuyện cũ không truy cứu, hiện giờ phải kiên trì nguyên tắc, kinh doanh là kinh doanh, không nên đem ân oán lằng nhằng vào kinh doanh, Tạ Hán Tĩnh nghĩ thế, do dự không biết có nên gặp mặt Trương Khác hay không. Cuối cùng từ bỏ suy nghĩ này, mâu thuẫn nội bộ Tạ gia không thể chịu được kích thích lớn, Tạ Hán Tĩnh không muốn tập đoàn Chính Thái được ông bỏ tâm huyết cả đời rơi vào cảnh chia năm xẻ ba. Hả, ba nói tối về Huệ Sơn mà, sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Gõ cửa nửa ngày trời mới đợi được con gái cưng mở cửa, không ngờ nhận lấy một câu hỏi lãnh đạm như thế, Tạ Hán Tĩnh chỉ biết thở dài. Trước khi về vẫn kịp thăm con gái bảo bối chứ. Thấy con gái trông hết sức nhếch nhác, đầu tóc rối bù, còn cắm hai cái bút chì, trong phòng bừa bộn, rác đã tràn ra khỏi thùng rồi, trên bàn toàn là vỏ đồ ăn nhanh, cau mày nói. Con không biết chiếu cố bản thân thì phải mời người hoặc nhờ chị dâu con mỗi tuần một hai lần tới dọn dẹp chứ, thế này làm sao mà ở được. Nữ nhân của Tạ Ý thì miễn đi, nhờ cô ta tới lại nghe cô ta lên mặt cằn nhằn. Giúp việc mời rồi, nhưng không vừa ý nên đuổi, con thấy rất ổn, mấy thứ rán chuột con chẳng sợ. Tạ Tử Gia bĩu môi, rất khó chịu vì vừa gặp mặt đã bị trách mắng. Không biết phòng con có rán chuột thì vườn sồi có thu lại phòng không đây? Coi là thú nuôi không được à? Bọn họ quản được con nuôi chó hay là nuôi chuột sao? Tạ Tử Gia vẫn cái giọng rất lạnh nhạt. Tạ Hán Tĩnh lắc đầu ngán ngẩm, phất tay bảo con gái làm gì thì làm nấy, sắn tay ao lên chuẩn bị dọn dẹp phòng. Ai có thể ngờ được chủ tịch tập đoàn Chính Thái sát phạt quyết đoán, chỉ cần có chút cơ hội là đả kích đối thủ cạnh tranh không chút thương xót lại có thể đeo tạp dề quỳ xuống đất lau nhà cho con gái. Tạ Tử Gia lại chẳng hề cảm kích, hồ nghi nói. Ba, đây là tự ba khóc lóc đòi quét dọn đấy nhé, con không đồng ý điều kiện gì của ba đâu đấy. Nói thực con cũng chịu hết nổi rồi. Nhưng mai phải thi, tới giờ mới ôn tập được 1/3, lại còn cả đống việc của công ty. Chế độ thi cử trong nước dành cho những con sâu chăm chỉ, chứ không phải dành cho thiên tài, nên Tạ Tử Gia cũng phải học vất vả. 20 ngày nữa là Tết, trường nên cho nghỉ phép rồi mới đúng. Tạ Hán Tĩnh một tay chống sàn, tay cầm rẻ lau nói. Tên đó chắc cũng sẽ nghiêm túc tới lớp làm bài thi chứ. Tên đó à? Tạ Tử Gia nhớ lại cái bộ mặt lười nhắc kia. Buổi sáng con thấy y vào phòng thi bên cạnh, lúc đi ra còn nghe y khoác lác với Đỗ Phi thị lực tốt, đủ biết y nghiêm túc thế nào. Tạ Hán Tĩnh không hiểu vì sao Trương Khắc kiên trì học đại học để cuối kỳ gian lận qua cuộc thi. Nếu thế học còn có ý nghĩa gì nữa? Hôm sau khi đeo phét si, ngài mặc ngồi máy bay rời kiến nghiệp thì Trương Khắc cũng đi thi cuối kỳ. Vừa từ ngoài trời vào, thấy trong lớp mọi người ngồi rời rạc, nhiệt độ chẳng khá hơn ngoài kia bao nhiêu. Chống tay nói chuyện với Đỗ Phi cách đó mấy bàn. Chẳng biết tên nào thất đức nhất định môn cuối xếp chỗ theo thẻ sinh viên, tách Y và Đỗ Phi ra, làm thị lực Trương Khác có tốt đến mấy cũng chẳng nhìn được bài thi của Đỗ Phi. Trương Khác lúc này mới phát hiện ra trong lớp trừ Thẩm Tiêu, Lục Thiên Hữu thì chẳng ai biết Y cả, muốn nhờ chuyển đáp án từ chỗ Đỗ Phi sang không dễ chút nào. Trương Khác, thi xong cậu và Đỗ Phi còn ở lại trường vài ngày phải không? Còn vài phút nữa mới thi. Lục Thiên Hữu ngồi bàn phía trước hỏi. Đợi các trường sơ cao trung kiến nghiệp cho nghỉ là lập tức khởi động kế hoạch trường bồi dưỡng Internet rồi, Đỗ Phi ngay cả Tết có về Hải Châu không chưa biết. Trường khác thì cùng Đường Thanh tới Tân Vu vài ngày, sau đó bay sang Nhật Bản, đó là bước đầu tiên Cẩm Hồ tiến ra thị trường hải ngoại là bước khó khăn nhất, y không thể ngồi rung đùi đợi tin được. Trường khác không biết Lục Thiên Hữu có chuyện gì, hỏi. Tôi còn tới Tân Vu thăm cha mẹ, Đỗ Phi ở lại trường. Cậu có chuyện gì? Hội sinh viên tổ chức hoạt động xuống nông thôn lấy kinh nghiệm thực tế, tôi thấy cậu nên tham gia một số hoạt động tập thể, lớp chúng ta, tôi đã tiến cử cậu. Lục Thiên Hữu làm mặt nghiêm túc nói. Hiện giờ Lục Văn Phu được Lý Viễn Hồ coi trọng, quan hệ giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ khôi phục tuần trăng mật, Lục Văn Phu không bị kẹp giữa hai bên nữa, mấy ngày trước Trương Khác còn ăn cùng bàn với ông ta, trò chuyện qua loa vài câu. Mặc dù Lục Văn Phu ra giáo rất nghiêm, nhưng Lục Thiên Hữu khó trách khỏi ỷ thân phận, đối xử với người khác với thái độ trịch thượng bề trên. Trương Khác dù chẳng thích hắn cũng chẳng ghét, gãi đầu hỏi. Định đi đâu kiếm kinh nghiệm thực tiễn? Tôi về Tân Vu vài ngày trước, nếu kịp sẽ tới thẳng đó tụ họp. Chúng tôi tới Lâm Trường Hồng Chí quê của Thẩm Tiêu,
ngày kia xuất phát, ở đó 10 ngày. Cho dù trước khi đi Nhật Bản có thể bỏ ra 2 ngày thì Trương Khắc cũng chẳng muốn lãng phí vì cái gọi là đi lấy kinh nghiệm thực tế này, có điều lúc này phải lấy lòng hắn để được chiếu cố ít nhiều khi thi, nên đáp bừa. Vậy xuất phát từ Tân Vu gần hơn nhiều, tôi sẽ cố gắng tới Lâm Trường Hồng chỉ tụ họp với mọi người. Bạn đồng ý tới Lâm Trường à? Thẩm Tiêu ngồi bàn trên nữa nghe thế quay đầu lại. Trong thư ba mình còn nói muốn tiếp tục đánh cờ với bạn. Trương Khắc vỗ vai Lục Thiên Hựu. Tôi có việc nói với Thẩm Tiêu, cậu đổi cho tôi chút. Tuy xếp chỗ theo số thẻ, nhưng giám thị sẽ chẳng đi tra cái này. Lục Thiên Hựu hơi khó chịu, xếp bàn là trách nhiệm của hắn, có điều vẻ mặt tha thiết của Trương Khắc làm hắn khó từ chối, rất miễn cưỡng đổi chỗ cho y. Trương Khắc và Thẩm Tiêu quan hệ khá thân, Thẩm Tiêu lại làm việc ở quán Nét Sáng Vực, ghé tai cô thì thầm khi làm bài để bài thi nhích sang cho y nhìn ké, Thẩm Tiêu không cần suy nghĩ gật đầu ngay. Giám thị là gia giảng viên thanh niên một nam một nữ, nữ khá nghiêm túc, nam chỉ tíu tít lấy lòng nữ. Trương Khắc tự cho rằng mình có nền tảng số học khá được, nhưng thời gian qua bận rộn không đọc sách chút nào, nên nền tảng đó chỉ giúp y đọc hiểu đề, chứ không giải nổi. Thẩm Tiêu là cô gái cực kỳ thông minh lại chăm chỉ, ước chừng tốn nửa tiếng là làm xong, bài thi lộ ra ngoài người, chứ viết to lại ngay ngắn, Trương Khắc chép bài chẳng tốn công chút nào. Đang chép bài say sưa thì một cái tay giật bài thi, Trương Khắc không kịp dừng bút, làm ngòi bút làm rách bài thi, tiếp đó thấy Ngụy Đông Cường đi lên bàn trên lấy bài thi của Thẩm Tiêu. Dám chống lại kỷ luật thi cử. Ngụy Đông Cường nghiêm mặt quát. Cả hai ra ngoài cho tôi. Đây là chuyện vặt. Trương Khắc chẳng bận tâm, Thẩm Tiêu chưa bao giờ gặp chuyện này, sợ hãi thiếu chút nữa bật khóc. Chương 757, phản ứng quá khích. Lúc này ánh mắt của đám bạn trong phòng đều hướng về phía bọn họ, hai giám thị chưa hiểu chuyện gì đi xuống, nước mắt Thẩm Tiêu chỉ sắp chảy ra tới nơi, Trương Khắc cảm thấy đau đầu, không ngờ sắp rời khỏi kiến nghiệp còn gặp loại chuyện phiền toái này, chẳng muốn tranh cãi với hắn trong lớp, khẽ giật áo Thẩm Tiêu, bảo cô theo mình ra ngoài rồi tính. Trong lớp đã có hơi nhốn nháo. Hai giám thị không đi theo, bọn họ phải trấn an học sinh làm bài trước đã, Ngụy Đông Cường không phải là giáo viên được bố trí giám sát thi cử, đột nhiên xông vào lớp bắt gian lận làm bọn họ cảm thấy rất bất ngờ. Thấy Ngụy Đông Cường vừa ra khỏi phòng là đem so sánh hai bài thi, Trương Khắc mới xác định được là tên này cố ý nhắm vào mình rồi, y đâu ngu chép bài y hệt muốn là cãi được ngay xong Trương Khắc không muốn gây ra ảnh hưởng xấu gì cho Thẩm Tiêu, cũng không muốn để lại trong cô ám ảnh tâm lý gì, nên chẳng phủ nhận. Như thế chỉ thành cãi nhau vô ích, nói luôn. Là tôi nhìn trộm bài thi của Thẩm Tiêu, anh nên để cô ấy vào lớp làm bài tiếp. Ngụy Đông Cương chỉ lo Trương Khắc phủ nhận nên mới ra ngoài một cái là đối chiếu chứng cứ ngay để chứng minh, thấy y thản nhiên thừa nhận, chẳng hề sợ hãi khi bắt quả tang, giống như có cái gai đâm vào tim, gằn giọng nói. Tưởng tôi mù mắt à, hai cô cậu phối hợp gian lận, trường học nhiều lần nhấn mạnh kỷ luật thi cử, bắt được kẻ nào đuổi học kẻ đó, tuyệt đối không nhân nhượng. Tôi bắt hai người tới phòng giáo vụ đã, để xem người cha làm phó thị trưởng kia có giúp cậu qua được cái cửa này. Đỗ Phi còn chưa làm xong bài đã nộp vội đi ra, nghe thấy Ngụy Đông Cường phát tác như thằng điên, hận không thể chỉ ngón tay chọc thủng mặt Trương Khắc, lạnh lùng nói. Chủ nhiệm Ngụy, chỗ ngồi xếp theo số thể sinh viên, Lục Thiên Hựu lại đổi vị trí cho Trương Khắc trước khi thi, cũng có hiểm nghi gian lận, có nên bắt cả cậu ta tới phòng giáo vụ không? Lục Văn Phu ở thành phố này có thế lực thông thiên. Ít nhất trong mắt Ngụy Đông Cường là thế, lại là bạn thân của viện trưởng Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường còn chưa ngay thẳng cũng chưa ngốc tới mức bắt cả Lục Thiên Hựu tới phòng giáo vụ, bị Đỗ Phi chạy ra phá đám, càng điên tiết quát. Cậu chạy ra đây làm gì, tôi có gọi cậu ra à? Đỗ Phi chẳng hề ngại chọc giận Ngụy Đông Cường, cười nhạt nói. Nộp bài xong tôi ở lại trong phòng làm gì? Hai đứa chúng mày cùng một bọn, đừng tưởng tao không biết, Trương Khắc và Thẩm Tiêu bị tao bắt tại trận. Mày định bao che chúng nó à? Ngụy Đông Cường càng nói càng mất tư cách giáo viên. Trương Khắc nháy mắt ra hiệu cho Đỗ Phi không nói nữa, hai bọn họ là lợn chết không sợ nước sôi, nhưng cô bé Thẩm Tiêu này thật thà chân chất, năng lực gánh chịu tâm lý kém, bên ngoài này cãi vã ầm ĩ để mọi người đổ ra xem ảnh hưởng không tốt tới Thẩm Tiêu. Đỗ Phi lúc này mới thôi, mấy giáo viên nghe ồn ào chạy tới xem xảy ra chuyện gì, Lục Thiên Hựu nộp bài rời phòng thi. Thấy bắt đầu có người tới Trương Khắc bảo Đỗ Phi đưa Thẩm Tiêu đi trước, Ngụy Đông Cường đưa tay ra định giữ Thẩm Tiêu lại, Trương Khắc chắn trước cô, nói. Là do tôi không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, nếu chủ nhiệm Ngụy cho rằng tôi gian lận thì cứ tính tôi gian lận là được, tôi không phủ nhận gì cả, muốn xử phạt,
muốn đuổi học, tôi đều lấy thái độ thành khẩn tốt đẹp chấp nhận. Không còn chuyện gì khác, tôi đi đây. Nghe Trương Khác nói hời hợt như thế, mắt Ngụy Đông Cường thiếu điều tóe ra lửa, cố kìm chế nói. Cậu nói dễ nghe lắm, thế nào gọi là không nhịn được ngẩng lên nhìn. Kéo Lục Thiên Hữu tới. Cậu ngồi ngay sau lưng chúng nói xem có phải bọn chúng từ đầu tới cuối phối hợp gian lận không. Lục Thiên Hữu không hiểu sao Ngụy Đông Cường lại phản ứng mạnh như thế, chủ nhiệm khóa là phải bảo vệ sinh viên của mình, có chuyện gì giấu đi không được, lại muốn nhất định lôi tới phòng giáo vụ, đuổi học Trương Khác, Thẩm Tiêu. Nếu để Ngụy Đông Cường làm to ra, Lục Thiên Hữu có thể đoán ra chuyện phát triển thế nào, Trương Khác chắc sẽ bị mắng vài câu không đau không ngứa, cuối cùng gặp họa chỉ có cô gái không chỗ dựa như Thẩm Tiêu, khó tưởng tượng nổi Thẩm Tiêu bị đuổi học sẽ tạo ảnh hưởng tồi tệ thế nào cho cuộc đời cô. Phản cảm vì hành động quá khích của Ngụy Đông Cường, cau mày nói. Em không chú ý, hẳn không nghiêm trọng như vậy đâu. Ngụy Đông Cường nghe vậy tức lắm, nhưng không thể tỏ ra bất mãn với Lục Thiên Hữu, chút hết lên đầu Trương Khác. Đừng tưởng chuyện thế là xong, cậu cứ đợi trường học xử phạt nghiêm khắc cả hai đi. Nói với hai giám thị, nói rất đường hoàng chính nghĩa. Trước khi thi tôi đã nhiều lần nhấn mạnh kỷ luật, không ngờ xảy ra chuyện này, bắt được là phải xử nghiêm khắc. Tuyệt đối không nhân nhược, có thể mới cảnh cáo người khác, giữ nghiêm kỷ luật trường thi. Rồi thương lượng đem chuyện này lên phòng giáo vụ. Hai giám thì cầm lấy bài thi xem tên trên đó, đều nghĩ, thì ra là tên này, viết chữ đẹp thật, chắc bình thường đắc tội với Ngụy quân tử rồi. Ngụy Đông Cường lúc nào cũng tỏ ra vẻ đạo mạo thanh cao, nên có người trong trường gọi hắn là quân tử, có điều đem cái, nickname, này phối hợp với cái họ của hắn lại thành ý nghĩa không hay ho lắm. Nếu như Ngụy Đông Cường đã chí công vô tư, giao cho phòng giáo vụ xử lý, lại là học sinh của chính hắn, hai bọn họ chỉ làm theo trình tự, đợi trường học xử lý là được. Trường khác đuổi theo Đỗ Phi và Thẩm Tiêu, thấy Lục Thiên Hữu cũng chạy theo, cười với hắn. Vừa rồi cảm ơn cậu nói giúp. Lục Thiên Hữu lạnh lùng nói. Các cậu muốn làm gì thì làm, đừng có liên lụy tới Thẩm Tiêu. Nhưng nhẹ giọng an ủi Thẩm Tiêu. Chủ nhiệm Ngụy chỉ hơi nghiêm khắc bề ngoài thôi. Thực ra muốn răn đe Trương Khác một chút, không liên quan tới bạn đâu. Thẩm Tiêu tới giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, mặt trắng bệch, tuy không khóc nhưng rất lo. Trương Khác nhếch mép cười, té ra tên này chỉ quan tâm tới mỗi Thẩm Tiêu. Đỗ Phi vặn mình một cái, cười với Trương Khác. Trông có vẻ như Ngụy Đông Cường nhắm vào mày đấy, lạ thật, mày cũng có làm gì không phải với hắn đâu. Ai? Trương Khác thở dài. Cái xã hội này nó thế đấy, chính vì mày không làm gì. Nên khả năng vì thế mà người ta ghét. Nên tìm cách xử lý hậu quả đi. Lục Thiên Hữu quay sang họ, vẫn là giọng điệu bề trên quen thuộc. Khó khăn lắm mới để Ngụy Đông Cường nắm được cơ hội, hắn làm sao chịu buông tha dễ dàng thế. Đỗ Phi dửng dưng nói, trong mắt hắn Ngụy Đông Cường chỉ như con kiến với Trương Khác, kẻ phải lo xử lý hậu quả là chính Ngụy Đông Cường mới đúng. Thẩm Tiêu thì làm sao? Lục Thiên Hữu đương nhiên biết Trương Khác không sợ, dù có bị đuổi học. Năm sau dễ dàng đổi trường khác. Làm thế nào, hay là mày đi thừa nhận với Thôi Quốc Hằng là mày và Thẩm Tiêu yêu nhau, ông ta nể mặt cha mày không dám phạt bạn ấy đâu. Đỗ Phi nói đùa nhưng tính Lục Thiên Hữu lại có chút nghiêm túc thái quá, mặt đỏ lên, chột dạ nhìn Thẩm Tiên rồi nghiêm mặt nói. Hai cậu không biết suy nghĩ cho người khác à, lúc nào rồi mà còn đùa. Trường khác vỗ vai Lục Thiên Hữu. Không có chuyện gì đâu, Ngụy Đông Cường thích làm gì thì làm. Bọn tôi tới sáng vực đây, cậu đi không? Lục Thiên Hữu không muốn đi cùng đám Trương Khác nhưng không yên tâm về Thẩm Tiêu, do dự một lúc cũng theo. Nhận được điện thoại của phòng giáo vụ, Thôi Quốc Hằng đang ở trong văn phòng của mình nói chuyện với Tần Cương chủ nhiệm khóa 95, nghe điện thoại xong, mặt hơi tái đi. Tần Cương không hiểu có chuyện gì mà Thôi Quốc Hằng nghe điện thoại lại biến sắc như thế, nói. Viện trưởng Thôi có việc, vậy lúc khác tôi báo cáo công tác của sáng hiệp. Tần Cương và bí thư đoàn trường Cung Như Xuân đều là giáo viên chỉ đạo sáng hiệp. Chuyện này không liên quan tới anh. Thôi Quốc Hằng giữ hắn lại. Tôi vừa nhận được điện thoại của phòng giáo vụ, Trương Khác trong phòng thi chép bài của một nữ sinh bàn trên, bị Ngụy Đông Cường bắt tại chỗ, đã giao cho phòng giáo vụ. Hắn đúng là ăn no dưỡng mỡ. Chương 758, đau đầu. Tần Cương nghe thế không biết phải nói ra làm sao nữa. Hiệp hội sinh viên sáng nghiệp đang hoạt động rất tốt. Chuyện Học viện Thương mại Quốc tế tổ chức kỳ nghỉ xuống nông thôn lấy kinh nghiệm thực tiến còn do Đỗ Phi thông qua sáng hiệp cung cấp kinh phí, Cung Như Xuân chuẩn bị lấy danh nghĩa đoàn trường khen thưởng,
vừa rồi còn thảo luận xem có nên thưởng cho ba người sáng lập là Đỗ Phi, Trương Khác, Mông Nhạc hay không, nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Tần Cương nghĩ hẳn là đoàn trường đã viết cả tên Trương Khác lên giấy khen rồi cũng nên, toát mồ hôi lạnh, nghĩ phải khẩn cấp gọi điện cho Cung Như Xuân, nếu không vừa khen vừa thưởng công bố một lúc thì mọi người không xuống thang nổi. Thôi Quốc Hằng là người thực sự sợ hãi, nghĩ không ra vì sao bình thường Ngụy Đông Cường rất khôn ngoan, sao lại không hiểu chừng mực như thế. Nghĩ Ngụy Đông Cường nhất định lúc này không chịu ngoan ngoãn ngồi tại văn phòng khóa, Thôi Quốc Hằng tìm kiếm số máy nhắn tin của Ngụy Đông Cường. Một lúc sau có điện thoại gọi tới, Ngụy Đông Cường quên máy nhắn tin trên bàn làm việc, trợ lý chủ nhiệm nhìn thấy trên máy là số của viện trưởng liền gọi điện lại hỏi xảy ra chuyện gì, Thôi Quốc Hằng đành nén giận bảo trợ lý chủ nhiệm kia lập tức đi tìm Ngụy Đông Cường. Hay là tôi đi tìm hiểu tình hình cụ thể ra sao? Tần Cương cẩn thận hỏi. Không cần. Thôi Quốc Hằng lắc đầu. Có phải gian lận hay không không phải quan trọng trong sự kiện này, hai giám thị phòng thi đều đã nói là tình tiết không nghiêm trọng, cảnh cáo miệng là được. Hai bài thi không hoàn toàn giống nhau, mà cho dù tình tiết có thực sự nghiêm trọng như lời hắn nói thì cũng phải thông báo cho viện trước chứ. Tần Cương thấy Thôi Quốc Hằng cũng muốn đem chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, nên không đi tìm hiểu tình hình để giải vây cho Trương Khác nữa, ngồi đợi Ngụy Đông Cường tới. Ở Viện Thương mại Quốc tế, Thôi Quốc Hằng có quyền uy tuyệt đối, chuyện hắn bảo làm là phải làm đến nơi đến chốn. Ngụy Đông Cường rất nhanh mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới. Thôi Quốc Hằng không tới mức chẳng có chút hàm dưỡng nào quát tháo Ngụy Đông Cường ngay, uống một ngụm trà, đặt chén xuống, nói. Tôi vừa nhận được điện thoại phòng giáo vụ, chuyện cụ thể ra sao cậu nói cho tôi biết đi. Dù thế nào mặt vẫn có chút âm trầm. Đừng nói là hình thức xử phạt nghiêm trọng như đuổi học, đình chỉ học tập, thậm chí là cảnh cáo nghiêm trọng, cũng phải thông qua trao đổi với Thôi Quốc Hằng trước mới công bố được. Ngụy Đông Cường không rõ thái độ của Thôi Quốc Hằng, cố gắng đẩy sự việc tới mức nghiêm trọng nhất có thể. Bị tôi bắt tại chỗ, không những không hề có ý tới phòng giáo vụ nghiêm túc kiểm điểm. Còn nghênh ngang rời đi, nửa năm nay, chỉ riêng số lần bỏ học đã đủ đuổi học trực tiếp nó rồi. Sự việc lần này có ảnh hưởng hết sức ác liệt, gây tác động xấu tới học sinh khác và danh tiếng bao năm của trường. Cho nên cậu kiến nghị phòng giáo vụ xử lý đuổi học. Thôi Quốc Hằng đột nhiên vỗ bàn đánh dầm một cái. Ai cho cậu cái quyền kiến nghị phòng giáo vụ đuổi học cả Thẩm Tiêu? Chén trà trên bàn rung rinh, trà bắn tung cả ra. Tần Cương ngồi bên cạnh giật mình, đừng nói là Ngụy Đông Cường hồn siêu phách lạc, mặt xám như cho tàn, không dám lên tiếng giải thích cho chính bản thân. Thôi Quốc Hằng lấy khăn ra, lau trà bắn lên áo, cũng nhân cơ hội này cho lửa giận lắng xuống, đứng lên đi mấy bước trong phòng, rồi đổi sang giọng khuyên nhủ nói. Tuổi trẻ ai chẳng phạm sai lầm. Có câu răn trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người, viện có thể phê bình giáo dục, chứ chẳng lẽ chỉ biết đuổi học cho sướng à, thường ngày tôi chỉ đạo các cậu làm công tác sinh viên ra sao. Đặc biệt là cô bé Thẩm Tiêu kia, thành tích tốt, nhiệt tình với bạn bè, gia cảnh không tốt, nhưng tích cực hướng tới. Cho dù có đúng như cậu nói là phối hợp cho Trương Khác nhìn trộm bài thi, thì cũng là nể tình bạn học mà làm thế thôi, tội có tới mức đuổi học, làm hỏng tương lai hứa hẹn của cô bé đó không? Mà tôi thấy tình hình không nghiêm trọng như cậu nói. Tới đó không kìm được giận, giọng trở nên nghiêm khắc. Tiểu Thẩm, Tiểu Chu phụ trách giám thị, bọn họ mù cả hay sao? Không hiểu cậu nghĩ cái gì nữa. Tần Cương cũng không hiểu Ngụy Đông Cường ngu thật hay giả ngu, một cô bé cả đạo đức lẫn học tập kiêm toàn như Thẩm Tiêu, khả năng chỉ vì nhất thời cả nể bạn bè mà phạm sai lầm nhỏ, cứ thế đuổi học người ta, khả năng hủy cả cuộc đời, nói kẻ xử phạt là ác độc cũng không phải quá. Không biết Ngụy Đông Cường có nghĩ tới chuyện này không? Tần Cương ngồi đó không hề có chút thông cảm nào với Ngụy Đông Cường, mặc hắn bị Thôi Quốc Hằng quát mắng. Ngụy Đông Cường mặt tái me tái mét, hắn không hiểu tại sao Thôi Quốc Hằng phản ứng mạnh như thế, nghiêm khắc như thế. Thôi Quốc Hằng nhìn Ngụy Đông Cường, khuôn mặt này thường ngày rất được lòng hắn, giờ mới thấu bản chất giả dối giấu bên trong, cảm thấy ghét bỏ không chịu nổi. Chuyện này không cần cậu quản nữa, tôi và thầy Tần tới phòng giáo vụ xử lý. Hai ngày nữa là trường nghỉ rồi, cậu làm việc của mình là được. Rồi không muốn nghe thêm hắn nói gì, phất tay đuổi ra khỏi phòng. Quát tháo Ngụy Đông Cường một hồi, xong chuyện đau đầu chưa thế mà xong, dù sao chuyện đã làm ầm lên học sinh, giám thị rồi cả phòng giáo vụ cũng biết, phải ăn nói ra sao đây. Đó là vấn đề Thôi Quốc Hằng rất đau đầu. Nói thực mỗi năm Đại học Đông Hải đều có không ít sinh viên đặc thù, danh sách có trong ngăn kéo Thôi Quốc Hằng, đối với những sinh viên này. Thái độ của nhà trường là hy vọng chúng ít sinh sự trong trường,
chỉ khi nào làm việc gì không thể che đậy nổi mới xử lý. Giống như năm ngoái khoa môi trường có một sinh viên trước ngày tốt nghiệp quá phấn khích ăn chơi, làm cho phòng mình bị lửa thiêu trụi luôn, nhà trường cũng chỉ nghiên cứu rất lâu cuối cùng khai trừ học tịch, khai trừ xong lấy danh nghĩa tuyển sinh đặc biệt cho học nghiên cứu sinh. Nói gì tới chuyện nhìn bài người khác. Xã hội này là thế, Thôi Quốc Hằng còn tưởng Ngụy Đông Cường phải hiểu, không ngờ hắn uống nhầm thuốc ném cho mình một đống giày già. Danh sách sinh viên đặc thù phòng giáo vụ cũng có, Lý Hồng Minh cũng có. Đương nhiên danh sách của Lý Hồng Minh chỉ thưa thớt vài người, cha trường khác chỉ là phó sở chắc chưa được vào danh sách của Lý Hồng Minh. Thôi Quốc Hằng nhớ tới chuyện tháng 10, tranh chấp liên quan tới thành viên gia tộc Lý Hy Kiệt, ngay tổng lãnh sự Hàn Quốc tới cuối cùng cũng phải để ba người Hàn Quốc nhận sai, trường khác gia cảnh liệu có thể đơn giản như trong hồ sơ sao. Chuyện này không dễ xử lý, nếu là gian lận thi cử, xử phạt không thể quá nhẹ, nếu phạt nặng. Một nhân vật lớn nào đó bọn họ không đối phó nổi trực tiếp tìm Lý Hồng Minh thì chẳng phải tự chuốc phiền vào thân hay sao? Thôi Quốc Hằng đau đầu vô cùng. Cậu ta là tên đầu heo, cho dù bị đuổi học cả trăm lần cũng không oan, nhưng Ngụy Đông Cường nhắm vào bạn như thế thật quá đáng. Tiểu Tiêu bạn đừng lo, trường học không vô lý như vậy đâu. Mọi người đều tập trung ở 1978, Đường Thanh kéo Thẩm Tiêu qua một bên an ủi. Này này, mình cũng là người bị hại. Không biết đắc tội họ Ngụy thế nào. Trương Khác ngồi xa xa, kêu oan. Đường Thanh trừng mắt lên. Bạn còn có mặt mũi nói mình là người bị hại à? Tôn Tĩnh Mông đang chuẩn bị nước uống cho mọi người, thấy Trương Khác chơ chẽ nói mình bị hại, cũng lườm y một cái. Đúng là bị đuổi học trăm lần cũng đáng. Đường Thanh là cô bé ngoan không biết dùng quyền lực đặc thù, còn lo lắng bảo lệnh Tiểu Yến. Chị Tiểu Yến. Hay phiền chị tìm chị Lâm Băng nói đỡ với Ngụy Đông Cường. Chương 759, biến hóa vi diệu. Tìm hắn làm gì cho hắn lên mặt, không đi. Đỗ Phi thái độ rất rõ ràng, mặc cho Ngụy Đông Cường muốn làm gì thì làm, cho dù giấy có xử phạt đuổi học có dán ra cũng sẽ khiến Ngụy Đông Cường nuốt vào miệng, hơn nữa lãnh đạo trường đầu óc không mù quáng như họ Ngụy, chí ít cũng phải tìm người đương sự tìm hiểu tình hình. Lệnh Tiểu Yến nhìn Trương Khác không nói gì, cô chỉ lo cho Lâm Băng. Nghĩ hay khuyên Lâm Băng bỏ họ Ngụy đó càng thực tế hơn. Cũng không thể ngồi yên đây không làm gì cả. Lục Thiên Hữu sốt ruột, hắn không rõ tình thế, chỉ lo phòng giáo vụ công bố xử phạt thì không thể vãn hồi được nữa. Tới phòng giáo vụ giải thích đi, không thể để họ nghe lời một phía của chủ nhiệm Ngụy được. Nếu mày thực sự lo Thẩm Tiêu bị khai trừ thì mày nên chủ động tới đó khai nhận trước khi thi mày đổi chỗ cho trường khác để gian lận, chắc chắn trường học không đuổi mày đâu. Đỗ Phi chẳng ưa gì Lục Thiên Hữu, nói thẳng luôn. Các người, Lục Thiên Hữu tức lắm, nhưng không làm gì nổi Đỗ Phi, ấm ức bỏ đi. Lục Thiên Hữu ra ngoài, vẫn lo trường học xử phạt Thẩm Tiêu thì vãn hồi lại không kịp nữa, nhưng đầu óc ù ù không nghĩ ra cách giải quyết, hay là làm như Đỗ Phi nói, không chừng viện trưởng thôi nể quan hệ với cha mình sẽ xử nhẹ Thẩm Tiêu. Song lại lo như thế khiến trong nhà biết bản thân bị ảnh hưởng. Lục Thiên Hữu lòng rối loạn. Đi tới một hàng tạp hóa, do dự mãi quyết định gọi điện cho cha thăm dò rồi mới quyết. Khi điện thoại di động vang lên thì Lục Văn Phu đang báo cáo công tác với Lý Viễn Hồ. Lý Viễn Hồ bảo ông ta nhận điện thoại trước, chỉ đi vài bước tới bên cửa sổ, nghe thấy giọng con trai định bảo hắn đợi lúc nữa gọi lại. Đứa bạn học lần trước con nói với ba buổi sáng thì con đổi chỗ với cậu ta bị bắt vì gian lận, con có thể cũng bị trường xử phạt. Lục Thiên Hữu sợ để lâu trường ra quyết định hỏng việc. Nói vội vàng. Hả, con nói Trương Khác à? Lục Văn Phu giật mình, buột miệng nói ra tên Trương Khác, thấy Lý Viễn Hồ quay mặt nhìn sang, liền nói to hơn cho ông ta nghe. Con nói bạn học tên Trương Khác của con bị trường học coi là gian lận thi cử và bắt rồi. Lục Thiên Hữu không hiểu sao ba mình cố ý nói to tên Trương Khác lên. Vâng, là cậu ta, trước khi thi con đổi chỗ với cậu ấy bị bắt gian lận, con nói trước để ba mẹ mà nghe được thì đừng trách con. Con nói con và Trương Khác đổi chỗ, cậu ta bị coi là gian lận bị bắt. Lục Văn Phu lặp lại một lần nữa, vì chỉ cần là chuyện liên quan tới Trương Khác bất kể là lớn hay nhỏ thì Lý Viễn Hồ đều rất quan tâm. Hình như cậu ấy cũng nhìn trộm bài của một bạn nữ. Lục Thiên Hữu sao hiểu tâm tư của cha, chỉ nói như đã tính toán. Có điều bạn nữ ngồi bàn trước rất oan uổng, trường học định đuổi hai bọn họ. Lục Văn Phu chớp mắt đoán được 8-9 phần sự việc. Trường khác tất nhiên không cần xúi Lục Thiên Hữu gọi điện cho ông ta, còn ông ta cũng ngứa mắt với tác phong hoàn khố của Trương Khác, gọi điện thoại chắc chắn là vì cô bé kia rồi.
Một nhân vật như Trương Khác lại còn để cho cô bé vô tội liên lụy. Con mình quá quan tâm sinh loạn thôi, thầm nghĩ Thiên Hữu lớn rồi, không biết cô bé kia nhân phẩm ra sao, bậc làm cha làm mẹ, tất nhiên suy nghĩ đầu tiên là như thế. Lục Văn Phu chỉ nói. Ba biết rồi, nếu trường thực sự phạt con phải nghiêm túc kiểm điểm, hối cái. Cúp điện thoại, Lục Văn Phu cười khổ. Tỉnh trường, buổi sáng Trương Khác đi thi nhìn trộm bài của bạn học bàn trên, trường học nói sẽ xử lý nghiêm túc. Ha ha, không biết xử lý nghiêm túc thế nào. Ai, chú nhóc này cũng gian lận à? Lý Viễn Hồ phất tay cười. Lục Văn Phu đột nhiên nhận ra nụ cười của Lý Viễn Hồ hết sức thoải mái, hơi ngẩn ra, trước kia nhắc tới tên Trương Khác là ông ta cảm nhận được sự nặng nề trên khuôn mặt vị tỉnh trưởng này. Quan hệ với Cẩm Hồ nhìn bề ngoài có vẻ hòa hoãn rồi, thực chất thần kinh mọi người đều căng như dây đàn, lúc này cười nhẹ nhõm vì biết Trương Khác cũng gian lận sao. Không ngờ Lý Viễn Hồ vì một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn lại buông lỏng đề phòng với ai đó. Lý Viễn Hồ nhẹ nhõm, Lục Văn Phu cũng nhẹ nhõm, tiếp tục báo cáo công tác, xong việc định rời đi thì bị Lý Viễn Hồ gọi lại. Anh nói xem nếu Trương Khác bị trường học đuổi thật rồi liệu cậu ta có nghiêm túc ngồi trong văn phòng bàn việc cùng những đồng chí trung niên như chúng ta không? Lý Viễn Hồ cười nói. Bỏ đi, tôi cũng đau đầu nếu thấy bộ dạng cậu ta như thế. Nghe nói anh và viện trưởng của cậu ta là bạn học à? Rắc rối nhỏ này anh giúp cậu ta giải quyết đi, cứ để cậu ta trốn trong trường đóng giả hoàn khố, như thế mọi người thoải mái hơn. Cẩm Hồ đang rối bù công việc còn phải đối phó với thi cử, đúng là làm khó cậu ta. Lại còn định gian lận qua ải, xem ra cậu ta rất thích cuộc sống ở Đới Ết Đông Hải. Lục Văn Phu gật đầu. Vậy tôi gọi điện cho bạn học. Lý Viễn Hồ không ngờ chủ động muốn giúp Trương Khác giải quyết chuyện dễ như trở bàn tay này, đây là hành động trước kia quyết không thể có. Thôi Quốc Hằng nhận được điện thoại của Lục Văn Phu, nghe một lúc còn tưởng ông ta lo chuyện Lục Thiên Hữu đổi chỗ. Anh cũng làm quá rồi, tôi thực sự không biết việc này, dù có cũng đâu tới mức xử phạt cháu nó. Nếu xử phạt thì phải xử phạt tất cả, không thể bên trọng bên khinh, nếu không Thiên Hữu sẽ thành thói quen xấu. Lục Văn Phu nghiêm túc nói. Nghe thế Thôi Quốc Hằng mới hiểu ra ý đồ thực sự của cuộc điện thoại này, ngồi thẳng dậy, nắm chặt điện thoại hỏi. Lần trước là thị trưởng Hồ ra mặt giúp cậu ta giải quyết rắc rối, lần này phiền tới đại giá của anh, nể tình bạn học của chúng ta, anh có thể cho tôi biết chàng trai Trương Khác này rốt cuộc là vị đại thần nào không? Cái này anh cứ dũng cảm phát huy trí tưởng tượng đi, tất cả đều có manh mối, chỉ là một số sự thực khiến người ta khó tin mà thôi, chúng tôi có kỷ luật, không thể nói bừa được. Lục Văn Phu biết bên trên phong tỏa loại tin tức này rất nghiêm, dù trong dân gian lan truyền cũng không phải là điều bên trên muốn thấy, nên cả bản thân cũng không nói ra được. Anh nghiêm túc quá, từ thời đại học đã thế, làm cháu nó không hoạt bát được. Thôi Quốc Hằng không muốn đoán cho đau đầu, tay gõ lên bàn, có cú điện thoại này là hắn biết phải xử lý ra sao rồi. Tôi chỉ làm theo lời anh thôi nhé, anh đừng trách tôi cho cháu nó một cái cảnh cáo. Không trách. Thiên Hữu lát nữa khả năng còn tới tìm anh chủ động kiểm điểm, anh nghiêm mặt giáo huấn nó một trận cho tôi. Lục Văn Phu còn chưa nói xong thì Thôi Quốc Hằng nghe thấy có người gõ cửa văn phòng, liền gọi vào, thấy Lục Thiên Hữu, vẫy tay nói. Thiên Hữu, mau vào đây, thập thò ngoài cửa làm gì? Lời này cũng là nói cho Lục Văn Phu nghe, cúp điện thoại bảo Lục Thiên Hữu ngồi xuống, thấy trong tay hắn còn có giấy kiểm điểm, nghĩ, đúng là thằng bé khờ, bị cha bán đứng mà không biết. Thôi Quốc Hằng nói hai ba câu đuổi Lục Thiên Hữu đi, cầm bản kiểm điểm tới tìm trường phòng giáo vụ Trần Lộ Kiến, trên đường đi thấy Tần Cương, gọi tới nói. Lục Thiên Hữu tự ý đổi vị trí cho Trương Khác trước khi thi, chuyện này phải nghiêm túc xử lý, ít nhất cũng phải cảnh cáo, anh đi nói với Ngụy Đông Cường đi. Chương 760, quyền thế và thể chế. Tần Cương ngớ người, sao lại liên quan tới cả con trai thư ký trưởng chính phủ tỉnh nữa, lại còn do Lục Thiên Hữu chủ động đầu thú. Mặc dù chuyện rất quỷ dị, nhưng ý tứ Thôi Quốc Hằng thì hắn hiểu rõ, chuyện này xử lý cuối cùng là cảnh cáo miệng Trương Khác và Lục Thiên Hữu, không hề nhắc tới cô bé kia, Thôi Quốc Hằng bảo mình đi cảnh cáo Ngụy Đông Cường, để phòng tên tiểu tử đó tái phạm. Nhân vật nhỏ mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện bên ngoài, Ngụy Đông Cường tuyệt đối không ngờ Lục Thiên Hữu lại đi tới chỗ Thôi Quốc Hằng đầu thú. Buổi sáng hắn bị Thôi Quốc Hằng mắng cho sợ mất hồn mất vía, chạy về phòng mà tưởng chừng trời sập sập tới nơi rồi. Hắn chưa bao giờ nghe thấy Thôi Quốc Hằng nổi giận với ai tới mức đó, nghe Tần Cương nói xong, cảm giác có một cái lưới đang ngày càng thiết chặt lấy mình tới không thở nổi. Thường ngày hắn rất quan tâm, rất chiếu cố Lục Thiên Hữu,
ai ngờ lại bị chính Lục Thiên Hựu làm khó, Ngụy Đông Cường cảm giác như mình bị phản bội, chẳng phải mình muốn bảo vệ nó nên mới vờ không thấy nó đổi chỗ sao. Giờ thì mình thành tiểu nhân rồi. Nhìn cái dáng vẻ như chó nhà tang của Ngụy Đông Cường, Tần Cương chẳng thương hại chút nào. Chẳng phải vì Ngụy Đông Cường lấy trứng mà muốn trọi lại tảng đá Trương Khắc, nếu hắn thực sự mà làm thế, bên trên dù khó xử, nhưng các giáo viên khác sẽ tán đồng với hắn, đám hoàn khố có cơ hội là nên trấn áp một chút. Nhưng Ngụy Đông Cường không thể đối xử độc ác như vậy với một cô bé gia cảnh bần hàn nhưng khắc khổ học tập vươn lên được, đừng nói phòng giáo vụ không phải là kẻ ngốc, mà các giáo viên nghe thấy cũng không tưởng tượng nổi. Chuyến này Ngụy Đông Cường xem như mất lòng sạch sẽ cả trên lẫn dưới rồi, có giáo viên thẳng thừng nói, Ngụy Đông Cường không thích hợp làm công tác với sinh viên nữa. Lời này còn chưa truyền tới tai Thôi Quốc Hằng, nhưng chưa chắc Thôi Quốc Hằng đã không có suy nghĩ này, nếu không làm công tác sinh viên nữa thì trong viện còn vị trí nào cho hắn. Chỉ e làm công tác 2 năm thì hạn ngạch học nghiên cứu sinh hắn cũng chẳng có phần. Cùng vùng vẫy trong một hệ thống, tâm thái Ngụy Đông Cường ra sao, Tần Cương cũng cảm thụ được ít nhiều. Nói không chừng hắn cũng oán hận mình rồi. Tần Cương biết Ngụy Đông Cường thèm khát cái vị trí giáo viên chỉ đạo sáng nghiệp của mình, trước kia chọn vị trí này, Mông Nhạc là học sinh của mình nên đã nói giúp mình, Trương Khác và Đỗ Phi là học sinh của Ngụy Đông Cường lại không nói giúp hắn. Hẳn điều này khiến tên Ngụy quân tử để bụng, cho nên mới nhân cơ hội này phát tác, nếu không vi phạm kiểu này nói thực thì đã đi học có mấy ai không phạm vào, có thể nói là nhỏ nhất trong các lỗi gian lận thi cử rồi. Nhìn thấy cùng lắm cảnh cáo miệng thôi, cớ gì làm ầm ĩ tới tận phòng giáo vụ. Thấy quyền quý, có người tránh xa, nhưng đa phần thì nỗ lực lấy lòng, có kẻ leo lên rồi hoàn toàn quên mất bản thân, hoặc là có lẽ trong lòng ẩn chứa chua xót nhục nhã khi phải luồn cúi làm tâm lý vặn vẹo, cho nên nhìn thấy người giống mình trước kia liền chà đạp tàn nhẫn. Có lẽ Ngụy Đông Cương nhìn thấy hình ảnh cũ của bản thân trong cô bé nhà nghèo phấn đấu vươn lên kia, tâm lý không chịu nổi. Loại người như thế, Tần Cương chưa phải không thấy qua bao giờ. Tần Cương nhận ra con người của Ngụy Đông Cường liền sinh cảnh giác, không muốn nói lời khuyên nhủ gì hắn, chỉ ngồi đó nhìn bố trí trong phòng. Phòng giáo viên của ĐS Đông Hải điều kiện chẳng tốt hơn được ký túc xá sinh viên, còn do hai giáo viên thanh niên chung một gian, vô cùng đơn giản, chỉ có hai cái giường, tủ quần áo đơn giản, một cái bàn dài đặt ở giữa, ngay cả bàn riêng của mình cũng không có, tắm rửa vệ sinh cá nhân đều ra nơi công cộng, cả gian phòng bốc mùi ẩm mốc. Tần Cương trước đó cũng ở trong gian phòng như vậy, thi thoảng bạn gái đến còn phải nhờ người cùng phòng tối tìm chỗ khác ngủ tạm, đa phần đều bạn gái tới buổi sáng, ăn tối xong rời đi. Kết hôn xong được trường phân cho cái phòng riêng, đã làm cho người ta thỏa mãn lắm rồi. Lần này trường được Thế Kỷ Cẩm Hồ chia cho hai tòa nhà trong khu chung cư thanh niên, tới viện bọn họ được 24 phòng, nói là an bài cho giáo viên thanh niên. Nhưng trong viện còn rất nhiều phó giáo sư phải chen chúc trong căn nhà chật chội. 24 gian phòng cũng là sư nhiều cháo ít, phân phối thế nào cũng có ý kiến, viện vừa mới thảo luận danh sách, có gia đình thì được một gian, độc thân thì ở chung. Nhưng vẫn không đủ phòng, giáo viên được chia phòng tất nhiên là vui mừng, nhưng Ngụy Đông Cường làm việc có được nửa năm đã được chia phòng đơn, không biết bao nhiêu người hâm mộ, ai cũng hiểu hắn mà thanh cao như cái vẻ bề ngoài thì đâu được cái suất này. Tần Cương thấy mình còn trẻ, không tiện đi tranh giành với các phó giáo sư vất vả nửa đời người. Nên bị loại ra ngoài danh sách, tuy thế trong lòng chua xót nhất là về nhà còn bị vợ trách móc. Tần Cương cũng hiểu, vợ hắn mang thai rồi, tới lúc sinh con ra, còn nhờ mẹ vợ tới chiếu cố, gian phòng hiện thời làm sao để mẹ vợ vào ở được. Mặc dù biết không thể có phòng từ chung cư thanh niên, song con người ta lúc nào cũng có chút kỳ vọng, buổi tối cùng vợ đi tản bộ, vợ hắn nhìn những gian phòng giáo viên trong viện đã vào ở, hâm mộ nói. Nếu có được một phòng trong đó, đời này em theo anh cũng thấy đủ rồi. Làm Tần Cương nghe mà nát lòng. Giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đấy, Tần Cương thu ánh mắt lại, nhìn đồng hồ, nửa tiếng rồi, bất kể hắn nghĩ có thông không cũng mặc. Tần Cương đứng dậy, vỗ vai Ngụy Đông Cường. Viện trưởng phê bình có hơi nghiêm khắc một chút, cũng là suy nghĩ bảo vệ học sinh, bảo vệ cậu. Yêu cầu xử phạt của cậu căn bản không được thông qua đâu. Nếu viện trưởng không phê bình nghiêm khắc, cậu chưa chắc đã ý thức được sai lầm của mình, cậu phải cảm thông cho khổ tâm của viện trưởng. Chẳng muốn nói nhiều, bỏ lại Ngụy Đông Cường ngồi đó ủ rũ như con gà bại trận, không biết hắn nhớ lúc hung hăng đòi đuổi học người ta không. Lúc này đã là trưa, hai môn thi cuối sang đều đã kết thúc, trong trường toàn sinh viên hưng phấn chuẩn bị hưởng thụ kỳ nghỉ. Tần Cương về văn phòng, biết phán quyết đã được đưa ra, lúc này đã dán khắp các giảng đường,
viện cũng có một bản, Tần Cương cầm lấy xem, Lục Thiên Hựu và Trương Khác không ngồi theo quy định của phòng thi, vi phạm kỷ luật, cảnh cáo một lần. Bị cảnh cáo tức là không được bình chọn làm sinh viên ưu tú của học kỳ này nữa, Trương Khác cũng được đi, với số lần trốn học đó mà được bình chọn sinh viên ưu tú thì đám sinh viên chẳng tạo phản sao. Lục Thiên Hựu thì hơi đáng tiếc. Tần Cương không hiểu vì sao Lục Thiên Hựu lại đầu thú, mà Thôi Úc Hằng vốn thân thiết với Lục Văn Phu lại vì chuyện nhỏ như con kiến này mà cảnh cáo Lục Thiên Hựu sao. Nói chung chuyện đến đây là xong, Tần Cương cũng biết phía sau có nhiều chuyện không thể nhìn thấu được, chẳng muốn phí công suy nghĩ làm gì, định sang Sáng Vực một chuyến, chắc đám Trương Khác, Đỗ Phi đều đang ở đó. Tần Cương vừa rời khỏi văn phòng thì nghe thấy hai giáo viên nghị luận Thôi Quốc Hằng vừa chỉ thị loại bỏ Ngụy Đông Cường ra khỏi danh sách giáo viên được vào chung cư thanh niên. Chắc giờ Ngụy Đông Cường vẫn chưa hiểu nổi sao việc mình làm dẫn tới hậu quả như vậy, không muốn tham gia chuyện này, Tần Cương quay người định đi hướng khác thì một giáo viên gọi lại. Tần Cương, hôm nay anh dẫm phải phân chó à? Viện trưởng Thôi vừa chỉ thị phải ưu tiên nữ giáo viên có thai hoặc gia quyến có phụ nữ mang thai được bố trí phòng ở. Ngụy Đông Cường bị loại rồi, vừa vặn dư một phòng hai gian, tối nay anh phải chiêu đãi chúng tôi một bữa đấy, tưởng chúng tôi dễ dàng tha cho anh thế à? Đừng mang tôi ra đùa, tim tôi yếu lắm đấy, cẩn thận gây ra án mạng. Tần Cương nghĩ mình vừa mới ở chỗ Thôi Quốc Hằng cách đây một tiếng, nếu có chuyện tốt thế này sao Thôi Quốc Hằng không nói? Chưa chi đã lên mặt, không tin anh gọi điện cho viện trưởng đi. Giáo viên trẻ giọng có chút đố kỵ. Đừng nói hoàn cảnh chung cư thanh niên làm người ta thèm khát, ai muốn ở chung phòng với người khác, đêm làm chuyện kia cũng phải cắn răng im thin thít. Giáo viên lớn tuổi hơn nói. Nói ra anh cũng đủ tư cách rồi, thạc sĩ, chính khoa, công tác tròn 4 năm, lần trước không xét tới anh vì anh mới kết hôn được chia phòng đơn, con trong bụng chưa thể tính, lần này bù đắp cũng là bình thường thôi. Tần Cương nghĩ tất cả là phản ứng dây chuyền của chuyện Lục Thiên Hựu đầu thú, trong lòng hơi tin, chỉ là không muốn lộ ra. Miệng nói dứt khoát không tin, nói tìm viện trưởng chứng thực rồi về xem miệng bọn họ, nói xong rồi đi. Xuống lầu Tần Cương nghĩ nếu mình được phân chia căn phòng vốn thuộc về Ngụy Đông Đường, chẳng phải bị tên tiểu tử đó hận suốt đời sao? Nhưng nếu có được một phòng ở chung cư thanh niên, bị hắn hận suốt đời có sao? Và lại đâu phải mình đi tranh giành gì, đây hoàn toàn là ở hiền gặp lành. Nghĩ thế lòng Tần Cương cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tối về ít nhất không phải nghe vợ oán trách nữa. Đúng là giải quyết được cho hắn vấn đề đau đầu nhất. Nhưng lúc này nên đi tìm đám Trương Khác hay đi tìm Thôi Quốc Hằng báo cáo công tác, tiện thể xác nhận tin này. Hắn không dám gọi điện cho vợ, sợ bị hai tên kia lừa, vợ hắn đang mang thai rất yếu đuối, không chịu nổi kích thích mạnh. Trên đường gặp giáo viên phòng nhân sự, Thôi Quốc Hằng hành động rất nhanh, chuyện phân phối phòng đã được báo tới phòng nhân sự, giáo viên kia nhìn Tần Cương hết sức hâm mộ. Chuyện có nhanh chậm nặng nhẹ, xí. Đó là lời dám thối thôi, Tần Cương hận không thể lập tức chạy tới chung cư thanh niên xem căn phòng sắp được chia cho sướng mắt, song vẫn quyết định tới Sáng Vực trước. Tới nơi chỉ thấy mỗi thời học bân, không thấy đám Trương Khác, Đỗ Phi đâu, liền hỏi thăm. Chắc là đều ở 1978. Thời học bân tò mò hỏi. Chẳng phải nói là gian lận bị bắt tại trận sao, thông báo lại ghi khác. Tần Cương cười xòa. Nói chung là vi phạm kỷ luật trường thi. Xử phạt như thế không sợ tên tiểu tử Trương khá chối. Tần Cương và thời học bân tới 1978 tìm đám Trương khác, 1978 không mở cửa buổi trưa, cửa lớn đóng, cửa nhỏ mở cho người quen ra vào, mọi người đều có mặt cả chỉ thiếu có mỗi Trương khác và Lục Thiên Hựu. Tần Cương thấy mắt Thẩm Tiêu hơi đỏ, chắc vừa khóc, hỏi Mông Nhạc. Trương khác đâu? Cậu ta đang ở trong gọi điện. Mông Nhạc cười như đang liên hoan. Không ngờ Lục Thiên Hữu ngốc nghếch đi nhận xử phạt, lão Tần, có phải anh từ văn phòng viện tới không? Có thấy hắn đâu không? Cậu ta tới tìm viện trưởng Thôi đầu thú, nộp bản kiểm điểm xong là đi, tôi cho tưởng cậu ta ở chỗ mọi người, các cậu không ép cậu ta đi đầu thú chứ hả? Tần Cương không thích lên mặt như Ngụy Đông Cường, đặc biệt với những học sinh xuất sắc này, ngay bản thân mình cũng không bằng, thoải mái nói cười với bọn họ. Đỗ Phi chép miệng. Ai mà ngờ hắn chủ động đi khai nhận. Tưởng học sinh hai tốt như hắn, vô duyên vô cớ bị xử phạt, chắc là trong lòng rất tổn thương, nói không chừng nấp vào đâu nó liếm láp vết thương. Không ngờ hắn cũng có lúc nổi giận vì hồng nhan. Mọi người nghe thế đều cười phá lên, cái nhìn với Lục Thiên Hựu thay đổi hẳn, Thẩm Tiêu có chút xấu hổ, trong mắt cô, Lục Thiên Hựu bị Đỗ Phi mỉa mai nên đi đầu thú, trong lòng hơi bất an, nhưng không dám đi tìm Lục Thiên Hựu, sợ mọi người cười,
Thời Học Bân thò đầu vào trong, nghe nói Trương Khác gọi điện bên trong mà không thấy y đâu. Tôi cứ tưởng Trương Khác chỉ đưa một đầu ngón tay ra là dẹp yên chuyện này, ai ngờ cậu ta ngồi rung đùi để người khác đi xử lý. Cậu ta gian lận là sự thực, mặt mũi nào mà đi vênh váo. Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nói. Đường Thanh cũng phụ họa. Phải đấy. Trần Phi Dung chỉ cười, cô hơi hiểu Trương Khác rồi, biết y làm gì không thể dễ dàng phán xét qua bên ngoài, đôi khi y làm rất nhiều việc, người ngoài không hay biết gì. Đỗ Phi biết ngay từ đầu Ngụy Đông Cường có lồng lộn chạy lên chạy xuống cũng chẳng làm nên trò trống gì, Trương Khác xử lý kín là không muốn để ảnh hưởng tới Thẩm Tiêu, Lục Thiên Hữu đâm đầu vào lưới chẳng qua để trường học có cái cớ xuống thang thôi. Thế giới này chỉ có hai loại người, một loại muốn gì có nấy, mỗi sợi lông mỗi sợi tóc của hắn đều được quan tâm săn sóc vô cùng chu đáo. Một loại người muốn gì cũng không có. Thế nào gọi là quyền thế? Quyền thế chân chính chỉ cần người lộ ra một ánh mắt là sẽ có người chủ động suy nghĩ chu đáo cho ngươi gấp trăm lần, không cần ngươi phải đi giáo huấn những kẻ mù mắt, sẽ có người chà đạp cho kẻ đó không ngóc đầu lên nổi. Trương Khác nghe thấy nội dung xử phạt công bố ra biết dù Lục Thiên Hữu có đi đầu thú thì thôi Quốc Hằng cũng không vì chuyện này mà để hắn bị cảnh cáo, suy đi nghĩ lại chỉ có Lục Văn Phu đích thân giải quyết rắc rối này. Trong những người có quan hệ mật thiết với Đợi Ết Đông Hải chỉ có ông ta hiểu mình không muốn bị người khác chú ý. Xử lý thế này là thích hợp nhất. Trương Khác vào phòng bóng bàn 1978, gọi điện cho Lục Văn Phu. Xấu hổ quá, làm chú Lục phải mất mặt cùng tôi. Ha ha, tôi nhận được điện thoại của Thiên Hữu thì đang báo cáo công tác với tỉnh trưởng Lý, chuyện nhỏ thôi mà, chỉ lo cậu trách tôi vẽ rắn thêm chân. Nghe Trương Khác xưng hô thân thiết, Lục Văn Phu mở cờ trong bụng, biết chuyến này xử lý chuẩn xác rồi. Té ra là vì Lý Viễn Hồ. Thảo nào Lục Văn Phu lại ôm lấy chuyện này, mà quái, sao ngài tỉnh tưởng lại quan tâm tới loại chuyện vụn vặt này. Bất kể thế nào cũng là chuyện tốt, có nghĩa là thái độ của Lý Viễn Hồ có chuyển biến vi diệu. Đương nhiên điều này cảm thụ là được, không cần nói ra. Sao thế chứ, tôi cảm ơn chú Lục còn không hết. Nhớ tới Ngụy Đông Cương, Trương Khác nhếch mép cười cúp điện thoại, nếu hắn không lôi Thẩm Tiêu vào, y cũng không thèm chấp, Trương Khác chai mặt rồi. Nhưng Ngụy Đông Cường há miệng cắn càn, Trương Khác không nể nang tình nghĩa gì nữa, đương nhiên Lục Văn Phu cũng chẳng cần nói gì thêm, chỉ cần giữ thái độ lạnh lùng, thể chế sẽ cho Ngụy Đông Cường nếm đủ đau khổ. Trương Khác nghĩ sau này có chuyện gì hay không cũng nên chủ động tìm Lý Viễn Hồ báo cáo nhiều hơn, quan hệ cải thiện không dễ, phải biết trân trọng, đi ra quan ba thấy cả đống người ở đó, nói. Chưa rồi, mọi người còn ngồi lì ở đây, không đói à? Cậu không vì keo kiệt một bữa cơm mà đuổi chúng tôi đi chứ hả? Mông Nhạc quay sang. Vì chút việc của cậu mà mọi người khẩn trương nửa ngày trời, lão Tần chạy tới quan tâm tới cậu đây này. Tịch Nhược Lâm lúc này mới thở hồng hộc chạy tới. Thông báo xử phạt là sao, thay đổi chỗ ngồi sao lại bị cảnh cáo, có phải Trương Khác cãi lại giám thị không? Mọi người đều cười cô phản ứng chậm chạp, chuyện đã xong cả rồi không ngờ Tịch Nhược Lâm chỉ biết phiên bản đem ra lừa người của Việt, không vội giải thích. Chỉ thảo luận xem buổi trưa đi ăn ở đâu mới có thể làm Trương Khác nhận chút bài học. Buổi sáng mọi người đều thi xong môn cuối cùng rồi, thi xong là có thể rời trường. Nếu chẳng phải chuyện gian lận bị tóm thì thi xong môn thứ nhất Trương Khác đã cùng Đường Thanh lên xe tới Tân Vu, y cũng không dám giải thích với mẹ nguyên nhân, chỉ nói là có thể kịp tới Tân Vu ăn tối. Trần Phi Dung, tôi nhất định thì chiều sẽ về Hải Châu, vừa khéo có xe ngân hàng thương nghiệp tới tỉnh làm việc, cha tôi nhất định cán bộ trung tầng ngân hàng. Có xe đi liền tiện thể đưa hai cô về. Tôn Tĩnh Mông sẽ về Hong Kong trước, 1978 giao cho lệnh Tiểu Yến quản lý. Tính toán lịch trình thì không biết có thể về nước trước Tết không nên ăn bữa cơm hôm nay coi như là cơm tất niên, có cơ hội đương nhiên Trương Khác muốn lôi mọi người cùng đi. Chương 761, đả kích liên tục. Trương Khác giúp Tôn Tĩnh Mông đóng cửa, mọi người tràn ra đường như bầy ong tìm quán ăn chém Trương Khác một bữa. Lục Thiên Hữu đang quanh quẩn ở ngõ, muốn tìm Thẩm Tiêu nhưng da mặt mỏng, sợ bị Đỗ Phi trêu ghẹo. Ê, cùng ăn cơm không? Dù sao cũng quen nhau nửa năm rồi. Đỗ Phi lên tiếng gọi Lục Thiên Hữu. Ừm. Lục Thiên Hữu do dự một lúc mới đi tới, còn tự giải thích. Tôi đang muốn tìm thầy Tần bàn chuyện đi thực tế. Kỳ thực chuyến đi thực tế về nông thôn này do đám Đỗ Phi thông qua sáng hiệp cấp kinh phí, phối hợp đoàn trường hoạt động, sau khi lớp bồi dưỡng Internet mở ra. Nhân vật quan trọng như Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân không đi được. Lục Thiên Hữu nói câu đó hoàn toàn là do không bỏ thể diện xuống được, ai cũng nhìn ra,
nhưng con người luôn có tật xấu, chỉ cần bản chất không xấu là được, chẳng chấp hắn chuyện này. Ăn trưa với đám Đỗ Phi xong là Trương Khắc kéo Đường Thanh lên đường, ném lại cho đám Đỗ Phi giải quyết hậu quả, ngay cả tiễn chân Tôn Tĩnh Mông ra sân bay cũng không thể. Đường cao tốc Tân Vũ tới Kiến Nghiệp đang được kiến thiết, dự kiến giữa năm 99 mới hoàn thành. Trương Khắc không đi đường quốc lộ mà đi men theo sông, con đường này một số đoạn đường nông thôn không tốt lắm, nếu chẳng phải tranh thủ tới Tân Vũ trước bữa tối, thì y chẳng chọn đường này. Mùa đông giá rét, đồng ruộng lưa thưa khô héo, lúc thì đi trên đê, lúc thì đi bên ruộng, thi thoảng có bầy chim sẻ bay qua, bọn chúng xuống ruộng kiếm thức ăn, khung cảnh thiên nhiên hữu tình làm người ta quên đi buồn bực ở trong xe. Ngồi trong xe không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, hệ thống giữ thăng bằng của Mercedes rất tốt, cho dù đi trên đường đất hương trấn cũng chẳng sóc lắm. Đường Thanh lên xe là dựa vào vai Trương Khắc ngủ luôn một giấc, tỉnh lại ngơ ngác không biết mình ở đâu, thấy Trương Khắc nghiêm túc nhìn sông xa xa, kỳ quái hỏi. Sông có cái gì vậy, bạn nhìn suốt cả chặng đường rồi, lại nghiêm túc như thế, nghĩ gì đấy? Bạn nói xem mình đang nghĩ gì? Trương Khắc ôm Đường Thanh vào lòng, miệng ghé sát vào tai cô nói. Đang nghĩ làm sao buổi tối mới có thể ngủ cùng phòng với bạn. Muốn chết à, đầu óc lúc nào cũng toàn những thứ bậy bạ. Đường Thanh thẹn thùng lườm y một cái, giãy giụa nhưng không thoát được khỏi vòng tay của y, liền im lặng nền sóng nước long lanh, vờ giận không nói chuyện với y. Mùa thu năm 96 sau khi tóm được La Quy Nguyên cùng tập đoàn Long Hoa hợp mưu chiếm đoạt tiền xây đê phòng hộ Tân Vu, tỉnh toàn lực chỉnh đốn hệ thống thủy lợi, điều tra xét xử một đống quan viên thủy lợi, còn tiến hành tra xét công trình đê điều Tiểu Giang. Những chuyện này Từ Học Bình mới chỉ làm được một nửa thì bị nhiều nguyên nhân điều khỏi Đông Hải, trợ lực đã bị Từ Học Bình dẹp bỏ gần hết rồi, Lý Viễn Hồ tất nhiên vui vẻ thúc đẩy công việc này. Đê điều kênh mương Tiểu Giang đều tiến hành chỉnh đốn gia cố, tra ra rất nhiều vấn đề. Cho dù mùa đông lạnh như thế, đi trên đường vẫn thi thoảng thấy được các công trình đang xây dựng. Kết thúc học kỳ luôn có đủ cuộc tổng kết, họp hành, đánh giá phải tham gia, Ngụy Quốc Cường dù tâm tình xa sút tới đâu, dù có sợ gặp Thôi Quốc Hằng thế nào vẫn phải cúi mặt tới dự. Cuộc họp chiều hôm đó, Ngụy Quốc Cường khả năng gặp phải cú vấp ngã lớn nhất đời. Trước tiên là tên của hắn trong danh sách được vào ở chung cư thanh niên bị loại bỏ, không ai nói với hắn đó là ý Thôi Quốc Hằng. Chỉ nói vợ Tần Cương sắp đẻ, mong hắn phát huy phong cách giáo viên làm gương sáng, phó viện trưởng phân quản còn đặc biệt làm công tác tư tưởng cho hắn, Ngụy Đông Cường như nuốt phải con ruồi lại không được nhổ ra. Vài ngày nữa thôi là có chìa khóa rồi, tuy chỉ là nhà đơn, nhưng so với căn phòng hiện tại phải dùng chung mọi thứ thì đã là khác biệt trời với đất. Ngụy Đông Cường và Lâm Băng còn vì chuyện này mà ăn mừng mấy lần, còn tính toán đem tiền thưởng năm nay mua đồ gia dụng. Gửi gắm biết bao tính toán và mơ ước tươi đẹp về tổ ấm của hai người, hắn không biết phải giải thích với Lâm Băng ra sao. Cuộc họp chưa diễn ra đã bị cho một đòn mạnh, Ngụy Đông Cường như muốn ngạt thở, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu. Trước tiên là tổng kết công tác học sinh, có giáo viên trực tiếp chỉ trích Ngụy Đông Cường xử lý vấn đề buổi sáng quá hà khắc, yêu cầu hắn tiến hành kiểm điểm bản thân. Ngụy Đông Cường buổi sáng bị Thôi Quốc Hằng vỗ bàn mắng mỏ, tuy chỉ có Tân Cương ở đó, nhưng tiếng quát tháo rất lớn. Người đi qua hành lang đều nghe thấy, sớm truyền khắp trường rồi, cho dù không ai nhẫn tâm đạp thêm cho hắn một cái cũng tuyệt đối không có ai đứng ra nói đỡ cho hắn. Đó mới là đả kích lớn nhất với Ngụy Đông Cường, hắn cho rằng mình cần cù công tác nửa năm, tới cuộc họp tổng kết lại bị kiểm điểm trước mặt mọi người, làm kẻ tự cao như hắn không chịu nổi. Không chịu nổi vẫn phải kiểm điểm, Thôi Quốc Hằng mặt âm trầm bảo chủ nhiệm khóa 94 từ hôm nay sẽ chỉ đạo công tác của hắn. Ngụy Đông Cường biết nếu mình kiểm điểm không đủ thành khẩn học kỳ sau sẽ bị đá đít khỏi vị trí chủ nhiệm khóa. Ngụy Đông Cường không biết nếu mất vị trí này thì mình mới công tác nửa năm còn có vị trí gì thích hợp nữa. Đành đứng lên lắp bắp kiểm điểm, nhưng thậm chí hắn không biết mình phải kiểm điểm ở phương diện nào, càng không biết mình sai ở đâu, làm tất cả mọi người đứng ra phản đối hắn. Tiếp theo là bình bầu công tác năm, chẳng có gì nghi ngờ Ngụy Đông Cường bị đánh giá kém, ảnh hưởng trực tiếp tới tiền thưởng năm. Bị mất một khoản lớn. Ngụy Đông Cường mới tham gia công tác, lương cơ bản, trợ cấp trách nhiệm đều kém người khác, chỉ hy vọng vào tiền thưởng cuối năm bù lại, giờ hy vọng tan tành rồi. Ảnh hưởng sâu xa là chỉ cần bị bình bầu kém một năm thôi, sau này hắn phải từ biệt rất nhiều cơ hội, chia phòng, thăng chức đều sẽ xếp hàng cuối, đợi người khác hưởng thụ hết rồi thì cơm thừa canh cặn mớ tới phần hắn, còn chuyện công tác 2 năm được tiến cử tại chức học nghiên cứu sinh cũng vô duyên luôn. Họp xong Ngụy Đông Cường như cái xác không hồn đi ra khỏi phòng, cảm giác toàn thân bị moi rỗng rồi,
hắn chưa bao giờ bị đả kích như thế, thậm chí hắn không hiểu vì đâu, cũng không một ai tới chỉ điểm cho hắn. Ngụy Đông Cường thất hồn lạc phách đi tới ngõ đầu trường, nhìn thấy một cái xe khách đi về Tân Dương quê hắn, hắn muốn ngồi lên đó, hắn không còn dũng khí tìm Lâm Băng kể chuyện xảy ra hôm nay, rời kiến nghiệp cho xong, như thế còn được thanh tĩnh. Chủ nhiệm Ngụy. Ngụy Đông Cường vừa định vịn cửa xe đi lên thì nghe thấy có người gọi ở đằng sau, hắn giật nảy mình, thì ra có một sinh viên xách hành lý định lên xe, cũng là người Tân Dương. Ha ha ha, các cậu đi đường về nhà cẩn thận nhé. Ngụy Đông Cường hốt hoảng chạy đi, máy nhắn tin bên hông vang lên mấy lần, lấy ra xem đều là số của Lâm Băng. Có một chiếc Audi đen đeo biển chính phủ đi qua, Ngụy Đông Cường nhớ Chu Tiểu Quân từng lái chiếc xe này, không biết hiện có phải Chu Tiểu Quân đang lái xe không, hắn chẳng còn sức so đo chuyện người ta lái xe qua không chào hắn một tiếng rồi. Bắt đầu kỳ nghỉ, sinh viên đa phần về nhà, số ở lại trường rất ít, nguồn khách quán nét sáng vực giảm mạnh, trừ tầng 1 còn tiếp tục kinh doanh. Còn tầng 2 dùng cho lớp bồi dưỡng. Công tác tiền kỳ không tệ, mượn danh nghĩa Đại học Đông Hải và vườn sồi, vốn tưởng bị lạnh nhạt không ngờ lại đầy kín người. Lệnh Tiểu Yến sau khi bị kéo sang sáng vực, công việc vất vả hơn làm cho Tôn Tĩnh Mông nhiều, đám Đỗ Phi thực sự cần một người có năng lực, kinh nghiệm như cô áp trận thay bọn họ. Lớp bồi dưỡng vận hành, chức trách của Lệnh Tiểu Yến càng nặng nề. Chương 762, tan vỡ. Mô hình vận hành mới mẻ. Cái gì cũng phải tự mày mò, công việc gì cũng rối ung, khả năng chỉ vì sơ suất một chi tiết nhỏ làm toàn bộ công việc đình trệ, nhưng có thể tiến tới là một thành công cực lớn, sẽ làm Đỗ Phi, Mông Nhạc, Lệnh Tiểu Yến có tiến bộ đột phá. Chu Tiểu Quân buổi chiều làm việc bên Yến Quy Hồ, làm việc xong không về Tân Phổ mà chạy sang sáng vực, hiện giờ chuyện sinh hoạt đều là hắn hỗ trợ Lệnh Tiểu Yến, cùng cô sống một phòng ở chung cư thanh niên, cùng tòa nhà với Tạ Tử Gia. Tới nơi mới biết Trương Khác đã rời khỏi kiến nghiệp, khi lái xe qua ngõ Chu Tiểu Quân đúng là nhìn thấy Ngụy Đông Cường, tuy không biết chuyện ban sáng, nhưng không muốn quan hệ với loại người đó, nên vờ như không thấy. Nghe Lệnh Tiểu Yến kể chuyện Trương Khác gian lận bị bắt, Chu Tiểu Quân cười xong, kéo cô sang một bên nói. Ngụy Đông Cường là kẻ không biết điều, giả thanh cao cũng phải có giới hạn thôi, người như hắn định sẵn sẽ gặp cú ngã nhớ đời. Di động trong túi Lệnh Tiểu Yến vang lên. Cô xem rồi bảo Chu Tiểu Quân. Là Lâm Băng. Lúc này cô ấy tìm em làm gì? Chu Tiểu Quân cau mày, bảo cô nhận điện rồi tính sau. Lệnh Tiểu Yến nghe điện thoại xong, nói. Lâm Băng mới biết chuyện buổi sáng, cô ấy tìm Ngụy Đông Cường khắp nơi không thấy, gọi vào máy nhắn tin mấy lần không được. Nghe nói hôm nay trong viện họp, Ngụy Đông Cường bị phê bình gay gắt, khen thưởng, bình bầu, chia phòng trước đó bị mất hết. Lâm Băng sợ hắn nghĩ quẩn. Hắn mà nghĩ thông được đã không tới ngày hôm nay. Chu Tiểu Quân khinh miệt nói. Vừa rồi anh nhìn thấy hắn ở ngõ, như chó rớt nước, không đáng thương hại chút nào. Nhưng phản ứng trong viện có phải hơi lạ không? Em thấy hơi quá kịch liệt. Lệnh Tiểu Yến không ở thể chế, nhận thức không đủ, thấy dù buổi sáng Ngụy Đông Cường có hơi quá đáng, nhưng đâu cần nghiêm khắc như thế. Ha ha ha, nói cho em biết không hề lạ, không hề kịch liệt. Chu Tiểu Quân bật cười. Thôi Quốc Hằng là ai, em cho rằng hắn ta suốt ngày tươi cười là không có sức sát thương nào sao? Hắn ta có thể khiến Lục Thiên Hữu bị xử phạt cùng, tức là đã trao đổi với Lục Văn Phu trước. Chút chuyện như con kiến đó mà bị lôi tới tận tầng cấp tỉnh, trong lòng hắn an tâm nổi không? Anh đã từng kể cho em chuyện một người bị chó cắn, chó toàn thành bị giết. Tình hình hiện tại của Ngụy Đông Cường mới là phản ứng bình thường của các bên. Anh có thể khẳng định, chỉ cần ngày nào Trương Khác không ra mặt vãn hồi cho hắn, thì hắn vĩnh viễn không có ngày trở mình. Em nói đi, Trương Khác có rộng lượng tới đâu cũng có thể chấp nhận hắn ba bốn phen cắn càn như thế không? Lệnh Tiểu Yến thở dài. Em chỉ lo Lâm Băng, nếu cứ tiếp tục theo hắn, ai biết sau này còn chịu khổ tới đâu. Ngụy Đông Cường chỉ biết đam đầu vào ngõ cụt không biết quay đầu, Lâm Băng muốn theo hắn thì tùy cô ấy thôi. Chu Tiểu Quân còn định nói thêm, song cảm thấy không thích hợp liền thôi.